Trương Khác gọi điện cho Thiệu Tâm Văn, y còn nhớ bạn học của Thiệu Tâm Văn làm việc ở Cục Công an thành phố Kiến Nghiệp, tên Hà Kỳ Vân thì phải, Trương Khác nhớ mang mang như vậy, từ sự kiện bán dâm ở Phú Xuân Các cũng đã khá lâu rồi. Bên phía đường Mã Liên thì Trương Khác không hy vọng đào sâu thêm được vũng bùn đó, nhưng vẫn phải khiến bọn chúng đưa ra một số nhượng bộ, không phải chỉ nghiêm túc điều tra vụ án quấy rối tình dục hôm đó là có thể kết án. Kiến Nghiệp vào tháng 4 là lúc thời tiết dễ chịu nhất, Trương Khác cầm chai coca, ngồi ở trên chiếc ghế dài của sân tennis, nhìn trời xanh mây trắng. Đáng tiếc là sân tennis ở học viện không có ghế tựa, để ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp toàn thân, thầm nghĩ nhiệt độ hôm nay cũng phải 25 độ, vừa vặn thích hợp mặc váy đánh tennis rồi. Mã Hải Long ở học viện âm nhạc khá thu hút, bị Trương Khác ném cho đám Trần Tín Sinh tháp thùng lãnh đạo thành ủy đi khảo sát đóng cửa nhà máy nhuộm. Giữ Phó Tuấn ở lại bên người, cùng Trần Hiểu Tùng, Diêu Văn Thịnh, còn có cả Chu Tiểu Quân đi đánh tennis, trùng hợp Dịch Hinh cũng có chuyến bay dừng ở Kiến Nghiệp, hẹn tới chơi luôn. Trương Khác uống một ngụm coca, nói với Chu Tiểu Quân. Lúc này chắc anh đang bê nước ở quán ba hả? Còn chưa dứt lời thì nghe thấy giọng của Lệnh Tiểu Yến ở cửa vào, chớp chớp mắt, thấy nửa người Lệnh Tiểu Yến thỏ vào, không mặc váy, thất vọng hỏi. Hôm nay quán ba nghỉ à? Ở đâu chả có quyền nghỉ ngơi, huống chi tôi chỉ là người làm công. Lệnh Tiểu Yến lớn tiếng kháng nghị, thấy mắt Trương Khác chuyển ra sau lưng mình, hỏi. Nhìn gì đấy? Nhìn gì đâu? Vừa mới nghe thấy giọng của Tôn Tĩnh Mông và các cô bạn, Trương Khác rất khát khao nhìn thấy những cặp đùi trắng như bông bưởi tràn vào sân tennis, y còn đặc biệt bảo Tôn Tĩnh Mông bao sân tennis này cả chiều trước 2 ngày. Váy lam mép trắng thoáng qua một góc rồi rụt vào. Quang cảnh mình mong mỏi cuối cùng đã xuất hiện, tim Trương Khác đập thình thịch, hôm qua gọi điện cho Đỗ Phi nói chuyện này, thiếu chút nữa hại tên tiểu tử đó vứt chuyện thi đại học sang một bên, chạy tới Kiến Nghiệp chơi tennis. Hả, Trương Khác trừng mắt nhìn Tôn Tĩnh Mông, dưới váy ngắn gợi cảm là quần jean xanh lam và giày thể thao màu vàng, ba cô gái đi với cô đều ăn mặc như vậy. Trần Hiểu Tùng thắc mắc. Các cô ấy vì sao ăn mặc như thế, không mặc váy thì không thể đánh tennis à? Chu Tiểu Quân, Diêu Văn Thịnh cũng cảm thấy nữ sinh học viện âm nhạc ăn mặc thật quái dị. À! Trương Khác nghiến răng nghiến lợi nói bừa. Khả năng một số người đúng là không giống người bình thường. Mấy người kia ra sân đánh bóng, Trương Khác gọi Tôn Tĩnh Mông tới, trừng mắt lên. Sao cô chơi trò vô lại thế, tôi mong đợi hôm nay tới mấy ngày rồi. Cục Công an Kiến Nghiệp đưa ra quyết định đám Tôn Cúc Kiệt có hành vi quấy rối tình dục, phạt nhốt giam 10-15 ngày, hai tên khác cầm đầu sinh viên thể dục tới học viện âm nhạc sẽ do học viện thể dục xử lý, đồn trưởng đồn cảnh sát đường Mã Liên cùng chỉ đạo viên bị đuổi việc. Hà Kỳ Vân tới khu Đông Hoa làm đồn trưởng kiêm chỉ đạo viên đồn cảnh sát đường Mã Liên, đây chỉ việc điều động rất nhỏ, căn bản không đáng để người ta để ý. Chuyện Tôn Tĩnh Mông muốn nhờ Trương Khác xử lý coi như đã giải quyết trọn vẹn. Anh giúp với tâm tư xấu xa đó thì có khác gì đám cặn bã Tôn Cúc Kiệt. Tôn Tĩnh Mông khinh bỉ nói. Còn nữa, đã bảo không được cho ba tôi và chị tôi biết cơ mà. Hại tôi bị mắng một trận, nếu chẳng phải bà cô đây tâm lý cứng cỏi, nói không chừng đã khóc tới chẳng bò dậy nổi mà đánh tennis với các anh. Trương Khác thấy Tôn Tĩnh Mông lấy chuyện này cắn trả, cười hăng hắc. Tôi chưa bao giờ cho rằng mình tốt đẹp hơn đám cặn bã đó, mà cũng không phải tôi nói cho ba cô biết. Anh nói sao tôi tin vậy à? Tôn Tĩnh Mông chun mũi. Suốt ngày anh đi cùng đám nam nhân già đầu đó, tâm tư cũng xấu theo bọn họ rồi, thôi, tôi chẳng thèm chấp với anh. Nắm tay y kéo dậy. Đi nào, tôi ăn mặc chẳng ra thể loại nào cũng cần dũng khí lớn lắm đấy, cùng lắm tối nay tôi mời các anh ăn tối, đến quán ba ăn tiêu miễn phí. Hiếm khi nào Tôn Tĩnh Mông mềm giọng xuống như vậy, nhưng Trương Khác vẫn lắc đầu. Không dễ dàng cho qua vậy được. Nếu là múa cột thì có thể suy nghĩ. Anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Tôn Tĩnh Mông lườm y một cái, quay ngoắt người đi, Trương Khác vội bật dậy, lật đật đuổi theo. Mấy ngày qua nhiệt độ tăng lên nhiều, đánh tennis chỉ mặc tê, rất mỏng, trước ngực Tôn Tĩnh Mông lùm lùm hiện lên hai đồi núi mềm, lúc di chuyển rung rinh như dấu con thỏ nhỏ bên trong, thêm vào tiếng thét vừa trong vừa ngọt, đánh tennis với cô đúng là hưởng thụ không tệ. Các cô gái học khiêu vũ trông có vẻ yểu điệu yếu đuối, nhưng thể lực khá tốt, Lệnh Tiểu Yến và Dịch Hinh vốn không hay đánh tennis, được một ván thôi mà đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại,
quẳng vợt ngồi bệt xuống sân. Trương Khác đang cùng Tôn Tĩnh Mông đánh tới lúc hăng máu thì Phó Tuấn cầm di động vẫy vẫy, bảo y tới nghe điện thoại. Trương Khác ra ngoài nghe điện thoại, Tôn Tĩnh Mông bực tức phát bóng về phía y, chẳng làm gì được cô ta, chỉ biết né tránh. Thị sát nhà máy nhuộm xảy ra chuyện, không biết là kẻ nào tiết lộ tin tức, công nhân nhà máy tụ tập ngăn cản xe vào nhà máy, phản đối chính phủ bán nhà máy cho chúng ta. Trần Tín Sinh kể qua tình hình. Phó thị trưởng Vương đã liên hệ với Bí Thư La. Trương Khác nhíu mày, tin tức này chắc chắn do địa ốc Tinh Điển phát tán ra, còn định chưa đàm phán ổn thỏa với thành phố sẽ không kinh động tới nhà máy nhuộm, lần thị sát này lấy danh nghĩa tham quan, không ngờ có kẻ đã khích bác suối bẩy làm loạn rồi. Trương Khác cúp điện thoại gọi Diêu Văn Thịnh, Chu Tiểu Quân tới, định tới nhà máy nhuộm xem sao. Anh đi đâu, không chơi nữa à? Tôn Tĩnh Mông vác vợt trên vai, gò má ửng hồng, phát tán hơi thở thanh xuân tươi trẻ rực rỡ, đi tới hỏi. À, có chút chuyện, cô tiếp đám anh Trần Hộ nhé. Trương Khác khoác áo ngoài lên. Tôn Tĩnh Mông mím môi không nói gì, cô hiểu địa vị của Trương Khác ở Cẩm Hồ, tới Hong Kong cũng suốt ngày bàn bàn tính tính với cha cô, nói ra một người ít tuổi như thế nghiêm túc tham gia vào thế giới người trưởng thành thì đúng là một người rất vô vị. Cô tiếp quản quán ba của chị mình cũng chỉ mang ý vui chơi, phất tay bảo Trương Khác đi cho mau. Rời học viện âm nhạc, rẽ vào đường Đông Hoa, vừa vặn gặp xe của La Quân, liền dừng xe lại cùng Diêu Văn Thịnh ngồi vào xe ông ta. Lên xe, Trương Khác lóe lên một suy nghĩ, nói không chừng đám người kia bày ra trò này là để thăm dò thái độ La Quân kiên định tới mức nào. Nếu La Quân tỏ ra mềm mỏng, thủ đoạn của bọn chúng sẽ xuất hiện liên tục. Bí thư La. Trương Khác chẳng nhắc tới chuyện xảy ra trước đó, cười nói. Nếu có thể thực sự thực thi chiến lược mới sản nghiệp kỹ thuật, tôi nghĩ thành phố này sẽ nhớ kỹ bí thư. Ý của y là chuyện của nhà máy nhuộm chẳng qua chỉ là chướng ngại nhỏ so với chiến lược mới thôi. Chương 563, chỉ là một trở ngại nhỏ. Ở phương diện kiến thiết kinh tế có chính thức hiển hách, mạnh mẽ cải cách, đều là nhân tố được giai tầng quan liêu mới của cái quốc gia này thừa nhận, không có lời nào động lòng một viên quan hơn thế nữa. Nhà máy nhuộm cách Đại học Sư phạm không xa, nằm phía Bắc Yến Quy Hồ, đi từ cổng đợi S Sư phạm tới chỉ mất mấy phút. Chớp mắt xe của La Quân đã tới cổng nhà máy nhuộm, một đám đông chặn kín cổng, hò hét ngăn cản đội xe tham quan, còn có người dương tấm biểu ngữ lớn viết bán nhà máy tức là bán nhà mình. La Quân sắc mặt âm trầm, hiện không phải là lúc truy cứu kẻ nào tiết lộ tần tức nữa, không thể để cho vừa ký hiệp định thư kế hoạch vườn xôi, chưa có bước đi đầu tiên đã bị gặp trở ngại. Tôi là người được nhận huy chương lao động, còn là đại biểu Đại hội Nhân dân toàn quốc, chẳng lẽ tôi không có tư cách nói chuyện với Bí thư La à? Trương Khác và La Quân xuống xe, còn chưa nghe báo cáo tình hình đã có một nam nhân chừng 50 nhảy ra la lối, đám Trần Tín Sinh, Thiệu Chí Cương bị vây chặt bên ngoài không thể xuống xe, cũng có thể Vương Duy Quân sợ mâu thuẫn trở nên gay gắt nên không cho bọn họ xuống xe. Chỉ là phản đối bán nhà máy thôi, tình hình chưa tới mức quá tệ, La Quân chỉ nam nhân đó nói. Tôi biết đồng chí là Điền Lực Sơn, năm ngoái ở đại hội biểu dương hệ thống dạy nhuộm, đồng chí đại biểu cho công nhân phát biểu. Tôi tới đây rồi, có gì muốn nói các đồng chí cứ nói ra, nhưng chặn cửa khách như thế, không phải là đạo đãi khách. Bí thư La biết thì tốt, tôi muốn hỏi một câu, có phải là thành phố muốn đóng cửa nhà máy nhuộm Lệ Phong bán cho chủ tư nhân khai thác địa ốc thương nghiệp không? Điền Lực Sơn cùng mấy đại biểu công nhân hùng hổ đi tới. Diêu Văn Thịnh nói cho Trương Khác biết Điền Lực Sơn là phó quản đốc nhà máy Lệ Phong. Việc này thành phố còn đang thảo luận. La Quân bình tĩnh đáp. Nhà máy Lệ Phong đang kinh doanh tốt đẹp, năm ngoái còn đóng góp cho thành phố 20 triệu lợi thuế, nuôi dưỡng hơn 300 gia đình công nhân, có cải cách cũng không tới chúng tôi. Thành phố có tính toán này, vì sao không trưng cầu ý kiến chúng tôi trước? Điền Lực Sơn mặt đỏ gay, hùng hồn chất vấn. La Quân kiên nhẫn giải thích. Nhà máy Lệ Phong nhường mảnh đất này ra là để dùng vào việc quan trọng hơn, không phải là đóng cửa nhà máy. Thành phố cũng không bỏ mặc công nhân viên, chúng tôi lựa chọn vùng đất mới xây dựng nhà máy hiện đại hơn. Vì sao chúng tôi đang kinh doanh tốt lại bán cho chủ tư nhân? Tôi nghĩ thế nào cũng không ra, cho dù người chủ kia có xây dựng nhà máy mới ở nơi khác, nhưng việc dừng vận hành nhà máy gây tổn thất ai chịu, trong thời gian đó cuộc sống 300 gia đình công nhân kia ai lo? La Văn Quân cau mày,
Điền Lực Sơn chất vấn liên tục không nể nang thể diện bí thư thành ủy, đâu có giống người muốn nói chuyện giải quyết vấn đề. Trương Khác đã xem tài liệu về Điền Lực Sơn, nhưng chưa rõ ông ta là người thế nào, bình thản nói. Bí thư La, hay là chuyển nơi khác thảo luận vấn đề này? Đám đại biểu công nhân liếc nhìn Trương Khác, thấy y còn trẻ, nghĩ là nhân viên công tác thành ủy, không để ý lời của y, nhìn chằm chằm La Quân, đợi ông ta trả lời. Các đồng chí là đại biểu công nhân, phải có giác ngộ, chẳng lẽ bắt Bí thư La đứng ở cổng nói chuyện sao? Vương Duy Quân nghiêm khắc nói, hôm nay ông ta ức lắm rồi, nhưng không thể làm xung đột thêm gay gắt, nếu không chuyện càng khó giải quyết. Còn nữa, nhà máy đã chọn ra đại biểu phản ánh ý kiến với Bí thư La, vì sao những người khác không về cương vị công tác, chặn ở cổng thế này là có ý gì? Nhìn thấy La Quân, Vương Duy Quân mặt xa sầm. Lãnh đạo Cục Công nghiệp nhẹ và lãnh đạo Tổng Công ty Dệt chỉ hận không thể bóp chết đám đại biểu công nhân này, không biết mà mẹ đứa nào để lộ tin, nhưng bọn họ sau này thì khốn đốn rồi. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt chỉ Điền Lực Sơn nói. Điền Lực Sơn, anh bảo những công nhân này giải tán đi. Lúc này đám Trần Tín Sinh, Thiệu Chí Cương mới xuống xe, công nhân chặn cửa giải tán, chỉ còn lại mấy đại biểu công nhân vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Viên tổng giám đốc kia dè dặt lỏi La Quân. Bí thư, tới phòng hội nghị chứ ạ? La Quân liếc nhìn Trương Khác, nếu tới phòng hội nghị thì y đã chẳng xen miệng vào. Chúng ta vừa đi vừa nói vậy. Trương Khác đi trước dẫn đường, xuyên qua đường xi măng giữa nhà máy, tới cổng sau, nói. Ra ngoài này, có thể thảo luận rất nhiều điều. Đứng ở bên trong cổng giã có thể ngửi cái mùi nhức mũi. Nhìn qua hàng rào sắt là mảng màu vàng sậm nổi lềnh bềnh trên Yến Quy Hồ. La Quân đã hiểu ý Trương Khác, chỉ cánh cổng rỉ sét loang lổ, trầm giọng nói. Mở ra. Đám đại biểu công nhân chưa ý thức được vấn đề, hôm nay thảo luận chuyện bán nhà máy chứ có phải kiểm tra xả nước thải đâu, càng không ngờ thanh niên này lại dẫn mọi người tới đây, bối rối tìm quản lý mang chìa khóa tới. Ngoài cổng sau là cống xả của nhà máy, rất ít người ra vào, cơ bản hoang phế lâu rồi. Ngay cả con đường tử tế cũng không có, cỏ xanh dập dịt ngập tới tận đầu gối. La Quân đi tới phía trước, cống xả quả nhiên đang xả dòng nước màu vàng sủi bọn ra ngoài, chất cặn đọng lại ở lòng hồ phía dưới đã lấp tới 1/3 cống rồi. Điền Lực Sơn, hiện giờ tôi trả lời câu hỏi của đồng chí, thành ủy sẽ không bỏ mặc 300 gia đình công nhân nhà máy, nhưng Yến Quy Hồ là của 6 triệu người dân kiến nghiệp, thành ủy cũng không thể bỏ mặc. La Quân chuyển ánh mắt sang lãnh đạo Cục Công nghiệp nhẹ, chỉ vào cái công đang xả nước thải, lớn tiếng quát. Chuyện này các đồng chí có biết không? Chẳng lẽ các đồng chí không có chút trách nhiệm xã hội và ý thức công chúng nào? Khi tôi tới kiến nghiệp nhậm chức, có người nói với tôi Yến Quy Hồ là viên Minh Châu của kiến nghiệp. Giờ viên Minh Châu thế này, tôi rất đau lòng. Nhà máy Lệ Phong mỗi năm đúng là đóng góp cho thành phố khoản lợi thuế lớn, nhưng Yến Quy Hồ phải vì nhà máy Lệ Phong gánh chịu tổn thất lớn nhường nào? Các đồng chí mở to mắt ra nhìn kỹ cho tôi. Tới đây bảo Vương Duy Quân. Đồng chí ở lại đây, hôm nay thảo luận cho ra phương án giải quyết cho tôi. Rồi không thèm để ý tới đám đại biểu công nhân hốt hoảng nhìn nhau, quay đầu trở về. Trương Khác mỉm cười, không nói một lời theo sau La Quân. Tình hình thế này không còn thích hợp tham quan gì nữa, cũng chẳng cờ nữa, đám Trần Tín Sinh, Thiệu Chí Cương cũng quay đầu về. Diêu Văn Thịnh. Chu Tiểu Quân ở lại hiệp trợ Vương Duy Quân. Vương Duy Quân chứa đầy một bụng tức, song La Quân có mặt, không có phần cho ông ta nổi giận, giờ La Quân đi rồi, ông ta là lão đại, trước tia lạnh lùng quát đám đại biểu công nhân. Các đồng chí phải là đại biểu cho toàn thể lợi ích của giai cấp công nhân, chứ không phải vì lợi ích nhỏ hẹp của 300 công nhân kia. Vì ao phải chuyển nhà máy đi nơi khác, các đồng chí tự hiểu. Ông ta không biết vì sao vừa rồi La Quân thái độ kiên quyết như thế. Nhưng không quan trọng nữa, bọn họ chính đang cần cái cớ đóng cửa nhà máy Lệ Phong, chuyển sang phía đám đầu não Tổng Công ty Dệt. Các đồng chí nói phải giải quyết ra sao, có cần mời người Cục Môi trường tới một chuyến mới quyết định dừng sản xuất không? Lập tức dừng sản xuất. Cục trưởng Cục Công nghiệp nhẹ hận không thể đập vỡ đầu Điền Lực Sơn. Điền Lực Sơn, ông phải có giác ngộ này chứ? Chu Tiểu Quân cảm thấy đám đại biểu công nhân thật đáng thương. Vấn đề ô nhiễm của nhà máy Lệ Phong trước giờ luôn được chú ý, nhưng vì sao không đóng cửa, chính là vì đám đầu não Tổng Công ty Dệt và Cục Công nghiệp nhẹ vì muốn bảo vệ lợi ích của mình, chứ công nhân có quyền gì.
Đám đại biểu công nhân bị người ta xúi bẩy đứng ra phản đối bán nhà máy, căn bản không ý thức được hai chuyện này có thể tính làm một. Thực ra ngay từ đầu bọn họ định sẵn là bị hy sinh rồi. Chương 564, ngưỡng. Tung cú đấm mạnh, bí thư thành ủy tuần tra hiện trường, kiên quyết đóng cửa doanh nghiệp gây ô nhiễm nặng. Lâm Tuyết cắn môi, nhìn chằm chằm vào ảnh La Quân quát nhân viên cục công nghiệp nhẹ trước cống xả của nhà máy nhuộm, hình ảnh người thanh niên hai tay đút túi quần bên cạnh có hơi mơ hồ, song người quen với tư thế uể oải của y thì có hóa thành than cũng nhận ra. Vốn định gây cho bọn chúng chút rắc rối, không ngờ thành tăng tốc kế hoạch vườn sồi. Vương Duy Quân chủ trì cuộc họp có sự tham gia của cục công nghiệp nhẹ, tổng công ty dệt và nhà máy nhuộm, ngay tối hôm đó đưa ra phương án xử trí, kiên quyết đóng cửa, đặt thời hạn tháo dỡ máy móc, trong phương án xử trí căn bản không đề cập tới vấn đề xây nhà máy mới nữa. Chướng ngại tiền kỳ của kế hoạch vườn sồi bị La Quân dẹp bỏ với thái độ kiên quyết khiến rất nhiều kẻ âm thầm dở trò trong bóng tối đều luống cuống. Giám đốc Lâm, 3 giờ chiều rồi, chị bảo tôi nhắc giờ này tới thành phố. Thư ký đi vào nhắc Lâm Tuyết lịch trình buổi chiều. Được rồi, cô bảo lái xe chuẩn bị đi, tôi xuống ngay. Lâm Tuyết phất tay bực bội, thành phố triệu tập chủ công ty khai phát địa ốc, chẳng qua là muốn khuyên họ bỏ ý nghĩ với hạng mục cải tạo ngõ ốc phủ, miễn trừ rắc rối về sau, tất cả đều vì dẹp bỏ chướng ngại cho kế hoạch vườn sồi. Bầu trời bên ngoài âm u, sắp hạ tuần tháng tư rồi mà nhiệt độ còn giảm xuống tới 4, 5 độ. Lâm Tuyết thay một chiếc áo thun mỏng bó người, bên ngoài là chiếc áo khoác đen chỉ che tới mông, nhìn bản thân trong gương, vóc người cao ráo là lướt, hơi nâng cằm lên, làm một động tác dụ hoặc, chỉnh trang lại tới khi hài lòng rồi xuống lầu ngồi xe đến chính phủ thành phố. Tới trước tòa nhà chính phủ, thấy Trương Khác, Trần Tín Sinh, Thiệu Chi Trương từ trong chiếc xe Audi đen đi ra, Lâm Tuyết cau mày, không cần xem báo cũng có người kể với cô ta chi tiết chuyện La Quân thị sát hôm qua rồi. Lâm Tuyết tất nhiên không né tránh, đẩy cửa xe đi xuống, theo sau bọn họ đi lên bậc thềm. Trương Khác quay đầu lại nhìn, không để ý dưới chân, bước hụt một bước, thiếu chút nữa té ngã, may mà Phó Tuấn nhanh tay đỡ lấy. Lâm Tuyết nhớ lại cảnh bị y làm nhục trong quán cơm ngõ học phủ, nhìn cảnh này trong lòng thầm hận, dậm chân quy ngoắt người đi. Trương Khác cười với Phó Tuấn. Tôi thực sự không chú ý nên bước hụt mà. Lâm Tuyết xoay người lại thì đám Trương Khác đã vào tòa nhà, cô ta vừa mới nhấc chân thì có người ở phía sau gọi. Giám đốc Lâm, nhìn bóng lưng mê đắm thế này chỉ có thể là cô thôi. Lâm Tuyết quay đầu lại nhìn thấy một cái mặt béo núc di sát tới, ghê tởm tránh đi, lạnh lùng nói. Triệu Béo, ông chỉ biết nhìn mông phụ nữ thôi à? Hi hi, giám đốc Lâm cũng tới vì hạng mục ngõ đan tỉnh. Lão béo chơ chẽn cứ sán tới gần Lâm Tuyết. Nghe nói kế hoạch của tinh điển với ngõ học phủ cũng tan rồi. Đó chẳng phải chuyện ông muốn sao, nếu không vì Phượng Hoàng các ông phá đám bên trong thì miếng thịt này sao lọt vào tay người khác. Hươu chết vào tay ai chưa biết đâu, hay là chúng ta liên thủ, không để người ngoài chiếm lợi được. Lão béo mắt hao háo liếc vào chỗ nhạy cảm trên người Lâm Tuyết. Tới nước này rồi còn làm gì được nữa? Lâm Tuyết khoanh tay trước ngực lui lại. Cô ta không quen đứng gần người khác gần như thế, làm cô ta rất khẩn trương. Thái độ của La Quân rất cứng rắn. Thế nào cũng không thể để người ngoài chiếm được, hiện giờ không phải đang làm đấu thầu hạng mục sao? Vì sao không đấu thầu ngõ đan tỉnh? Ái Đạt muốn làm kế hoạch vườn sồi, đó là vì đại kế của thành phố, nhưng hạng mục khai phát vì sao không cho doanh nghiệp trong thành phố chia một chén canh? Muốn ý kiến thì các ông đi mà ý kiến hợp lý thì tôi sẽ vỗ tay ủng hộ. Lâm Tuyết nói xong câu này liền bỏ đi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Triệu Béo dán sát vào cặp mông tròn căng của mình. Trước kia bọn chúng đấu nhau dữ dội tới đâu thì cũng chỉ là đấu đá nội bộ, mất cái này sẽ giành được cái khác bù vào, xong đột nhiên có người ngoài xông tới cướp một miếng thịt béo nhất, ai mà vui vẻ cho được. Trong chính phủ thành phố người qua kẻ lại, không tiện tới văn phòng Hồ Tôn Khánh nghe ngóng tin tức, Lâm Tuyết tới thẳng phòng tiếp đãi, các nhân vật có máu mặt trong ngành địa ốc gần như đã tới hết cả. Trong tay đều cầm một bản tài liệu, Lâm Tuyết hỏi một giám đốc có quan hệ không tệ. Mọi người đang xem cái gì đấy? Bản thảo trưng cầu ý kiến hạng mục cải tạo ngõ đan tỉnh, ở ngay trên bàn kia kìa, mỗi người một bản. Nếu có hai công ty trở lên hứa thỏa mã điều kiện của thành phố sẽ tổ chức cạnh tranh. Nếu không thì sao? Nếu không thì phải ký tên hứa từ bỏ,
nếu tất cả ký tên thì hạng mục sẽ giao cho Thế Kỷ Cầm Hồ. Lâm Tuyết còn tưởng chính phủ sẽ trực tiếp ra mặt khuyên bọn họ từ bỏ hạng mục, ai ngờ đặt một cái ngưỡng để mọi người biết khó mà lui, đi vào cầm một bản tài liệu, ở đó có hai nhân viên chính phủ đang đợi mọi người ký tên. Lâm Tuyết lật xem sơ qua, trong điều kiện không chỉ có phương thức bồi thường hồi thiên trước kia, còn có điều kiện hà khắc khác, bao gồm sau khi xây dựng nhà chung cư cao cấp cho kế hoạch vườn sồi mua lại với giá thấp. Nếu những hạng mục này đều thỏa mãn hết thì chẳng còn lợi nhuận gì nữa. Lâm Tuyết thấy có bóng người đi qua, ngẩng đầu lên thấy Thiệu Chí Cương đi tới, lấy một bản tài liệu, đứng đó xem một lúc, ký tên giao cho nhân viên công tác rồi đi. Người ta ký tên cả rồi, sao giám đốc Lâm không ký? Thấy Triệu Béo lại nhìn chăm chăm vào cổ áo của mình, ánh mắt lúc nào cũng như muốn đè ngửa người ta ra, Lâm Tuyết ghét bỏ lườm một cái, không thèm để ý tới lão ta. Thế Kỷ Cẩm Hồ chỉ nhân cơ hội này chen chân vào sản nghiệp địa ốc kiến nghiệp, có kiếm được tiền hay không chẳng hề gì, hơn nữa, Thế Kỷ Cẩm Hồ và Ái Đạt vốn cùng một bọn, đương nhiên có thể bày rất nhiều trò trong điều kiện này. Lâm Tuyết rời khỏi phòng, thấy Thiệu Chí Vương vừa đi vào văn phòng Vương Duy Quân, nghĩ Trương Khác chắc cũng ở trong đó, do dự một lúc rồi đi tới văn phòng của Hồ Tôn Khánh, gõ cửa đi vào, bên trong chỉ có một mình ông ta, liền ném tài liệu lên bàn, xả hết ấm ức từ hôm qua tới giờ ra. Chuyện này là sao, muốn đuổi chúng tôi đi thì cứ nói thẳng, cần gì bày trò này. Hồ Tôn Khánh tựa hồ không cảm thấy hành động của cô ta là vô lễ, nói. Hạng mục này cho dù có cạnh tranh thì thời gian cũng sẽ không kéo dài quá 3-4 ngày, tỉnh điển cho dù không ký tên cũng vô ích, bọn họ đã tìm đủ người làm nên rồi. Còn cả chiến lược mới kia nữa, là quân yêu cầu trong nửa tháng phải có phương án cụ thể. Ái, chuyện này Vương Đuôi Quân là người chấp hành cụ thể. Người khác có xen vào cũng không được. Lâm Tuyết cười lạnh lùng. Kiến nghiệp nếu thực thi chiến lược mới gì đó thật thì đầu tư kiến thiết cơ sở sẽ rất lớn, tôi chẳng vì cảm tính đi tranh chấp với người ta làm mất cơ hội phát tài. Thực thi chiến lược mới do La Quân, Vương Duy Quân, Hoàng Khắc Quân nắm chắc trong tay, cô cho là có cơ hội phát tài không? Hồ Tôn Khánh cười âm hiểm. Nhà máy Lệ Phong đã được thường ủy đưa ra ý kiến xử trí, trong vòng 15 ngày phải nhân viên. Thiết bị nhà xưởng phải dọn đi nhường chỗ cho người ta, nhà máy nhuộm còn lại cũng xử trí như vậy, hai mảnh đất hơn 400 mẫu, tập đoàn trả cho thành phố có 50 triệu, thành phố còn trả lại câu Ái Đạt để đầu tư cơ sở. Cô nghe thấy có cảm tưởng gì? Không phải cô nói với tôi, mảnh đất đó đem đi khai phát biệt thự ít ra cũng kiếm được ai 300 triệu. Cô không thèm sao? Chương 565, đêm ở Hương Cách Lý Lạp. Lâm Tuyết liếc nhìn Hồ Tôn Khánh đang quan sát mình. Nở nụ cười đầy phong tình. Thị trưởng Hồ nói những lời này với tôi có tác dụng gì? Tinh điển làm địa ốc mà, có làm hạng mục vườn sồi đâu, thịt béo tới đâu cũng chẳng thèm. Rồi cầm tài liệu ném vào thùng rác. Thành phố đã làm vậy rồi thì tôi bỏ chút sức lực ra ký tên vậy. Năm nay bất kể dùng thủ đoạn nào cũng phải huy động được đủ vốn trước mùa thu cho cầu công trình đường cao tốc và cầu Tiểu Giang Nhị, đó là quyết định sáng nay thành phố đưa ra. La Quân đề xuất kế hoạch 10 tỷ, tức là mỗi năm thành phố lấy 1/3 tài chính ra đầu tư rồi, cô có động lòng không? Hồ Tôn Khánh ngồi yên trên ghế, nhìn bóng lưng gợi cảm của Lâm Tuyết, thong thả nói. 5 năm 10 tỷ. Lâm Tuyết vừa đặt tay lên năm đấm cửa nghe nói thế thì lông mày dựng một cái, tỉnh điển từ khi thành lập tới nay, 6 khu huyện kiến nghiệp tổng đầu tư kiến thiết cơ sở hạ tầng chưa được 10 tỷ, vung tay lớn như thế, chẳng phải các ban ngành khác phải thắt lưng buộc bụng. Quy mô tân chiến lược rốt cuộc lớn nhường nào? Quy mô tân chiến lược lớn gấp khu cao tân Tân Phổ 10 lần, cuộc họp sáng nay cũng thảo luận ra tên gọi, là ý tưởng hành lang số. Hồ Tôn Khanh nheo mắt nhìn đôi mắt mỹ lệ nhưng mang cho người ta cảm giác lành lạnh của Lâm Tuyết đang bốc lên ngọn lửa rừng rực, cô gái là ai thầm tiền, làm sao kháng cự được sức cám dỗ của công trình lớn nhất của chính phủ kiến nghiệp xưa nay. Đám La Quân, Vương Duy Quân nắm chặt lấy chiến lược này rồi. Cô làm sao chia được canh trong đó? Thị trưởng Hồ biết đang suy nghĩ hộ tôi sao? Lâm Tuyết cười lả lơi. Ông lo bản thân bị bỏ rơi chứ gì? Vẫy tay rời khỏi văn phòng Hồ Tôn Khánh, Lâm Tuyết nhìn thấy Trương Khác đang đi một mình từ đầu kia hành lang tới, ánh sáng hơi tối, không nhìn rõ mặt y, nhưng Lâm Tuyết vẫn nhận ra được, chẳng muốn đụng mặt y, cô ta quay sang lối khác. Trương Khác đi tới chỗ Lâm Tuyết vừa đứng, nhìn tấm biển trên cửa phòng. Thầm nghĩ cô gái này giao du rộng thật.
Có điều hạng mục cải tạo ngõ học phủ đặt cái ngưỡng cao như vậy, không lo cô ta xen vào nữa. Trương Khác tới gõ cửa văn phòng của Vương Duy Quân, Thiệu Chí Cương và Trần Tín Sinh đều ở bên trong. Trần Tín Sinh hôm nay tới là để chính thức ký hiệp nghị chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nhà máy nhuộm Lệ Phong cùng nhà máy nhuộm Khác phía Tây, đây là hai nhà máy gây ô nhiễm chủ yếu ở phía Bắc Yến Quy Hồ. Trong một thế giới khác, tới tận năm 2001, chính phủ thành phố mới hạ quyết tâm đóng cửa nhà máy Lệ Phong cùng 7 nhà máy ô nhiễm khác quan hiên Quy Hồ. 6 năm sau đó chính phủ phải đầu tư 1,2 tỷ mới kéo lại được môi trường sinh thái trên mép bờ sụp đổ của Yến Quy Hồ. Một khi thực thi hành lang số, có thể đem xí nghiệp ô nhiễm xung quanh Yến Quy Hồ chuyển đi trước 4 năm. Thiệu Chí Cương tới đây tất nhiên vì hạng mục cải tạo ngõ học phủ, Trương Khác kéo một cái ghế ngồi xuống. Tôi vừa thấy Lâm Tuyết của Địa ốc Tinh Điển vừa ở văn phòng phó thị trưởng Hồ ra, tình hình phản hồi ra sao rồi? Cho dù Địa ốc Tinh Điển không ký cũng chẳng quan trọng nữa, các công ty khác đã ký tên bỏ hạng mục rồi. Vương Duy Quân cười ha hả. Lần này hẳn đã khóa miệng được miệng của bọn họ. Ngày 22 tháng 4, Thế Kỷ Cầm Hồ, Tập đoàn Ái Đạt và Thành phố Kiến Nghiệp ký hiệp nghị ủy thác cải tạo ngõ học phủ. Cùng ngày Trương Khác và Tô Tân Đông lên máy bay tới Hong Kong đốc chiến giai đoạn cuối của kế hoạch tăng cổ phần sát nhập. Ngày 23 tháng 4, Thực Nghiệp Gia Tín mở đại hội cổ đông thẩm duyệt phương án. Đã không còn một thế lực nào có thể cản con đường Hong Kong về với Tổ quốc nữa, đám mây đen chính trị luôn phủ lên đầu người dân Hong Kong đã bị xua tan, tương lai Hong Kong trở nên rõ ràng, thành điểm tựa cho chứng khoán Hong Kong tăng mạnh từ trung tuần tháng 3 cho tới nay. Ngày 28 tháng 3, Thực Nghiệp Gia Tín công bố cổ phiếu tăng 60%, từ 4,6 đô la Hồng Kông trước khi công bố phương án tăng cổ phần sát nhập, tăng lên 7,4 đô la Hồng Kông. Cuối cùng sau khi thông qua phương án, quyết định giá cổ phiếu không thấp hơn 6 đô la Hồng Kông, chứng khoán Ngân Hanh sẽ là nhà bao thầu cổ phiếu mới lần này. Đêm ngày 4 tháng 5, tại khách sạn cao cấp nhất của Hồng Kông là Hương Cách Lý Lạp, Thực Nghiệp Gia Tín tổ chức tiệc rượu đáp ta. Trương Khác đứng trên tầng thượng của khách sạn, nhìn xuống bóng đêm như mộng như ảo của Hong Kong, hỏi Hứa Tư. Sao chị không tham gia bữa tiệc phía dưới, chị là nhân vật chính mà. Trong cùng ngày hôm đó Thực Nghiệp Gia Tín còn phát hành 286 triệu cổ phiếu cho Việt Tú, tổng cộng Việt Tú nắm 30% cổ phần của Thực Nghiệp Gia Tín, là quản lý cao nhất của Việt Tú, Hứa Tư được giới truyền thông săn sủi. Hứa Tư cười dịu dàng. Bước ra một cách rực rỡ diễm lệ có khi còn mất nhiều hơn. Tôi chỉ thích làm đóa hóa lặng lẽ nở trong sơn cốc tĩnh lặng, chỉ nợ cho mình cậu là đủ rồi. Trương Khác cảm động nắm lấy tay Hứa Tư, ôm cô vào lòng. Bóng đêm mờ mờ, Trương Khác ngồi dựa vào thành giường hút thuốc, trong phòng không có một cái khác, Tôn Tĩnh Hương, Tôn Tĩnh Mông, Hứa Duy, Giang Đại Nhi đều được mời làm khách quý, Hứa Tư căn bản không dám ở bên cạnh Trương Khác quá lâu. Tạ Vãn Tình cũng tới, hiện cô mới là người khống chế thực tế Thực Nghiệp Gia Tín. Giá trị cổ phiếu nắm trong tay trị giá gần 2 tỷ đô la Hồng Kông. Theo cùng Tạ Vãn Tình trừ Chỉ Đồng còn có Lý Minh Du và hai tiểu nha đầu Tích Dung, Tích Phũ. Diệp Kiến Bân và Đinh Văn Di cũng được mời, với Tôn Tĩnh Hương mà nói đúng là cục diện khó xử, thường ngày cô và Diệp Kiến Bân bận rộn sự nghiệp riêng, gặp nhau rồi lại chẳng được gần gũi. Trương Khác đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, giật này mình, tiếp đó thấy Chỉ Đồng, Tích Dung. Tích Vũ vừa thở vừa la hét chạy vào. Chỉ Đồng mặc bộ váy lễ phục dài màu lam, chỉ lo cô bé dẫm vào mép váy té ngã, Trương Khác còn lo cô bé làm hỏng bức tranh quý trên giường, Chỉ Đồng lao thẳng lên giường, chẳng kịp cởi giày, nắm lấy tay Trương Khác la lớn. Trương Khác, mau giữ Tích Dung lại cho em, bạn ấy muốn cụ em. Tích Dung, Tích Vũ cởi giày xong cũng leo cả lên giường, Trương Khác làm sao nhận ra được đâu là Tích Dung, hai tiểu nha đầu đều mặc váy hồng. Đều dùng kẹp tóc giống nhau, y như hai con búp bê xinh đẹp, vội bảo vợ chồng Phó Tuấn chạy theo vào. Giúp tôi phân biệt hai nha đầu này với. Ngốc, ai cù em là Tích Dung? Chỉ Đồng đang bị Tích Dung cù nách, cười tới đau cả bụng. Sao em lại trốn một mình vào đây? Tạ Vãn Tình thò đầu vào. Em đang đợi điện thoại ở Dallas. Trương Khác xem đồng hồ. Lúc này chắc hợp đồng được ký rồi. Nhìn thấy cái giường thoáng chốc bị ba nha đầu giày xéo không còn ra hình dạng gì, Trương Khác chỉ biết cười lắc đầu. Tiếp đó lại thêm hai ba người nữa đi vào, thì ra bữa tiệc phía dưới đã kết thúc,
mọi người tới quấy rầy y. Còn tưởng có kẻ nào đó đang nấp trong một góc tối đắc ý theo dõi mỗi người trên bữa tiệc cơ. Diệp Kiến Bân vừa vào đã trêu y. Tôi làm gì có sở thích quái đản đó. Trương Khắc bĩu môi. Nhưng tôi rất muốn nhìn thấy vẻ mặt kẻ nào đó khi tin tức ở Dallas truyền về. Cậu phải cho giới truyền thông trong nước nghỉ với với. Gian phòng này có quầy ba nhỏ, Diệp Kiến Bân đi tới lấy rượu bảo vợ chia ly cho mọi người, chắc là vừa rồi ở dưới kia uống chưa đã, nên lên đây uống. Cuối tháng 3, phương án tăng cổ phiếu sát nhập công bố với giới truyền thống, mặc dù một tháng qua báo chí cũng cho đăng tin, song với thái độ dè dặt, vì chỉ cần thị trường chứng khoán Hong Kong có dao động, phương án này sẽ chết non. Không ngờ một tháng qua thị trường chứng khoán Hong Kong tăng vùn vụt mỗi ngày, hơn nữa nhìn thế phát triển này sẽ còn tăng lên trong khoảng thời gian dài nữa. Năm 97, tiền bạc không còn là đề tài phải che che giấu giấu nữa, một xí nghiệp dân doanh từ khi sáng lập tới nay mới hơn 2 năm đã có số tài phủ lên tới hàng tỷ, bất kể dùng ngôn ngữ kích động thế nào đánh giá cũng không quá. Chuyện duy nhất làm giới truyền thông trong nước thất vọng là người sáng tạo ra số tài phú này không hề có ý ra mặt. Chương 566, Hành lang số. Sau khi bữa tiệc đáp tạ kết thúc, phóng viên trong nước đổ tới Hong Kong đều vắt óc tìm những lời lẽ nhiệt huyết nhất hình dung lần huy động vốn quy mô khổng lồ ở thị trường tư bản hải ngoại của một công ty trong nước. Triệu Hân Mai là một trong số phóng viên nội địa đổ tới Hong Kong, là phóng viên chuyên cho đăng bài tài chính kinh doanh. Do cuộc họp báo lẫn tiệc đáp tạ của thực nghiệp Gia Tín tổ chức ở khách sạn Hương Cách Lý Lạp, nên một gian phòng bình thường cô ở cũng tốn 2.600 đô la Hồng Kông một đêm, cô đang ngồi trao chuốt từng chữ bài báo viết xong, gửi câu phòng biên tập trong nước. Rất hài lòng với bài viết của mình, Triệu Hân Mai đấm cái lưng nhức mỏi vì ngồi quá lâu, nghĩ có nên mời phóng viên báo Kiến Thần tới quán bạc phía dưới uống ly rượu hay không, nhưng nếu tên tiểu tử đó hiểu lầm mình có ý khác thì sao? Có tương kế tựu kế hy sinh bản thân một chút để moi thêm tin tức nội tình không? Khách sạn Hương Cách Lý Lạp có 56 tầng, nối liền với trung tâm mua sắm giải trí Kim Trung Thái Cổ, trong tòa nhà có mấy quán bar với nhiều phong cách khác nhau. Triệu Hân Mai đi thang máy xuống một quán bar kiểu Anh, phát hiện có rất nhiều đồng nghiệp của cô uống rượu tán gẫu trong đó, Giản Chí Khang cũng có mặt, đa phần bọn họ mang tâm tư giống cô, muốn moi tin tức từ hắn cho nên ngồi xung quanh, Triệu Hân Mai cũng đi tới. Nội địa có gần 80 phóng viên tới Hong Kong đưa tin về sự kiện này, tại thời điểm Hong Kong sắp trở về, sự kiện này gây ảnh hưởng lớn thế nào khỏi nói cũng biết. Lần này tôi cũng giống mọi người thôi, đều ngồi ở bàn tiếp đãi phóng viên, làm gì có tin tức nội bộ gì. Giản Chí Khang trả lời những người moi tin xung quanh, nhìn thấy cô phóng viên xinh đẹp Triệu Hân Mai đi tới, cười nói. Cô viết xong chưa? Nhất định là rất tuyệt vời rồi, tôi có hân hạnh được đọc trước không? Vậy bài viết của anh cũng cho tôi xem trước được không? Triệu Hân Mai mỉm cười đáp lại, đảo để nói. Hoặc lần sau anh đi phỏng vấn độc quyền tập đoàn Ái Đạt, chỉ có tôi một hai lần, được không? Chúng ta có quan hệ gì nào, cô có yêu cầu gì cứ nói. Mọi người xung quanh đều cười trêu hắn trọng sắc khinh nghĩa. Tin lớn đây. Có một phóng viên bên ngoài hối hả chạy vào. Tin tức mới nhất từ Dallas. Tập đoàn Ái Đạt và Ti đang ký một hạng mục dẫn tiến một hạng mục kỹ thuật tới 50 triệu đô la Mỹ. Mọi người thắc mắc vì sao cao tầng Ái Đạt không có mặt ở Hong Kong phải không, bọn họ tới Dallas hết cả, tựa hồ lần này Ái Đạt lại muốn làm lớn rồi. Mưa ở Hong Kong rất lớn, hay ngày qua mưa suốt, lúc lớn lúc nhỏ, nhưng chẳng có lúc nào dừng, nhóm Tạ Vãn Tình hôm kia đã bay về nội địa, Phó Tuấn cũng đi theo, nếu không chẳng giữ nổi hai tiểu nha đầu. Tới hôm nay Trương Khác mới cùng Tôn Tĩnh Mông về kiến nghiệp. Máy bay bò lên tầng mây, thoát khỏi cái không khí ẩm ướt của Hong Kong, Tôn Tĩnh Mông ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, hai tay khoanh trước ngực, cô mặc chiếc áo hai dây màu trắng muốt, lộ ra làn da trắng mịn màng, nhìn khuôn mặt đẹp thuần khiết, bầu ngực hô hấp nhẹ đều đặn, mang tới cho Trương Khác cảm giác ngồi bên cạnh một dòng suối thiên nhiên trong lòng. Thật kỳ lạ, vậy mà khi cô bé này mở mắt ra lại mang tới cho người ta cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Thu lại ánh mắt, Trương Khắc nhìn lên đống báo giày ở trên đùi mà y kiếm được ở Hong Kong. Giới truyền thông Dallas và tiểu bang Texas cho đăng tin rầm rộ về hiệp nghị dẫn tiến kỹ thuật của Ti và Ái Đạt, gọi là chuyển rời kỹ thuật quan trọng nhất lĩnh vực thông tấn trong những năm qua, thậm chí hô háo chính phủ phải tiến thẩm tra hiệp nghị kỹ thuật nghiêm ngặt hơn, mục đích cấm chỉ chuyển nhượng hạng mục kỹ thuật này.
hơn 70 tờ báo trong nước cho đăng tin hạng mục này, duy chỉ có tuần báo điện tử của Bộ Bưu điện chỉ ra, tập đoàn Ái Đạt đưa vào kỹ thuật chế tạo DTDD này chỉ là kỹ thuật loại 2 sắp bị đào thải mà thôi, chẳng có kỹ thuật hạch tâm, không đáng cho giới truyền thông trong nước tuyên dương. Đó chính là đòn phản kích đầu tiên của Bộ Bưu điện. Trương Khắc lại cực kỳ mừng rỡ, Bộ Bưu điện không im lặng từ chối đơn của bọn họ nộp lên một cách thô bạo, mà dùng văn chương phê bình đả kích Ái Đạt, đây rõ ràng là một biến hóa. Người thông minh nhìn cái biết ngay Bộ Bưu điện cho đăng bài báo này trong nội bộ thế nào cũng bị các phương diện chỉ trích nghiêm khắc, cách chuyên gia Bộ Công nghiệp Điện tử càng ra sức chế nhạo, không chút nể nhang chỉ ra rằng doanh nghiệp điện tử của Bộ Bưu điện luôn hô hào nắm kỹ thuật đỉnh cấp của sản nghiệp thông tấn chẳng qua là nhập khẩu hàng của người ta tự dán nhãn của mình, làm gì có chút hàm lượng kỹ thuật nào, kỹ thuật dán mác à. Hành vi lũng đoạn thị trường thời gian dài của Bộ Bưu điện khiến cho các phương diện căm hận, cho nên đây là quy tắc cuộc chơi mà thôi. Huống hồ thời gian qua vấn đề địa vị kinh tế dân doanh đã được thảo luận thấu triệt rồi, Ái Đạt được dư luận ủng hộ từ trên xuống dưới chẳng phải là điều khó tin. Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Tiêu Tấn Thành sau khi ký hiệp nghị với Ti thì bay thẳng về Bắc Kinh, cử hành cuộc họp báo công bố chi tiết kỹ thuật dẫn tiết lần này, đồng thời tuyên bố thành lập trụ sở thực nghiệm phát triển ở thung lũng Silicon để hấp thụ kỹ thuật này. Ngày hôm sau tập đoàn Ái Đạt chính nộp đơn lên Bộ Bưu điện xin sản xuất điện thoại di động, Bộ Bưu điện trả lời mập mờ, sẽ họp chuyên môn để thảo luận. Doanh nghiệp dưới Bộ Công nghiệp Điện tử trước nay đều tích cực chuẩn bị lập hạng mục sản xuất DTDD, Đông Hương, Phổ Tấn mấy lần cũng nộp đơn xin Bộ Bưu điện cho phép sản xuất DTDD cùng Ái Đạt hình thành thế bứ căng tập thể. Sáng sớm này hôm nay chính phủ thành phố kiến nghiệp công bố chi tiết chiến lược sản nghiệp kỹ thuật mới gọi là hành lang số, bao gồm dựa vào ưu thế kỹ thuật của trường đại học, cao đẳng khu Yến Quy Hồ, thiết kế quy hoạch xây cầu Tiểu Giang 2, đêm khu cao Tân Tân Phổ, khu Yếm Cổ, Đại học Tân Phổ nối tiếp nhau thành một dải rộng 8 km, dài 20 km. Hành lang số, chó chặt với kế hoạch vườn sồi của Ái Đạt, làm doanh nghiệp dân doanh chiến cứ địa vị đi đầu trong chiến lược kinh tế địa phương. Đem khu công nghiệp điện tử thành Nam Hải Châu, khu khai phát Tân Gia Nguyễn Sơn, hành lang số kiến nghiệp chỉnh hợp làm một, chính phủ tỉnh Đông Hải đồng thời công bố kế hoạch phát triển kỹ thuật cao dọc khu Tiểu Giang. Có chính phủ địa phương kiên định ủng hộ, tập đoàn Ái Đạt không yếu hơn hai doanh nghiệp dưới Bộ Công nghiệp Điện tử. Trương Khắc xếp báo sang một bên, nhìn mây ngoài cửa sổ, Tôn Tĩnh Mông mở mắt ra, đôi mắt Mỹ lệ chứa phong tình thánh khiết mà quyến rũ, dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ của Mỹ nữ khó cưỡng, tiếc là Trương Khắc lại đang chăm chú nhìn bên ngoài, chẳng biết có gì hay mà xem, Tôn Tĩnh Mông nhoài người tới, mặt gần như áp sát vào kính cửa sổ. Nhìn cái gì thế? Tôn Tĩnh Mông người gần như nằm phục lai hai chân Trương Khắc, tóc phát sang một bên lộ ra cái cổ trắng mốt và bờ vai mềm, mũi chuyển tới hương thơm như hoa bách hợp. Trương Khắc vì tránh không chạm vào người cô, giơ cả hai tay lên kháng nghị. Cô làm thế này tôi ngồi kiểu gì? Hả? Tôn Tĩnh Mông chẳng đổi tư thế, quay đầu sang nhìn Trương Khắc mới nhận ra cơ thể hai người áp sát nhau quá mức, mặt ửng đỏ, Tôn Tĩnh Mông không nhận ra gần đây mình hay đỏ mặt hơn trước nhiều. Rụt mình về, vừa ngồi ngay ngắn là cái miệng cũng trở nên đanh đá. Này cho anh cơ hội đụng chạm còn làm nhảm. Được được, coi như tôi nói sai rồi, giờ cô có nằm cả người lên tôi thì tôi cũng không ý kiến gì nữa. Tôn Tĩnh Mông khẽ hừ một tiếng, mặc chiếc áo khoác đen lên, lúc này đã nhìn thấy Tiểu Giang nằm vắt ngang mảnh đất phía dưới, nghe dự báo thời tiết nhiệt độ ở kiến nghiệp ít hơn ở Hong Kong từ 5, 6 độ. Tôn Tĩnh Mông chỉ chuẩn bị một chiếc áo dệt kim cộc tay, cánh tay trắng trẻo vẫn lộ ra bên ngoài. Máy bay hạ cánh, phát hiện kiến nghiệp cũng đang mưa, Trương Khắc cởi áo ngoài khoác lên cho Tôn Tĩnh Mông, y chỉ mặc một chiếc tê, sất nga tây, hai tay ôm trước ngực chịu đựng cái lạnh bên ngoài. Gọi điện cho Mã Hải Long, hắn bị tắc đường, một lúc nữa mới đến đón bọn họ được. Chương 567, lâu rồi chưa về Hải Châu. Anh thật biết quan tâm tới con gái đấy. Tôn Tĩnh Mông ngẩng đầu nhìn Trương Khắc co ro vì lạnh, nói. Vậy có cảm động chút nào không? Trương Khắc cười hỏi. Anh nghĩ sao? Tô Tĩnh Mông đáp một cách vô tình. Cô nương đây nhận được sự ân cấp hơn thế này gấp trăm lần nhiều lá mồi, nếu dễ cảm động như vậy thì chẳng biết đã thất thân bao nhiêu lần. Thế thì trả áo cho tôi. Trương Khắc rất thiếu khí khái nam nhi. Đưa tay lấy áo trên người Tôn Tĩnh Mông. Tôn Tĩnh Mông cười khúc khích tránh đi, rồi lại ôm lấy tay Trương Khắc nói. Sưởi ấm lại cho anh đấy,
Được chưa nào? Bao nhiêu người tỏ ân cần với cô như thế, vì sao không chọn một người làm bạn trai? Chưa gặp được ai tôi thích cả. Tôn Tĩnh Mông thò chân ra, đón lấy giọt mưa nhỏ xuống bên ngoài hiên. Không thể để tình yêu của mình thành thứ rẻ mạt được. Cô thích tuýp người như thế nào? Trương Khắc tò mò hỏi, tính cách Tôn Tĩnh Mông biểu hiện ra ngoài khá quá xa với các cô gái mà y quen biết. Trương Khắc thực sự rất tò mò cách cô gái với tính cách khác nhau suy nghĩ thế nào. Ngày hôm đó nếu bị đám người ở sân trượt băng đánh cho một trận, liệu anh có giận không? Tôn Tĩnh Mông đột ngột hỏi. Đã 3-4 tuần rồi, tưởng Tôn Tĩnh Mông sớm vứt chuyện này ra sau đầu, không ngờ còn canh cánh trong lòng, Trương Khắc cười gian. So với chuyện đó tôi càng giận chuyện cô cố ý mặc váy bên ngoài quần jean đánh tennis hơn. Để bụng như vậy sao? Ánh mắt Tôn Tĩnh Mông đột nhiên trở nên hồn nhiên. Chẳng phải nói múa cột có thể thay được à? Dùng ánh mắt như thế thảo luận vấn đề này, Trương Khắc tim đập thình thịch, nhếch môi cười, che giấu đi tình cảm khác thường nảy sinh trong lòng. Cô quỵt rồi, tôi còn mơ tưởng gì nữa. Nhìn màn giọt nước mưa nhỏ lộp độp trên chiếc giày màu đỏ, rồi ngẩng đầu lên nửa bên mặt khuôn mặt đường nét góc cạnh rõ ràng của Trương Khắc, Tôn Tĩnh Mông giọng êm ái hỏi. Nếu tôi mượn vai anh dựa một chút, anh sẽ không sinh ra ý nghĩ khác chứ? Trương Khắc ngạc nhiên nhìn vào mắt Tôn Tĩnh Mông, giọng nói của cô ẩn chứa một cái gì đó là lạ, cố giữ thái độ bình thường dửng dưng nói. Nói không chừng sẽ có đấy. Thế thì thôi vậy. Tôn Tĩnh Mông mím môi. Không ngờ anh nhỏ mọn như thế. Ngồi xe vào thành phố, mưa càng to hơn, lúc này trốn vào trong 1978 ngồi uống rượu, nghe mưa rơi là tuyệt nhất rồi. Hà Huyền chỉ coi Trương Khắc là người quen biết bình thường, chứ ấn tượng sâu sắc lần đầu gặp nhau ra, thì những lần khác chẳng khi nào nói chuyện quá 10 câu, mang rượu tới cho y rồi đi qua chỗ khác. 1978 chỉ phát bài hát của Giang Đại Nhi, bài Mối Tình Mùa Hè mang theo nỗi buồn mang mác đang phát rất thích hợp một buổi chiều mưa như thế này. Người khác không biết Trương Khắc đang hoài niệm chuyện chưa từng xảy ra, cũng có thể mãi mãi không xảy ra. Chuyến đi Hong Kong chỉ vội vã gặp mặt Giang Đại Nhi một lần, trước đó cô phải đi tới Đài Loan tuyên truyền ca khúc mới, nghe nói rất vất vả. Trương Khắc vừa châm điếu thuốc thì thấy Lệnh Tiểu Yến đứng trước mặt, nói. Hiện giờ chị tìm công việc mới còn kịp đấy, ngõ học phủ nhanh nhất cũng phải cần nửa năm mới xây dựng lại được. Không biết để ý tới hình tượng học sinh cao trung à? Tôn Tĩnh Mông đi tới lấy điếu thuốc lá trên môi Trương Khắc, đặt vào miệng hít một hơi, nhưng bị sặc, kho khủ khụ, cau mày hỏi. Có gì hay ho mà hút? Đốt đi nỗi cơ đơn thôi mà. Trương Khắc cười cợt nhả. Còn có cách nói lãng mạn hơn, đen nhớ nhung gửi vào khói thuốc, để khói thuốc thấm vào trong lòng. Đáng tiếc phối hợp với cái mặt thiếu nghiêm túc của y hoàn toàn chẳng có chút lãng mạn khiến các cô gái cảm động. Trương Khắc lấy điếu thuốc trong tay Tôn Tĩnh Mông dập tắt rồi hỏi Chu Tiểu Yến. Chị có tính toán gì? Chu Tiểu Quân đã điều tới cục xúc tiến đầu tư làm trợ thủ cho Diêu Văn Thịnh, Lệnh Tiểu Yến cũng biết được một số nội tình cô vốn không rõ. Tôi còn nửa tháng nữa mới tốt nghiệp cơ mà, chưa vội. Không biết 1978 có còn mở tiếp được nữa không? Tôn Tĩnh Mông kéo ghế ngồi xuống cạnh Trương Khắc. Trước kia chưa hết hạn thuê 1978 nên chị tôi mới đồng ý cho tôi tiếp tục mở, giờ phải kết thúc kỳ hạn thuê trước thời hạn, chị tôi chưa chắc muốn ném tiền vào đây. Cô cũng biết là ném tiền à? Trương Khắc cố tình nhấn mạnh chữ, ném. Trách tôi được à? Tôn Tĩnh Mông trừng mắt với Trương Khắc. Chị tôi có kinh doanh nó tử tế đâu, nếu nói về tình hình tài vụ thì từ lúc tôi tiếp nhận tới giờ nó được cải thiện hơn nhiều rồi. Tình hình tài vụ tốt hơn à? Trương Khắc suy nghĩ nói. Tiền lương trả cho mấy người bọn họ giảm một nửa, giá đồ uống không điều chỉnh, nhưng thứ trang trí cầu kỳ có hay không cũng được phải trừ bỏ hết. Cút đi. Tôn Tĩnh Mông lườm một cái. Cho dù tôi có bù cả tiền tiêu vặt vào đây cũng không vắt óc kiếm tiền kiểu như anh. Trương Khắc còn chưa nói xong đã bị Tôn Tĩnh Mông lườm nguýt, y còn định kiến nghị đưa mấy cô gái học viện âm nhạc tới múa cột cơ. Thế kỷ Cẩm Hồ kết hợp phương thức giải tỏa bồi thường dọn trở về và đệt tiền, rất rộng rãi, công bằng, nên tiến triển thuận lợi, thời buổi nãy không bị đám thương nhân địa ốc bắt chẹt là tốt lắm rồi, dám bắt chẹt lại là cực kỳ hiếm thấy. Tuyệt đại đa số chủ kinh doanh đều muốn quay trở về,
chỉ có một phần cầm mấy chục vạn bồi thường rời đi. Trước tháng 6, các chủ kinh doanh ở ngõ học phủ phải chấm dứt kinh doanh, cả ngõ học phủ sẽ phong tỏa phá đi xây lại, là công trình xây mới đầu tiên của hành lang số. Tới thượng tuần tháng sau khi tập đoàn Liên Tín và Philip ký hiệp nghị hợp tác sản xuất DTDD, Bộ Bưu điện vì sức ép các phương diện phê duyệt cấp phép cho 4 công ty Ái Đạt, Đông Hưng, Liên Tấn, Liên Tín sản xuất thiết bị thông tin di động. Hiệp nghị của Liên Tín với Philip chỉ là mua DTDD bán thành phẩm của Philip về trong nước rồi dán nhãn hiệu đem bán, cầm hồ thì ngoài đưa về tất cả kỹ thuật chip điện tử ra thì còn cả kỹ thuật sản xuất màn hình tinh thể lỏng loại STN. Trương Khắc không hiểu danh từ kỹ thuật, Đinh Hòe lấy sản phẩm mẫu cho y xem, mới biết LCD STN là màn hình tinh thể đen trắng mà thôi, di động thời đầu đều dùng loại màn hình này. LCD STN ở trong nước có mấy chục dây chuyền sản xuất, dù kỹ thuật của ti có điểm độc đáo cũng chỉ liệt vào hàng kỹ thuật cấp thấp mà thôi. Cũng tốt, có một số công tác làm trước cũng được, kỹ thuật phát triển từ thấp lên cao, cần điểm khởi đầu và quá trình tích lũy. Thượng tuần tháng sau, cùng lúc công ty hữu hạn điện tử thông tin Ái Đạt chính thức thành lập, Cẩm Hồ còn đăng ký hai công ty nữa là công ty hữu hạn Tân Tài liệu Ái Đạt và điện tử tinh thể Ái Đạt. Cẩm Hồ có một ưu thế mà ba công ty Đông Hưng, Liên Tấn, Liên Tín không sao bì được. Ti trừ toàn bộ kỹ thuật sản xuất DTDD của chip băng tần cơ sở Baseband Chip, sau dịch tắt là chip cơ sở, là hạ quyết tâm chặt đứt nghiệp vụ phi hạch tâm này, đó là tư tưởng kinh doanh, hạch tâm hóa, chuyên nghiệp hóa của chủ tịch Ti Tom Inzibus. Sau khi chặt bỏ nghiệp vụ này, Ti tiến hành điều chỉnh công tác nội bộ của nhân viên liên quan, tất nhiên một số bị cắt giảm biên chế, căn cứ vào hiệp nghị hai phía, Cẩm Hồ tiếp nhập những nhân viên này. Lợi ích này chủ yếu nhờ hơn 2 năm hợp tác vui vẻ vừa qua, Ti cùng việc phát triển kỹ thuật hạch tâm cũng cần hỗ trợ về các kỹ thuật ngoại vi liên quan, nên bọn họ lựa chọn phần nào dựa vào đối tác Cẩm Hồ, điều này cũng làm kỹ thuật chế tạo di động của Cẩm Hồ bám sát Ti. Vì thế cho dù Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng có hạ quyết tâm nội địa hóa sản xuất di động cũng phải đi con đường dài hơn Cẩm Hồ, huống chi hiện ngờ bọn họ căn bản không có cái quyết tâm này. Trương Khắc vì ngoạm chặt miếng thị béo bở này mà Trương Khắc lưu lãng bên ngoài nửa năm, trong nửa năm đó thời gian y về Hải Châu chưa được nửa tháng. Chương 568, tháng cuối cùng đời học sinh. Thượng tuần sáng 6, Trương Khắc trở về Hải Châu, chùi sạch mông đem toàn bộ công việc giao cho đám Trần Tín Sinh, Đinh Hòe, Chu Du. Lúc này thời tiết Hải Châu đã khá nóng, Trương Khắc mặc áo sơ mi, ngồi trước cửa sổ thi thoảng ngẩng đầu nhìn ngắm làn mây trắng lững lờ bay qua, thi thoảng lại nghịch ngợm di động trong tay. Giáo viên số học trên bục giảng nhìn Trương Khắc nhởn nhơ như thế, trong lòng bực bội chỉ muốn đi tới trước mặt y quát, này, chỉ còn một tháng nữa thôi, chuyện cậu được nhận vào Đại học Đông Hải đã được xác định rồi, đừng có tới trường làm đám giáo viên chúng tôi thêm bực. Trong lớp có một học sinh nam thông qua mối quan hệ chuyển tới ở học kỳ này, hắn không nhận ra Trương Khắc, buổi chiều thấy trong lớp thêm một học sinh mới, thì hết sức ngạc nhiên, mẹ đứa nào còn ngớ ngẩn chuyển trường vào lúc này. Nhà mà có năng lực thì chuyển tới trường học nội mông, Tây Tạng ấy. Qua đó thi đại học cho dễ. Nhìn thấy những nhân vật nổi bật trong lớp như Đỗ Phi và Đường Thanh có vẻ rất quen thuộc với tên kia, thậm chí có thể nói là thân thiết, ha không khỏi đố kỵ, hỏi bạn cùng bàn. Thằng kia là ai mà ngông thế, vào lớp còn cầm di động, thầy Lý nhìn mấy lần rồi mà không dám nói y câu nào. Cậu ta à? Bạn cùng bàn thở dài nói với hắn. Kỳ nghỉ suốt 3 năm cao trung của mình cộng lại chẳng biết có được nửa năm không, còn cậu ta xuất hiện ở trường 3 năm cộng lại chắc chắn không được nửa năm. Đó còn tính những ngày cậu ta thò mặt tới trường rồi đi ngay đấy. Hả? Gần đây ít nói tới nhất trung tứ đại ác thiếu gia nữa, nhưng cậu ta là người đứng đầu 4 tên đó đấy, học kỳ này hình như cậu ta chưa từng xuất hiện ở trường, thật là lạ. Á! Học sinh mới thấy đầu bị đau, hoảng sợ ngẩng đầu lên thấy Lý Diệu Quang đang giận dữ nhìn mình, cục phấn lăn vài vòng trên bàn rồi rơi xuống đất, hắn cúi đầu xuống, sợ bị thầy giáo đi tới giáo huấn cho một bài. Reng reng reng, chuông treo ngoài tường lớp học vang lên, tới giờ tan học rồi. Yeah. Trương Khắc vươn vai kêu một tiếng, ngồi trong lớp có một buổi thôi mà cơ bắp tê dại hết cả. Được rồi, giờ thì có thời gian nghe bạn nói rồi đấy. Đường Thanh ôm lấy quyển sách đặt lên bàn Trương Khắc, ngồi xuống đối diện với y, tay đặt lên bàn, Trương Khắc nhìn thấy cái cằm đẹp nhất đặt lên bàn tay xinh nhất, đôi mắt long lanh như hai giọt thủy ngân nhìn y nói.
Còn tưởng bạn không bao giờ tới lớp nữa, sao chẳng nói tiếng nào buổi trưa tới lớp rồi. Hại mình cả chiều không còn tâm tư nghe giảng. Thực sự không có tâm tư nghe giảng chứ. Trương Khắc cũng học đường thanh chống cằm lên lòng bàn tay, hai đôi mắt cách nhau chưa tới 8 cm, có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt đối phương. Đột nhiên muốn về cùng bạn trải qua tháng cuối cùng của thời học sinh, nên vứt bỏ mọi chuyện rồi, nếu bạn không vui thì ngày mai mình ở nhà là được. Ai nói không vui chứ? Đường Thanh hé môi xinh cười ngọt ngào, chẳng cần xấu hổ che giấu tình cảm với Trương Khắc. Có điều bạn không được lấy lời này ra lừa mình thực sự mong được ở bên bạn trong một tháng này đấy. Đưa ngón út ra. Còn phải giúp mình ôn bài, không được phá rối, ngoéo nào. Không vấn đề gì. Trương Khắc đưa ngón tay ra móc tay với Đường Thanh, mắt không rời khỏi đôi mắt dài quyến rũ của Đường Thanh, đôi mắt mỹ lệ linh động đó tựa hồ làm y nhìn mãi không biết chán. Một tháng cuối cùng trước kỳ thi đại học đối với học sinh nhất trung mè nhói không phải là giai đoạn chạy nước rút nữa, điều chỉnh tâm thái mới là việc quan trọng nhất. Nhớ lại một tháng trước khi thi đại học của mình ở kiếp trước, lúc đó tâm tình rất nóng nảy, khi ấy Đường Thanh bận rộn chuẩn bị chuyện ra nước ngoài du học, khiến cho y lúc nào cũng ở mép bờ sụp đổ, thực sự không hiểu nổi khi đó làm sao vượt qua nổi. Khụ khụ, hai vị chú ý một chút cho, trong cái lớp này người thầm yêu Đường Thanh không chỉ có một người, thằng kia, mày có cần mới trở về đã cắm dao vào tim người khác không hả? Bọn mình thích đấy, làm sao hả? Đường Thanh nhíu cái mũi nhỏ, nhìn Đỗ Phi thách thức. Trương Khắc ngẹo đầu nhìn Đỗ Phi, đầu năm Đỗ Phi còn nhờ y kiếm một cái hạn ngạch vào trường Đại học Đông Hải, cuối cùng quyết dựa vào sức mình, hỏi. Tư vị vùi đầu học ra sao? Có nắm chắc không? Cái hạn ngạch kia mày chưa nhường người khác chứ hả? Đỗ Phi cười khì khì ngồi xuống bên Trương Khắc, thân thiết nắm tay y. Tao thi trước thử xem, nếu không được sẽ dùng tới hạn ngạch đó. Nếu Đỗ Phi không vào Đại học Đông Hải, Trương Khắc ở đó một mình rất buồn, nhưng lại nói. Tao rất tin tưởng vào quyết tâm của mày, hơn nữa đề cử phải trước khơ thi, mày tham gia thi rồi thì hạn ngạch đó sao giữ nổi. Không sao, dưới DH Đông Hải còn có học viện giáo dục, tao tin cái này thì mày chắc chắn thi được. Đỗ Phi thống khổ nói. Thế thì mẹ tao giết tao mất. Đáng đời bạn. Đường Thanh cười rúc rích, nắm ngón tay Trương Khắc nghịch. Kệ bạn ấy, hiện giờ bạn ấy còn có thời gian đi dạy kèm cho em gái năm 2 sơ trung. Em gái năm 2 sơ trung, Trương Khắc vỗ đầu, không phải Chu Hiểu Lộ thì còn là ai nữa. Đỗ Phi, em phát bài thi giúp cô. Ồ, Trương Khắc, sao em lại ở trong lớp? Lý Chi Phương bê một chồng giấy lên bục giảng, đột nhiên nhìn thấy Trương Khắc, ngạc nhiên thốt lên. 3 năm qua đi, Lý Chi Phương vẫn diễm lệ như ngày nào, tinh thần phơi phới, phong tình rào rạt, làm người ta thật khó mà tưởng tượng được con gái cô ta đã 14 tuổi rồi, có vẻ cuộc sống gia đình đã khôi phục lại yên bình, chẳng trách cái thằng Đỗ Phi này sống chết ở lại trường 3 tháng ôn thi nước rút. Dạ, em về học. Trương Khắc không bận tâm tới cuộc đời riêng của Lý Chi Phương, là một cô giáo. Lý Chi Phương xứng đáng được tôn kính, đứng dậy nói. Cuộc đời cao trung với bất kỳ ai cũng là điều khó quên nhất, em không muốn này lang thang bên ngoài bỏ lỡ thời gian tươi đẹp này. Ừ, em nghĩ như thế thì tốt quá rồi. Lý Chi Phương hạ thấp giọng xuống. Cô không đem chuyện em được nhận vào Đại học Đông Hải ra nói với các bà của em, tránh đả kích tính tích cực của bọn chúng. Còn một tháng nữa thôi, cô cũng rất mong nhìn thấy em quay trở lại dáng vẻ của một học sinh đấy. Năm thứ 3 cao trung thoáng cái đã qua, nếu để cho đám học sinh non nớt mười mấy tuổi đang bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời biết được một học sinh đi học còn ít hơn thời gian nghỉ của chúng lại được nhận thẳng vào đại học, thì đúng là một đả kích lớn, tâm lý cực kỳ dễ bị mất cờ bằng. À, cô nếu không nhắc em thiếu chút nữa quên mất. Trương Khắc nhận lấy đề thi trong tay Lý Chi Phương. Trong lớp có chuyện lặt vặt gì, cô cứ bảo em làm. Chuyện cụ thể của Cẩm Hồ đã có đám Trần Tín Sinh. Tô Tân Đông, nên Trương Khắc có thể khoanh tay ngồi nhìn, y bận rộn bao lâu như thế, cờ niên tĩnh suy nghĩ. Trương Khắc không nghĩ ra có nơi nào có thể làm y thả lỏng tâm tình suy nghĩ vấn đề hơn ở lớp học trước kỳ thi, y đúng là định sống tháng cuối cùng thời cao trung ở trường học. Lý Chi Phương đặt hết chồng giấy dày vào tay Trương Khắc, nhìn đứa học sinh đặc biệt nhất trong cuộc đời dạy học của mình, với người không biết rõ y mà nói, chỉ coi y là một tên hoàn khố có gia cảnh tốt. Nhưng chỉ cần tiếp xúc với y một chút thôi,
sẽ phát hiện bao quanh y là vô số câu hỏi, làm người ta không nhìn rõ bóng dáng của y. Phải thừa nhận rằng không có đứa học sinh này, cuộc đời của mình sẽ trở nên tồi tệ như thế nào. Lý Chi Phương quay trở lại bục giảng, nhìn Trương Khác và Đỗ Phi giúp cô phát bài thi, trong lòng cảm khái, hơi thất thần một chút, vỗ tay, bảo học sinh đứng ngoài hành lang vào lớp. Còn 25 ngày nữa thôi là tới kỳ thi rồi, các em cũng thấy đấy, giờ mỗi ngày làm bì thi ít hơn thường ngày nhiều rồi, giai đoạn này chủ yếu là điều chỉnh tốt tâm thái của bản thân, trọng điểm ôn lại những giả đã học, cô không cưỡng ép các em mỗi ngày phải ở trường ôn tập tối nữa. Đề thi thử lần này các em làm trong 2 ngày là được, tự an bài thời gian hợp lý mà làm, cầm để xong có thể ra về. Trương Khác giúp Đường Thanh dọn cặp sách, gọi Đỗ Phi về cùng. Đi xuống sân. Đỗ Phi ngó nghiêng bốn xung quanh, không thấy xe của Trương Khác đâu cả, hỏi. Xe của mày đâu rồi? Xe nào? Trương Khác và Đường Thanh mỗi người cầm một bên chiếc cặp, đung đưa nói ở giữa. Mỗi ngày tao đi học cùng Đường Thanh, hai người đi chung một xe là được. Tất cả điều lãng mạn trên đời này không gì được ngồi sau xe đạp ôm người mình yêu rời trường học trong ánh hoàng hôn, Đường Thanh hé môi cười hạnh phúc. Nhưng đi tới chỗ để xe đã nghiến răng ken két muốn đá Trương Khác một cái rồi. Vì y ngồi chếm chệ phía sau xe đạp đang đợi cô chở. Chương 569, đợi con mồi vào bẫy. Đường Thanh giữ ghi đông xe, dựa vào lòng Trương Khác, còn Trương Khác ôm vòng eo thon nhỏ mềm mại của cô, đầu dán sát vào lưng Đường Thanh ngửi u hương thoang thoảng của thiếu nữ, chân đạp xe, đi dưới ánh sáng sót lại trong sân trường. Chỉ là đang giờ tan học, trường đông đúc nhôn nháo. Bị tắc lại ở con đường đi ra cổng, Trương Khác chống chân xuống đất, chẳng vội đi, tay vẫn ôm eo Đường Thanh không chịu buông, đang nói chuyện câu được câu trăng với Đỗ Phi thì nghe thấy đằng sau có một tiếng gọi trong treo. Anh Trương Khác. Nghe cái giọng Lolita tiêu chuẩn đó, làm lỗ tai các nam sinh trên cả con đường nhũn hết ra. Trương Khác quay đầu lại nhìn, Chu Hiểu Lộ đang nhảy từ trên xe đạp của Âu Ý Chi Phương xuống, chen qua đám đông, nhảy phịch lên ghế sau của xe Đỗ Phi. Bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Đỗ Phi, nói với Trương Khác. Anh Trương Khác, anh về trường khi nào thế? Mẹ em bảo em mời anh chị tới nhà em ăn tối. Tiểu yêu tinh, em lại chuẩn bị đích thân vào bếp hại người à? Đường Thanh liên hệ tới hồi ức không mỹ hảo lắm, quay đầu lại trừng mắt nhìn Chu Hiểu Lộ. Nói thế nào thì em cũng biết làm trứng bát cà chua, đại yêu tinh, chị thì biết làm cái gì? Cái mũi xinh xinh của Chu Hiểu Lộ hếch lên, tinh nghịch nhìn Đường Thanh. À, em dám chê chị à, Trương Khác chính là đầu bếp ngự dụng của chị đấy, lát nữa em giỏi thì so tài với anh ấy. Cô công chúa Hải Châu phân biệt muối với muối còn chẳng chắc lắm, nên lúc này chỉ có thể đẩy Trương Khác ra. Chu Hiểu Lộ mới 14 tuổi, khuôn mặt thanh tú khả ái, đôi mắt linh hoạt toát lúc nào cũng ánh lên tinh nghịch, hai bầu ngực xinh xinh mới nhú chưa phát triển hết. Đúng là một phiên bản hoàn hảo của Lý Chí Phương, nhìn vẻ thân mật giữa cô bé và Đỗ Phi, thực sự không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, Trương Khác khẽ lắc đầu thở dài. Lý Chí Phương dắt xe đi tới nói. Đi nào, các em tới chợ mua thức ăn với cô. Chỉ cần không tới nhà hàng, quán ăn thì tới nhà ai ăn chả được, nửa năm qua Trương Khác ăn cơm ngoài tới phát chán rồi. Có mặt Lý Chí Phương, Đường Thanh không dám cùng Trương Khác đạp xe nữa, Trương Khác lái xe. Cô nhà nhã ngồi đằng sau, ôm hông Trương Khác, đấu khẩu với Chu Tiểu Lộ. Khu tập thể giáo viên cách trường học không xa, lại gần chợ, nhìn Lý Chi Phương dắt xe vào chợ nhíu mày do dự chọn rau thịt là hiểu tài nấu ăn của cô thế nào rồi, Đỗ Phi, Đường Thanh, Chu Tiểu Lộ càng không hy vọng gì cả. Tới sạp báo bên cạnh chợ, Lý Chi Phương dừng lại gọi điện cho chồng. Buổi tối em mời học sinh về nhà ăn cơm, anh có về sớm được thì về giúp em. Nghe ngữ khí của Lý Chi Phương thì xem ra gia đình cô đã hòa thuận trở lại rồi, Trương Khác len lén làm động tác ném đá với Chu Hiểu Lộ, cô bé cười khúc khích gật đầu, ai, không biết chiêu này của mình hại nhà người ta mua bao nhiêu bộ kính cửa. Mua cả một xe thức ăn về nhà Lý Chi Phương, gặp đúng lúc chiếc xe Santana của Mã Tử Thiện cũng đi vào tiểu khu, buổi chiều Mã Tử Thiện nghe nói Trương Khác về trường, phải kiềm chế lắm mới không chạy tới lớp học chào y. Còn nhớ hồi Trương Khác bị gãy chân. Những nhân vật có máu mặt ở thành phố tranh nhau tới nhà thăm, đủ biết đứa học sinh này địa vị bất phàm, hiện gặp ở đây rồi, ông ta tất nhiên không bỏ qua cơ hội, thân thiết xuống xe hàn huyên, tới khi chồng Lý Chi Phương đạp xe về, mới thả cho bọn họ đi. Chồng Lý Chi Phương nấu nướng không tệ,
Trương Khắc Định hỗ trợ, thấy thay chân hắn nhanh nhẹn như thế nên thôi. Lấy lời Lý Chi Phương mà nói thì chồng cô không giỏi xã giao, tâm tư đều đặt hết lên mấy ngón nghề nhỏ như nấu nướng, nhiếp ảnh, còn biết viết văn. Mấy năm trước vì quá thành thực bị giảm biên chế, ở nhà liền 5-6 năm, cả con người gần như hỏng luôn, chỉ biết đắm chìm trong men rượu, Lý Chi Phương theo hắn đúng là chịu khổ không ít. Khi ăn cơm, Lý Chi Phương ngăn không cho Trương Khắc và Đỗ Phi uống rượu, nhưng để chồng uống vài chén, hắn uống rượu vào bắt đầu nói nhiều hơn, nói mãi nhắc tới chuyện trước kia, nước mắt chảy ra, cứ nói Lý Chi Phương theo hắn 16 năm chỉ toàn chịu khổ cực. 2 năm trước hắn mới vào Nhật Báo Hải Châu làm biên tập nhiếp ảnh, rồi vào viết văn, con người mới khôi phục sức sống, nam nhân có tự tin y nhiều trở nên khoan dung hơn, nói chuyện có nhắc tới và việc cũ của Lý Chi Phương, làm cô xấu hổ vô cùng, má đỏ hồng hồng, uống cùng với chồng 2 chén rồi gạt bỏ chủ đề này. Tiếp đó chồng Lý Chi Phương lấy tác phẩm nhiếp ảnh ra khoe, toàn là lấy Lý Chi Phương làm người mẫu, lại làm cô xấu hổ một phen nữa, chồng cô có tổng cộng 3 bộ ảnh. Lý Chi Phương sống chết cướp lại 2 bộ sau không cho xem, Trương Khắc thầm nghĩ chắc là tác phẩm khỏa thân rồi, lòng rất tiếc nuối. Rời nhà Lý Chi Phương, Đỗ Phi đi về trước, trăng trong gió mát, Trương Khắc và Đường Thanh đạp xe một vòng quanh Tiểu Cẩm Hồ, Đường Thanh ngồi sau rất ít nói chuyện chỉ ôm chặt lưng Trương Khắc, mặt áp sát vào lưng y, Trương Khắc hơi gầy, cảm thấy được xương cốt gồ ghề trên lưng, nhưng Đường Thanh lại cảm thấy hết sức êm ái ấm áp. Tới biệt thự thành ủy. Trương Khắc cùng Đường Thanh ôn bài trong phòng ngủ của cô. Đại học Hong Kong lần đầu chiêu sinh học sinh nội địa, dùng phương thức xét tuyển, thành tích thi tốt nghiệp sẽ là nhân tố quan trọng để xem xét. 9 giờ tối Đường Học Khiêm mang theo chút hơi rượu về nhà, nhìn thấy Trương Khắc trong nhà mình cười lớn. Nghe nói cháu về Hải Châu rồi, nhưng không một ai biết cháu ở đâu, thì ra là trốn ở đây. Cháu không trốn ở đây thì trốn đâu được à? Trương Khắc giang tay ra. Còn lại toàn việc vụn vặn rắc rối, cháu quản nhiều quả thì đầu óc nổ tung mất, vứt luôn cho xong. Nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc được. Hành động của Cẩm Hồ nửa năm qua cực đẹp, ép Lý Viễn Hồ phải lựa chọn ủng hộ Cẩm Hồ, cũng khiến Tô Giật Quần và Chu Phú Minh không thể liên kết chèn ép Đường Học Khiêm được, song bọn chúng chuyển sang dốc sức hỗ trợ Khoa Vương. Đường Học Khiêm chẳng so đo mấy chuyện này, dù sao Khoa Vương phát triển lên sẽ có lợi cho kinh tế Hải Châu. Từ trước đó ông đã nói chuyện với Trương Khắc chú trọng toàn cục, hiện gặp y ở Đanh, vừa vặn nói một chuyện. Gần đây áp lực tài chính của Cẩm Thành rất lớn, mấy hôm trước Bách Triệu tập mấy ngân hàng cho Cẩm Thành vay tiền tới thành phố họp, thành phố có hành động hỗ trợ thì Cẩm Thành cũng khả năng là không cầm cự nổi, cháu nhìn nhận chuyện này ra sao? Trương Khắc cẩn thận hỏi lại. Ý kiến của Tô Giật Quần, Chu Phú Minh ra sao ạ? Bọn họ à, nói thành phố phải duy trì ổn định. Nhưng không nhất định phải cứu Cẩm Thành. Ồ, ý đồ rõ ràng quá rồi. Thấy Cố Kiến Bình bê trà tới, Trương Khắc vội đứng lên đón. Khai phát Tây Sa Điền được 2 năm rồi, nếu có công ty mạnh hơn tiếp nhận, mau chóng hoàn thiện công trình, có lợi hơn cho Hải Châu. Bọn họ ói thế đấy, nhưng toan tính cá nhân quá lớn. Đường Học Khiêm có chút thương hại cho Triệu Cẩm Vinh. Ý kiến của cháu à? Trương Khắc chép miệng. Tạ gia muốn ra tay cứ để họ ra tay, Triệu Cẩm Vinh cũng hoành hành lâu rồi, gây thù chuốc oán không ít, để Tạ gia đâm cho ông ta một nhát đao cuối cùng, đại khái không còn chuyện gì sảng khoái lòng người hơn nữa, cháu hay mềm lòng, nếu Cẩm Hồ ra tay, nói không chừng lại nương tay cho Triệu Cẩm Vinh một đường lui, khi đó thì khó chịu lắm. Cẩm Hồ muốn khoanh tay ngồi nhìn à. Đường Học Khiêm buông một tiếng thở dài. Dù sao Cẩm Thành cũng là doanh nghiệp có tiếng ở Hải Châu. Hơn 1000 công nhân viên dựa vào đó mà sống, nếu sụp đổ sẽ rất đau đầu. Trương Khắc chính lo nếu mình ra mặt can dự thì Đường Học Khiêm sẽ lại bảo y chiếu cố toàn cục cho Triệu Cẩm Vinh đường sống, lại nói thêm. Tạ gia ra tay quá nửa sẽ kéo Địa Ốc Gia Tín vào, Địa Ốc Gia Tín có kinh nghiệm phong phú trong việc khai phát thương nghiệp địa ốc và vợ nhanh về sau, có thể làm khu thương nghiệp mau chóng trở nên sôi động. Còn về phần sau khi Cẩm Thành ngã rồi làm sao thu dọn tàn cục thì thành phố phải bắt Tạ gia chịu trách nhiệm nhất định, với cả kinh tế Hải Châu đang trong thời kỳ tăng trưởng, cháu nghĩ một vài vấn đề sẽ bị xử lý nhanh thôi. Trương Khắc sẽ không cho Cẩm Hồ can dự vào khai phát địa ốc, nếu hỗ trợ thế kỳ Cẩm Hồ nuốt chửng Cẩm Thành thì cho dù có tiêu hóa tốt, cũng tô tinh lực vào đây, cách cục sẽ bị bó hẹp ở Hải Châu, không có lợi cho sự phát triển sau này của thế kỳ Cẩm Hồ. Chương 570, đêm ôn thi ở trường. Thời tiết nóng dần,
nhưng Trương Khác mấy ngày qua lại ung dung tự tại, mỗi sáng chạy bộ tới nhà Đường Thanh ăn sáng, sau đó cùng cô nàng Tình Tứ đạp xe tới trường, trải qua thời gian không quá gian nan ở trường, tối ở lại trường học ôn tập, hoặc theo tới nhà Đường Thanh ôn bài. Không khí khẩn trương trong khoảng thời gian cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp vì thế nhạt đi không ít. Tới đêm, cái nóng ban ngày bị khuất phục, lớp học của Trương Khác ở tầng 4, y ngồi bên cửa sổ, đè dưới tay tạp chí điện tử tiêu dùng T3 cầm bút chỉ vẽ lại chiếc đờ TDD mới nhất của Motorola, sau đó viết thêm vào một đống chữ nghĩa ký tự lằng ngoằng, chữ viết vô cùng cầu thả, chỉ hai ngày sau thôi bắt y đọc lại chưa chắc đã đọc nổi hết. Trương Khác không cần cố gắng thi tốt nghiệp, ngồi trong lớp suy nghĩ vấn đề cũng chẳng có áp lực. Đám bạn học buổi tối tới lớp ôn tập không được 1/3, ở trong lớp cũng chẳng chuyên tâm lắm nữa, giáo viên cũng không tới coi lớp. Đường Thanh học bài rất lâu, ngại không dám gọi Trương Khác tới xoa cổ khô cô ở trong lớp, tới vươn mình cũng rất chú ý hình tượng thục nữ, quay đầu lại thấy Trương Khác đang vẽ hình đờ ti đi đi lại cầm tạp chí lên xem giới thiệu chiếc di động của Motorola chỉ có 65 gram, tặc lưỡi hỏi nhỏ Trương Khác. Cẩm Hồ có thể sản xuất được di động nhẹ như vậy không? Điều kiện kỹ thuật hiện giờ của Cẩm Hồ còn chưa làm được. Trương Khá lắc đầu. Trong nước cũng không bán nó, nếu bạn thích, khi bạn đi Hong Kong mình tặng bạn một cái. Trong lớp ít người, Trương Khác và Đường Thanh chiếm cứ một góc cũng không sợ ai làm phiền, Đỗ Phi lúc nãy còn ở trong lớp, chớp mắt một cái đã chạy đi đâu mất rồi. Mình không cần cái đó. Đường Thanh nũng nịu. Bạn làm ra được di động thế nào, mình sẽ dùng cái đó, chỉ cần của bạn tặng, dù xấu cũng không sao. Cô nói tới chiếc điện thoại mẫu trời mấy ngày trước, trông rất là thô sơ. Trương Khác làm bộ sụ mặt xuống. Bạn nói như thế làm áp lực của mình rất lớn đấy, phải làm sao cho cái di động đó cầm ra không để Đại Mỹ nhớ bạn mất mặt đâu dễ. Đường Thanh mặt nghênh nghênh đắc ý. Nam nhân cần phải có chút áp lực mới được. Vậy bạn xem. Ở đây có 3 phương án, bạn thích cái nào? Trương Khác lật mấy trang giấy đầu vẽ bậy bạ lên, không ngờ đằng sau là một phương án thiết kế điện thoại di động. Thảo nào, mình cứ bảo sao bạn suốt ngày ngồi hí hoáy ra trong lớp. Đường Thanh cầm lấy xem bản thiết kế, bên cạnh có rất nhiều chú thích màu đỏ, viết nhằng nhịt chi chít, Đường Thanh nhận ra bút tích của Trương Khác, đôi khi chính y chẳng nhận ra mình viết cái gì phải hỏi cô, Đường Thanh ngây thơ hỏi. Có thấy chán không? Không hề. Trương Khác vuốt nhẹ má Đường Thanh. Thiết kế sản phẩm cần suy nghĩ có nhiều linh tính, lấy ra đốt thời gian trong lớp rất hợp. Bất kể là Liên Tín, Liên Tán hay Đông Hưng đều không có chuẩn bị kỹ thuật, chỉ có thể dán nhãn tiêu thụ sản phẩm loại 2 của nước ngoài, kỹ thuật Cẩm Hồ có được từ ti cũng là loại 2, cho nên xuất phát điểm lẻ như nhau. Như thế cần bỏ công vào thiết kế. Tác dụng cao nhất mà Trương Khác có thể phát huy cũng chỉ là cung cấp một số kiến nghị mang tính chiêm tinh về thiết kế. Vậy là khi Trương Khác đề xuất ra những nghiên cứu này, thành viên tổ nghiên cứu và kỹ sư trung tâm phát triển sản phẩm lại bận tối mắt. Tiếng chuông của di động cầm vang hơn, dễ nghe hơn, sử dụng hợp âm. Đường Thanh đọc ghi chú trên thiết kế, nghiêng đầu nghĩ một lúc không hiểu ra, hỏi. Hợp âm là nói tới đa âm chứ gì, cái này có gì khó thực hiện? Vấn đề này mình cũng vừa mới làm rõ được. Trương Khác cười đắc ý, khoe khoang trước mặt Đường Thanh. Thật ra tiếng chuông điện thoại hiện giờ rất đơn điệu, hòa âm là chỉ nhiều âm điệu đồng thời phát ra, so với nhiều loại nhạc khi cùng diễu tấu thì ấm sắc đầy đủ hơn, êm ái hơn. Chúng ta có thể nghe được hiệu quả này dễ dàng từ phần mềm nghe nhạc trên máy vi tính, nhưng di động thì không thể, tiếng chuông di động là đơn âm. Kỹ thuật hiện nay chỉ có thể tăng thêm đường phát âm thanh mô phỏng hiệu quả hợp âm. Nghe không khác đa âm là mấy. Còn về phần kỹ thuật thực hiện ra sao thì không phải chuyện mình cần quan tâm. Đường Thanh so bì 3 phương thiết kế, cái môi xinh xắn cong lên nửa ngày trời vẫn lắc đầu. Đều không hài lòng lắm, nếu như có thể thực hiện hết ghi chú bên cạnh của bạn thì mới đáng mong đợi. Nghe bạn nói thì kỹ thuật có chút khó khăn à? Hẳn là không khó lắm. Trương Khác giải thích qua. Tăng kích cỡ màn hình thì rất khó. Vậy tăng thêm 1/4 trước, muốn làm nhẹ 65 gram cũng khó, chỉ có thể làm tới 130 gram. Nâng cao trình độ kỹ thuật cần một quá trình dần dần. Đường Thanh tán gẫu với Trương Khác thay đổi đầu óc rồi lại tiếp tục vùi đầu ôn bài, mạch suy nghĩ của Trương Khác bị bê đắt không dễ nối lại như thế, liền ra khỏi lớp, gọi điện thoại cho Đỗ Phi,
nghe thấy tiếng rung của di động vang lên trong lớp, ra là cái thằng này ném di động ở đây. Đường Thanh ngạc nhiên thò đầu ra, Trương Khắc chỉ xuống dưới, ý bảo mình đi xuống lầu một chuyến, tới canteen, mua hai chai coca, nhìn thấy phía bên nhà ăn chưa xây xong có bóng người, ai đó đang cầm đèn pin của di động chiếu xuống cầu thang. Đỗ Phi xuất hiện như một bóng ma, Trương Khắc ném một chai coca cho hắn. Mày chạy đi đâu vậy? Đám người phòng chính giáo rảnh rỗi đi bắt gian, trước khi bọn họ kịp lùng sục, tao chạy đi báo cho đội Uyên Ương kia rời khỏi hiện trường. Đỗ Phi cười nhăn nhở đáp. Phòng khen thưởng và kỷ luật, dịch thế thì hơi rườm rà. Mày cũng rảnh thật đấy. Trương Khắc bật cười. Thời cao trung yên nhau nghiêm khắc mà nói không thể gọi là yêu sớm được, có điều nề nếp của nhất trung khá nghiêm ngặt, ưu đãi mà Trương Khắc và Đường Thanh được nhận dù sao cũng là cực hiếm, tuyệt đại đa số học sinh bị ép chỉ biết học học và học. Nhưng tháng cuối cùng, áp lực tựa như thuốc kích dục, lớp Trương Khắc này ra mấy đôi yêu nhau. Các giáo viên phòng chính giáo, thi thoảng hành động ra soát khắp ngóc ngách tối tăm trong trường. Ánh đèn Trương Khắc nhìn thấy là của các giáo viên, y biết lúc này cho tù bị giáo viên bắt được cũng chẳng xử lý, trường học phải đảm bảo cho học sinh giữ được tâm thái ổn định trước khi thi, nhưng học sinh vẫn cứ sợ phòng chính giáo như sợ hổ. Đỗ Phi, Đỗ Phi. Có một đứa con trai chạy tới, Trương Khắc nhận ra đó là bạn học cùng lớp, đằng sau còn có một nữ sinh mặc váy xanh, cũng cùng lớp nốt. Nhưng Trương Khắc chỉ nhớ đứa con trai tên Tiêu Xuân Minh, còn cô gái thì chịu. Tiêu Xuân Minh vừa thoát hiểm cảnh, có chút hoảng loạn, vỗ ngực nói. Suýt chết, Lý Quý và Hứa Nhược Hồng còn ở bên trong, bọn họ thảm rồi. Đi, cùng tới xem sao, biết đâu nhân lúc hỗn loạn cứu thoát được bọn họ. Đỗ Phi phất tay, đi về phía nhà ăn mới. Học sinh tụ tập xung quanh xem náo nhiệt không ít, đều chạy theo. Trương Khắc không ngờ sức hiệu triệu của Đỗ Phi trong đám học sinh nhất trung cao như thế. 3 năm học số ngày Trương Khắc lên lớp đếm được trên đầu ngón tay, cho nên tình cảm với bạn trong lớp cũng cực kỳ nhạt, số bạn học trong lớp y nhớ tên chẳng được mấy. Tuy nói Đỗ Phi đôi khi cũng dính líu tới những chuyện ngoài trường học, có điều hắn phải đóng giả học sinh ngoan với Lý Chi Phương cho nên đại đa số thời gian hắn vẫn ở trường học. Tuy không so được với đám Trương Khắc, Thịnh Thanh, nhưng ở trong trường thì hắn được xem như rất chững chạc rồi, lại bị cha hắn yêu cầu khắt khe, nên không có tính xấu làm người ta ghét bỏ, đối nhân xử thế rất khéo léo, nên có uy khá cao trong đám học sinh. Thêm vào 2 lần cắm trại Đỗ Phi đều rất tích cực tham gia tổ chức, khiến giáo viên trong trường đều nghĩ hắn nhờ vào ảnh hưởng của cha kiếm phúc lợi cho trường học, vì thế sớm rửa sạch ác danh, khác hoàn toàn với Trương Khắc. Chương 571, trước cơn bão. Trương Khắc đi theo. Trong tay Đỗ Phi chỉ có một cái đèn pin, chiếu vào cửa sổ tối đen của nhà ăn, đột nhiên chiếu vào 2 bóng người trên tầng 2, Trương Khắc giật nảy mình, nhìn tình hình có vẻ vì trốn giáo viên nên định nhảy từ trên xuống. Tuy nói là tầng 2, nhưng cũng cao tới 5, 6 mét, thêm vào chiều cao ban công phải thành 6, 7 mét, nhảy xuống chẳng chết nổi, nhưng gãy xương thì là cái chắc. Cửa sổ tầng 2 bệ rất dốc, chui ra rồi khó mà leo vào được. Đứng ở trên bệ cửa sổ còn không có cái gì để bám, không cẩn thận ngã xuống như chơi. Trương Khắc vội vàng gạt đám đông sợ tới sững người ra chen lên phía trước, nghe thấy Đỗ Phi quát. Lý Quý, mày là thằng hèn, sợ gì đám con rùa phòng chính giáo. Năm xưa bố mày đấm Tào Quang Minh gãy sống mũi, ông ta còn chẳng dám rên một cái, mày giỏi thì dẫn Nhược Hồng đi bằng cầu thang xuống đây cho tao. Đèn pin chiếu sang tường bên cạnh, tránh chiếu vào người khiến họ hoảng loạn. Trương Khắc không ngờ Đỗ Phi chửi bới còn ổn định được lòng người, thằng này trưởng thành hơn rất nhiều, y nhìn thấy một đống bao tải ở cầu thang, liền chạy tới bên ra đặt dưới sân xi măng, đám học sinh bên cạnh tỉnh ra, đi tìm những thứ mềm nhét vào. Trương Khắc kéo Tiêu Xuân Minh lại, nói. Mày kiếm vài người đi lên giúp bọn họ trèo vào. Rồi bảo Đỗ Phi. Mày để ý Lý Quý, tao để ý cô bé, nếu ai lỡ tay rơi xuống thì chạy tới đỡ. Cẩn thận đừng để họ ngã đầu bị chạm đất. May là độ cao có 6, 7 mét, tốc độ cùng lực va đập không quá lớn, có thể đỡ được. Tiêu Xuân Minh dẫn 3 nam sinh to khỏe chạy lên cầu thang, Đỗ Phi cũng có chút căng thẳng, nghe Trương Khắc nói vậy, cơ bắp như cứng lại, êm muốn bạn học 3 năm trời sáng chiều bên nhau xảy ra sự cố chứ. Cảnh trước mắt cũng làm cho các giáo viên hết hồn, nếu có một học sinh nào lỡ tay rơi xuống thì bọn họ cuốn xéo hết. Làm sao dám nói gì kích thích 2 học sinh đó.
nhẹ nhàng dỗ dành, hai giáo viên nam cường tráng đưa tay ra giữ y phục hai học sinh để tăng thêm an toàn. Thời buổi này còn thiết kế loại cửa sổ như thế, mùa hè y phục mỏng manh, chưa chắc đã chịu nổi cơ thể con người, nhưng người ai đầy mồ hôi, trơn tuột, không dám giữ chặt cơ thể. Lý Quý khỏe hơn còn đỡ một chút, Hứa Nhược Hồng lúc này người bắt đầu run rẩy rồi, nếu không phải có giáo viên tóm lấy góc áo, chỉ sợ đã rơi xuống. Tiêu Xuân Minh chẳng hiểu lấy đâu ra một sợi thường ni lông, Lý Quý buộc quanh eo Hứa Nhược Hồng trước, bận rộn mãi mới trượt được xuống đất. Trương Khắc mấy ngày qua ở lớp cũng làm quen với những bạn họ thân thiết của Đường Thanh và Đỗ Phi. Lý Quý và Hứa Nhược Hồng đều là học sinh đạo đức lẫn học tập tốt, không ngờ trước kỳ thi tốt nghiệp xảy ra chuyện này. Đợi ở phía dưới toàn thân Trương Khắc cũng toát mồ hôi, đợi cả hai xuống rồi đẩy ra ngoài. Mau về lớp đi, đừng ở đây bêu xấu nữa. Nếu trốn trong góc ôm ấp nhau bị giáo viên nhìn thấy, nhiều lắm bị mắng vài câu, làm cái việc khiến mọi người hết hồn hết vía này, nói không chừng bị xử phạt nặng. Lý Quý dìu Hứa Nhược Hồng đi ra ngoài, giáo viên phòng chính giáo chiếu đèn pin vào, quát. Hai em kia, đứng lại cho tôi. Cả hai chạy càng nhanh, đến khi giáo viên xuống được cầu thang thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Đại khái có Trương Khắc ở đó. Giáo viên chỉ mắng học sinh ở hiện trường vài câu rồi về văn phòng, đám học sinh cũng tản đi. Trương Khắc về lớp học, bên trong vẫn yên tĩnh, Lý Quý và Hứa Nhược Hồng ở chỗ ngồi, trông có vẻ thấp thỏm, Đỗ Phi ném cho mỗi người một chai coca, trêu. Trốn ở đấy làm trò hay ho gì đấy, sao trông như vừa nhảy từ tầng 2 xuống vậy? Đường Thanh thấy y phục Trương Khắc hơi bẩn, ngạc nhiên hỏi. Ý, đi làm ăn trộm à, sao mà toàn bùn thế? Trương Khắc đưa chai coca cho Đường Thanh, nhe răng cười. Đi bắt trộm. Tiêu Xuân Minh đi vào, đắc ý nói. Các bạn nói xem mình nhìn thấy cái ở tầng 2. Ừ. Chưa dứt câu bị cô bạn đi cùng bịt lấy miếng. Lý Quý, Hứa Nhược Hồng mặt đỏ dự không dám nói một lời. Ai, nam nữ thanh niên 18, 19 tuổi rồi, xảy ra chuyện đó còn chẳng phải quá bình thường à. Chẳng qua nhất trung áp chế quen rồi nên học sinh tương đối đơn thuần thôi. Cô gái đi cùng Tiêu Xuân Minh ngồi xuống bên cạnh Đường Thanh thì thầm kể chuyện vừa mới xảy ra, Đường Thanh mắt trợn tròn. Hai bạn gan thật đấy, nhà ăn mới tối om om, sao hai bạn dám ở trong đó? Trương Khắc chào thua, có tối người ta mới giúp vào công chúa ạ, nhìn đồng hồ, đã qua 9 giờ rồi, còn nửa tiếng tự ôn tập nữa, giờ này Trương Khắc sẽ cùng Đường Thanh ra thao trường tản bộ tán gẫu. Đường Thanh cất sách vào cặp, bảo Trương Khắc đeo giúp, nói với đám Hứa Nhược Hồng. Đi với bọn mình ra thao trường, các bạn ở trong lớp cũng chẳng còn tâm tư học bài nữa. Ngồi xuống bãi cỏ trò chuyện, Trương Khắc mới biết cô gái đi cùng Tiêu Xuân Minh tên là Trương Lôi. Hải Châu nhất trung trường trung học trọng điểm quốc gia, không khí học tập rất cao, học sinh yêu nhau đại đa số là học sinh thành tích học tập lẫn đạo đức tốt, nếu tướng mạo bình thường. Thành tích học tập bình thường thì ở nhất trung không có quyền yêu đương. Tiêu Xuân Minh, Lý Quý và Hứa Nhược Hồng đều điền nguyện vọng một là Đại học Đông Hải, Trương Lôi điền Đại học Sư phạm, chẳng trách Trương Khắc không hề có ấn tượng gì về cô gái này. Ngồi nghe bọn họ nói về sợ hãi và hy vọng vào kỳ thi sắp tới, Trương Khắc nhớ lại tâm tình thực sự của mình trước kỳ thi, chỉ có dày vò vì biết Đường Thanh sắp đi nước ngoài, với tương lai chỉ có sợ hãi chẳng hề mong chờ gì. Xảy ra biến cố vừa rồi, quan hệ giữa y và Tiêu Xuân Minh, Lý Quý trở nên thân thiết, thi thoảng cùng nhau trốn học tới phòng bóng bàn cạnh trường chơi. Thời gian này Trương Khắc sống hết sức tiêu dao, nếu chẳng phải Diệp Kiến Bân mỗi ngày gọi 3-4 cuộc điện thoại dục y sang Hong Kong thì cuộc sống này có thể gọi hoàn mỹ rồi. Lịch sử không nhất định cứ đi theo bước tiến định sẵn, nhưng xu thế lịch sử cũng không phải có thể dễ dàng thay đổi. Ngày 18 tháng 6, các quỹ tài chính phương Tây lấy Soros đứng đầu. Đồng loạt bán ra đồng bạc Thái khiến đồng tỷ giá đồng bạc giảm thê thảm. Ngân hàng TW Thái Lan cầm cự 3 ngày rồi triển khai phản kích, đạt thành hiệp nghị với chính phủ Singapore dùng 12 tỷ đô la Mỹ mua lại đồng bạc, tiến hành cấm chỉ ngân hàng bản địa cho tổ chức đầu cơ quốc tế vay đồng bạc, chiêu quyết liệt nhất là tăng lãi suất cho vay qua đêm lên 150 lần. Do nguồn tiền đột nhiên thắt chặt, lãi suất tăng cao, không thể phát huy tác dụng đòn bẩy của công cụ giao dịch. Khiến tổ chức đầu cơ quốc tế ứng phó không kịp, vội vàng rút lui. Tính toán sơ bộ cuộc tấn công chưa tới 10 ngày này bọn họ tổn thất 300 triệu đô la Mỹ, coi như bị trúng một đòn đau, đồng bạc khôi phục lại tỷ giá.
Mặc dù Thái Lan dùng hết bản lĩnh, kéo được đồng bạc từ mép vực lại, tổn thất cũng khá là nhẹ, nhưng Diệp Kiến Bân nghiên cứu tình hình tài chính Đông Nam Á gần một năm, đã đoạn định được còn đánh tiếp thì Thái Lan đã ít chiêu rồi. Đối với các nước Đông Nam Á mà nói, thắng lợi này chỉ là cái dẫy chết cuối cùng mà thôi, không tổn hại được tới nguyên khí mấy tổ chức đầu cơ quốc tế cỡ lớn, cũng không cứu nổi Đông Nam Á khỏi vận mệnh khủng hoảng tài chính. Sau thất bại, thị trường trái phiếu Âu Mỹ không ngừng trượt dốc, có lý do tin rằng các tổ chức đầu cơ kia đang tích cực bán trái phiếu quốc gia để huy động tài chính lớn hơn mở rộng quy mô và lực độ công kích. Cuộc chiến còn chưa nổ ra, các sở giao dịch ngoại hối toàn cầu đã sặc mùi khói súng, trừ tổ chức đầu cơ lấy quỹ quan tâm, quỹ Tiger cầm đầu ra thì người vững tin vào tình thế tương lai chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chương 572, hồi ức thi tốt nghiệp. Trung tuần tháng 6, Diệp Gia cùng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức âm thầm không ngừng bán cổ phiếu đi lấy một lượng tiền mặt lớn, chỉ giếng cổ phiếu điện tử Ái Đạt mà be nhà bán ra đã hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông, số tài chính này chuyển vào tài khoản bí mật ở Singapore và Hong Kong. Ngoài ra Tôn Thượng Nghĩa đem cổ phần ở Địa Ốc Gia Tín giảm giá bán đi, kiếm được 1 tỷ đô la Hồng Kông, tiếc là sổ cổ phiếu này bị sở giao dịch chứng khoán Nhong Kông giám sát, chỉ có thể được dùng làm tài chính dự phòng, không tới lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng tới. Tài chính chủ lực thực sự có thể dùng tới là 1 tỷ đô la Hồng Kông phân tán vào tài khoản bí mật kia. Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức tương đối bảo thủ, đại bộ phận tài chính đều cho Trương Khắc vay, Diệp gia trước kia đầu tư vào thực nghiệp Gia Tín 15 triệu, chớp mắt một năm tăng trưởng tới 250 triệu, chẳng cần quá cẩn thận. Số tiền 1 tỷ quỹ đầu tư này Trương Khắc chiếm 40%, Diệp gia chiếm 25%, hai người kia chia đôi số còn lại. Diệp Kiến Bân từ đầu tháng 5 đã giao hết chuyện của Thịnh Hâm Cơ Thiệu Tâm Văn quản lý, hắn đích thân ra mặt quản lý đoàn đội quỹ đầu tư, chính xác hơn là hết phân, bên này mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng hoàn thiện mà hắn cứ suốt ngày dục Trương Khắc tới Hong Kong. Mặc dù biết đồng bạc sụp đổ là con bài domino đầu tiên, nhưng Trương Khắc không biết biến hóa cụ thể, không cho rằng mình có thể lãnh đạo xuất sắc hơn Diệp Kiến Bân, lúc này chỉ có thể lặng lẽ dùng số tiền bí mật kia mua đồng bạc, đợi quỹ đầu cơ quốc tế phát động cuộc tấn công điên cuồng thứ hai thứ ba. Diệp Kiến Bân dục mãi Trương Khắc vẫn cứ ở lì tại Hải Châu, ngày 1 tháng 7, Trương Khắc ngồi xem tường thuật trực tiếp lễ trao trả Hong Kong, nhớ lại kiếp trước mình phải chen chúc trong hàng tạp hóa ở đầu phố xem buổi lễ này qua cái TV đen trắng 14 inch, đúng là cảm khái vô cùng. Khu hành chính Hong Kong mời một số đại biểu nhà doanh nghiệp tham gia buổi lễ, Trương Khắc chẳng có tâm tư tham gia náo nhiệt, càng chẳng hứng thú xuất đầu lộ diện. Nhìn thấy màn hình thi thoáng lướt qua bóng dáng của Diệp Chân Dân. Hong Kong quay về có thể nói là việc trọng đại của dân tộc, các lãnh đạo quốc gia có thể thu xếp thời gian đều tham gia nghi thức chuyển giao này, Diệp Chân Dân có mặt là bình thường, nhưng ông có nhiều cơ hội lộ diện như thế cho thấy đợt tấn công thứ hai của quỹ đầu cơ quốc tế vào Thái Lan đã khiến cao tầng Hong Kong và trong nước chú ý. Buổi tối Trương Khắc lại lần nữa nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân. Diệp Kiến Bân càng lúc càng nóng nảy. Mặc dù phán đoán được quỹ đầu cơ quốc tế sẽ một lần nữa công kích đồng bạc, nhưng thời cơ rất có thể chỉ thoáng cái đã qua, cần có nhãn quang cực kỳ mẫn cảm và quyết đoán mới nắm bắt được. Lần đầu tiên cầm 1 tỷ ra thị trường ngoại hối quốc tế đầu cơ, áp lực Diệp Kiến Bân phải chịu người thường khó tưởng tượng nổi. Vậy mà kẻ đầu sỏ thực sự suốt ngày nhàn nhã, lêu lổng trong trường, tán gẫu với bạn gái, giúp ôn tập tiếng Anh, văn, rồi thi thoảng đi đánh bóng bàn với bạn học. Chán quá thì lật xem tạp chí điện tử, lúc sáng sớm hoàng hôn còn cùng bạn gái ôm ấp nhau đạp xe đạp qua hết ngang ngó tắt, nghe đâu gần đây còn mê món vẽ phác họa. Diệp Kiến Bân nghe được những chuyện này cứ như ăn phải thùng thuốc nổ, nhưng Trương Khắc trốn ở Hải Châu, hắn chẳng làm gì nổi, còn phải cẩn thận dỗ dành. Chú hai đã tới Hong Kong 3 ngày, chức vụ công khai đã định đoạt, kiêm nhiệm phó chủ nhiệm văn phòng liên lạc TW chú tại Hong Kong, cậu có phải cũng nên nhấc cái mông lên rồi không? Không phải là tôi nói chú hai đâu nhé. Trương Khắc nói vào điện thoại. Đám rùa giá kia chịu để tôi chỉ tay múa chân à. Có việc gì dùng điện thoại liên lạc không được à. Đời người được mấy lần thi tốt nghiệp cao chăng, anh không định để tôi hối tiếc cả đời chứ. Thi xong tôi tới Hong Kong ngay, vé máy bay tôi đặt trước cả rồi. Đám cá mập tài chính không đợi cậu thi xong mới tấn công đâu. Diệp Kiến Bân giọng không còn nhẹ nhàng được nữa. Thái Lan còn dự trữ ngoại hối tương đương 30 tỷ đô la Mỹ, La Mã không thể sụp trong một ngày, vội gì chứ? Trương Khắc rất thoải mái nói.
Phía bên Hong Kong hiện quan trọng nhất là cố gắng tăng cường dự trữ ngoại hối, giám sát chặt chẽ tài chính lưu động, còn kiến nghị khác chưa chắc người ta thèm để ý. Anh bảo tôi có thể kiến nghị chú hai đi lấy cái mặt nóng dán vào đít lạnh của người ta không? Ý nói mình nhiệt tình, đối phương lại đối đãi lạnh nhạt. Câu này vừa nói xong thì nghe thấy tiếng Diệp Chân Dân cười, thì ra ông cũng đang nghe điện thoại, Trương Khắc cười khì khì. Chú hai, hôm nay cháu nhìn thấy chú xuất hiện trên TV mấy lần, đó là đãi ngõ cấp chính bộ đấy nhé. Diệp Chân Dân cũng cầm điện thoại trò chuyện với Trương Khắc vài câu. Đám cá mập tài chính tấn công đồng bạt lần hai không tuân theo quỹ tích lịch sử, nên đợt tấn công tiếp theo sẽ còn hoãn lại một thời gian, nếu không tích lũy không đủ sức tấn công. Mấy ngày tiếp theo Trương Khắc tiếp tục cuộc sống ung dung nhàn nhã, chuẩn bị kỳ thi cuối cùng thi tốt nghiệp. Trương Khắc còn chưa biến thái tới mức đi vào trường thi cảm nhận thêm lần nữa, y chỉ đưa Đường Thanh tới trường rồi ở ngoài đợi, nhớ lại từng chút hồi ức kỳ thi tốt nghiệp năm xưa. Khi đó Đường Thanh vì chuyện ra nước ngoại du học đã được định đoạt nên không thi, nhưng là cán bộ lớp nên cô tới trường phục vụ hậu cần cho bạn học. Trương Khắc muốn nói chuyện với cô, nhưng Đường Thanh không thèm để ý, khiến cho 40 phút đầu môn thi số học đầu óc y trống rỗng. Rồi không biết vì sao mấy ngày sau đó Đường Thanh không tới trường thi nữa. Cho tới tận ngày thông báo kết quả cô mới lại tới trường, có điều khi ấy chỉ còn 3 ngày nữa Đường Thanh ra nước ngoài du học. Trong lòng Trương Khắc chỉ còn nỗi buồn mênh mông không gì khỏa lấp nổi. Trương Khắc đỗ xe bên cạnh trường, có thể nhìn thấy cửa sổ tầng 4, Đường Thanh ngồi ở bàn thứ 2, cô đứng lên là Trương Khắc có thể nhìn thấy. Trương Khắc đợi ngoài trường liền 3 ngày, thời tiết cũng giống như trước kia, ngày mùng 7 mùng 8, thời tiết không tệ, tới sáng mùng 9 thi môn cuối cùng là lịch sử thì trời mưa như chút. Thi xong, các thí sinh bất chấp bên ngoài trời mưa to cỡ nào cũng chảy nhét ra ngoài. Những chiếc ô, áo mưa đủ mọi màu xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, chẳng nấn ná ở trường như mọi khi. Đường Thanh hớn hở đứng ở hành lang, dáng người tha thướt xinh tươi, tinh nghịch đưa tay ra đón hạt mưa, Trương Khắc lái xe tới, nhìn cô như vậy biết ngay thì không tệ. Đường Thanh chui vào xe, tên tiểu tử Đỗ Phi còn chưa thò mặt ra, không biết môn cuối cùng thi thế nào. Ở cầu thang phía bên kia hành lang có một cô gái mặc váy viền trắng, bất lực nhìn màn mưa sầm sập trước mặt, nhìn khuôn mặt thanh tú đó. Hồi ức xúc động thoáng qua trong lòng Trương Khắc. Nếu lịch sử không có gì thay đổi, cô gái đó hẳn ngồi cùng bàn với Đường Thanh, ngay phía trên mình, mặc dù không xinh đẹp như Đường Thanh, nhưng cũng được liệt vào hàng ngũ mỹ nhân. Chỉ là trong suốt 3 năm cao trung, trái tim Trương Khắc bị Đường Thanh chiếm trọn, chẳng động lòng với các cô gái khác. Kết quả thi tốt nghiệp công bố, thành tích cô bạn này rất kém, vào lớp ôn tập, do khi đó hai nhà khá gần nhau. Cô bạn này chạy sang nhà Trương Khắc mượn tài liệu ôn tập, Trương Khắc còn nhớ khi đó mình đem hết tài liệu cho cô, hình như cô còn đề nghị mình giúp ôn bài. Khi ấy Đường Thanh đi du học rồi, mang theo cả hồn phách của mình đi, nên không đáp lại. Lên đại học, trừ Đỗ Phi ra, Trương Khắc gần như không liên hệ với bẹ nhọc cao trung nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học, làm việc ở kiến nghiệp một năm, không chịu nổi không khí thương cảm của thành phố này sau khi chia tay Trần Ninh mới về Hải Châu tìm công việc. Rồi tụ tập với bạn học cao trung. Chương 573, thợ săn hành động. Trương Khắc vẫn nhớ khi đó cô bạn này mới vào cục tái chính công tác, vẫn rất xinh đẹp, một hôm mọi người đi uống rượu, đang lúc uống hào hứng, cô ấy đột nhiên tuyên bố có lời muốn hỏi mình, mọi người đều yên tĩnh lại, cô ấy nhìn mình chăm chú hỏi 3 năm cao trung ngồi đằng sau cô, có từng thích cô ấy không? Khi ấy Trương Khắc chỉ muốn đáp cho qua, nên tất nhiên nói là cô, không ngờ cô bạn ấy lại hỏi dồn tới. Vậy hiện giờ bạn còn thích mình không? Trương Khắc chẳng nhớ mình trả lời ra sao, chắc là rất khéo léo, vì cũng không nhớ cô ấy nói gì nữa, chỉ trầm lặng. Trương Khắc có phóng túng đến mấy cũng không kéo bạn học cao trung lên giường. 3-4 năm không liên hệ, đột nhiên Đường Thanh ở nước ngoài gửi cho y một bức thư điện tử, nói chuyện cô gái kia, hôm nay mình gọi điện thoại cho La Tuyền, hỏi bạn ấy đang làm gì, bạn ấy nói đang làm tình. Về sau Trương Khắc không liên hệ với bất kỳ ai nữa, chỉ làm bạn với Đỗ Phi, nhớ lại vẫn thật thương tâm. Trương Khắc khi đó cố nhịn không trả lời Đường Thanh, sợ bị tổn thương lần nữa, cho nên không biết vì sao Đường Thanh biết được địa chỉ thư điện tử của mình. Lúc này nhớ lại, trong lòng rung động khác thường, hai kiếp làm người, ở mặt tình cảm y vẫn chỉ là kẻ yếu đuối, nắm lấy bà tay nhỏ của Đường Thanh, đặt lên má. Hành động thân mật bất ngờ của Trương Khắc chỉ làm trong lòng hạnh phúc. Chẳng biết trong lòng Trương Khắc nghĩ gì. Trương Khắc nhấn ga một chút,
xe đi tới dưới cầu thang kia, 3 năm qua đã có nhiều thay đổi, cô gái kia cũng không phải là bạn cùng bàn của Đường Thanh nữa, Trương Khác vẫn hạ cửa sổ xe xuống, nhìn cô gái giàu dĩ đứng đó, có lẽ là ý thức được mình thi không tốt, cũng có lẽ là vì bị kẹt mưa, Trương Khác nói với cô gái. Mình biết nhà bạn ở đâu, bọn mình lát nữa đi qua đó, thuận đường đưa bạn về. Hả? Cô gái ngạc nhiên nhìn Trương Khác, cô nhớ nhân vật phong vân của Nhất Trăng này đã bao giờ nhìn thẳng mình một cái nào đâu, sao đột nhiên lại đề nghị đưa mình về nhà, có chút hoảng sợ. Bạn mau lên xe đi. Đường Thanh nhoài người ra, chẳng hề để ý cơ thể mềm mại chạm vào giữa hai chân Trương Khác, mời bạn học lớp bên lên xe. Hầy, câu cuối cùng tao trả lời không được hoàn mỹ. Đỗ Phi từ phía sau chạy ù tới chui tọt vào xe, lớn tiếng than vãn, Trương Khác biết tính hắn, to mồm kêu ca thế này tức là thi không tệ. Đỗ Phi lúc mới thấy cô gái xinh đẹp không có ô đang đứng dưới hành lang, mở cửa xe ra dục. Này lên xe đi, mình biết nhà bạn ở đâu, xe bọn mình vòng qua đó chỉ mất mất phút. Lái xe đưa cô gái đó tới đầu ngõ, cô gái nói có thể mua được ô ở cửa hàng tạp hóa đầu ngõ, không để Trương Khác lái xe vào con ngõ nhỏ chật hẹp. Trương Khác lấy một tấm danh thiếp đưa ra. Nếu thi không tốt thì ôn tập thêm 1 năm nữa là được, hãy nhớ chúng ta là bạn học. Xe lái đi, nhìn cô gái kia vẫn cầm danh thiếp đứng ngây ra trong mua, Đỗ Phi ngạc nhiên hỏi. Mày thân cô ấy lắm à? Tao chưa bao giờ thấy mày phát danh thiếp cho người khác. Hộp danh thiếp đặt ngay trên bàn điều khiển, Đỗ Phi lấy một cái ra xem, rất đẹp, xong ở chỗ phải in tên lại để trống. Sao không in tên? Khi nào cần sẽ ký vào. Trương Khác quay vô lăng lên đường Đông Cẩm Hồ. Tấm danh thiếp đưa cho cô ấy có ký tên. Mình đi đón Phó Tuấn rồi tới thẳng tỉnh thành, đáp máy bay tới Hong Kong. Vé máy bay cả hai đã được đặt rồi, ai không thích đi Hong Kong thì xuống xe, tự bắt taxi mà về. Mẹ mày, tao còn bảo Tiểu Hạ sớm nhất ngày mai mới có thể tới Hong Kong. Đỗ Phi làu bàu bất mãn, lấy di động ra gọi điện cho mẹ nói chuyện tới Hong Kong, Đường Thanh cũng lấy di động ra báo tin cho cha. Người nhà đều quan tâm tới tình hình thi môn cuối cùng, hỏi han một hồi, đến khi Đỗ Phi và Đường Thanh đặt điện thoại xuống thì Trương Khác đã lái xe tới tòa nhà Cẩm Hồ. Trừ Phó Tuấn ra còn có một thư ký hành chính theo cùng, đổi sang chiếc xe đót rồi tới sân bay quốc tế Kiến Nghiệp. Hải Châu trời mưa ào ào cứ như trời bị thủng một lỗ, rời khỏi địa phận Hải Châu thì mưa tạnh, tiếp tục đi về phía Tây, thấy phía trước mây đen kéo tới mù trời, có vẻ sắp có mưa lớn. Nhưng không cản trở xe phóng như bay trên đường cao tốc, đến được sân bay thì vừa sát giờ lên máy bay, 7 giờ tối máy bay hạ cánh xuống Hong Kong. Sân bay này 1 năm nữa sẽ đóng cửa, trước khi hạ xuống nhìn thấy ánh đèn núi Bàn Cờ, máy bay sẽ làm một động tác bay vòng hạ độ cao, làm hành khách cảm thấy kích thích như ngồi xe trượt cao tốc. Trương Khác được cảm nhận nhiều lần rồi, nhưng vẫn dần dợn, Đường Thanh tóm chặt lấy tay Trương Khác, mặt sợ hãi, mắt lại sáng lên hưng phấn. Chẳng hiểu nổi cô nàng này nữa. Vừa xuống máy bay thì thấy Diệp Kiên Bân, Tôn Thượng Nghĩa đứng ngồi không yên đợi trong phòng chờ. Nửa tháng qua Diệp Kiên Bân không rời Hong Kong một bước, đen đủi là thời gian này Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi, Hứa Duy lại ở Đài Loan, Malaysia tuyên truyền ca khúc mới. Tốt quá, cuối cùng cũng đợi được cậu tới, tôi sốt hết cả ruột rồi đây. Diệp Kiên Bân vừa thấy Trương Khác liền kêu lớn. Trương Khác vô tâm nói. Có lỗ hết 400 triệu cũng chẳng tổn thương tới gân cốt của tôi, việc gì phải gấp. Rồi cười phá lên. Diệp Kiến Bân nghiến răng nghiến lợi bóp cổ Trương Khác, thực tình mè nhói, thấy y, áp lực trên người Diệp Kiến Bân giảm đi một nửa, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vào trong xe, Diệp Kiến Bân ném ngay cho Trương Khác một sập tư liệu. Cậu xem đi, đó tình cảnh kinh tế Thái Lan đối diện 1 tháng qua, tới căn cứ chứ. Căn cứ. Trương Khác nghe cái câu ngứa tai này nghĩ tới sự kiện ngày 11 tháng 9, nhưng giờ nó chưa có hàm nghĩ khác. Ừ đi xem sao, để Đỗ Phi mở rộng tầm mắt cũng tốt. Từ An Keda phiên âm ra tiếng Trung cũng đọc như vậy nên TK có liên tưởng này. Cái gọi là căn cứ là khách sạn bán đảo ở Cửu Long Tiêm Sa chớ Sim Sát Xui, Diệp Kiến Bân mời đoàn đội quản lý quỹ đầu tư tới đó thông qua điện tín phát mệnh lệnh chỉ huy tiến hành thao tác giao dịch ngoại hối ở Hong Kong, Singapore. Khách sạn bán đảo là khách sạn có lịch sử lâu năm nhất của Hong Kong, gian phòng của đám Trương Khác được an bài ở tầng 28 mé Bắc, phòng có 3 gian, có cả phòng họp quầy 3.
Đây chưa phải là phòng sang nhất khách sạn bán đảo, ở tầng thượng, phòng còn có cả hồ bơi riêng. Trương Khắc đưa cho Đường Thanh di động dùng ở Hong Kong, để cô liên hệ Thịnh Hạ tới, Trương Khắc phải tranh thủ thời gian lật xem tài liệu Diệp Kiến Bân Quảng cho, Đỗ Phi cũng chẳng rảnh, bị ném cho một đống tài liệu. Tuy nói Đỗ Phi có kiến thức tương đối về tài chính rồi, nhưng mà bảo hát sầm những tư liệu này thì làm khó hắn quá, có điều cũng phải cố mà xem. Đường Thanh tới Hong Kong là để thả lỏng sau kỳ thi, nhưng Đỗ Phi trên máy bay bị thông báo là kéo hắn tới để chứng kiến những con cá mập tài chính liên hợp tấn công hệ thống tài chính một quốc gia, đây không phải cơ hội may mắn mà ai cũng có. Thịnh Hạ sẽ bắt xe tới ngay. Đường Thanh quỳ gối trên ghế sofa, ném di động lên bàn, cơ thể cực kỳ dẻo quay sang nhìn tài liệu trong tay Trương Khắc, tay ôm cổ y, cằm khẽ tì lên đầu. Lát nữa mình xuống đón cô ấy. Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩ và một người da trắng trẻ tuổi, Đường Thanh Liên khôi phục dáng vẻ thục nữ, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trương Khắc. Đây là anh Nick Leeson. Diệp Kiến Bân giới thiệu cho Trương Khắc giám đốc quỹ đầu tư của bọn họ. Gọi tôi là Leeson được rồi. Nick Leeson dùng giọng phổ thông mới học chào hỏi. Trương Khắc đứng dậy bắt tay Nick Leeson, người Âu Mỹ rất khó đoán tuổi, nhưng trước đó y đã đọc tư liệu tỉ mỉ về Nick Leeson rồi. Biết năm nay hắn 29 tuổi, trùng cả họ lẫn tên với người làm ngân hàng Baring sụp đổ. Chương 574, quái thai nhà họ Tạ. Trong mắt Nick Leeson thì Trương Khắc, Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân là chủ gửi tiền, thường thì rất ít khi tham gia vào thao tác cụ thể của quỹ đầu tư, có điều Diệp Kiến Bân tìm hắn đề xuất tham gia hành động đi săn ở Đông Nam Á lần này. Diệp Kiến Bân thể hiện kiến thức và am hiểu sâu rộng về tình thế kinh tế Đông Nam Á khiến Nick Leeson đồng ý cho hắn trực tiếp tham dự. Có điều quỹ đã vận hành gần một tháng người góp vốn nhiều nhất mới lộ diện, Nick Leeson rất ít gặp chuyện này, cùng ít nghe nói. Trương Khắc và Nick Leeson trò chuyện đơn giản qua loa, chủ đề mọi người quan tâm lại không hề nhắc tới, đến khi Thịnh Hạ tới nơi liền kết thúc cuộc trò chuyện. Trong khách sạn bán đảo, trừ Nick Leeson ra còn có hai trợ thủ của hắn. Một phụ trách thu thập tài liệu, một phụ trách phân tích tài liệu, cuối cùng do Nick Leeson đưa ra phán đoán chỉ huy 6 giao dịch viên ở thị trường ngoại hối Singapore tiến hành giao dịch. Nhà ăn và quán bar trong khách sạn bán đảo có thể nói là nơi sang trọng nhất, cao nhã nhất Hong Kong, nhiều ngôi sao Hong Kong thích tới đây ăn cơm. Trung Sở Hồng, Trương Mạn Ngọc là khách quen ở nơi này, Đường Thanh rất mê Trương Mạn Ngọc, liền thúc giục Trương Khắc xuống lầu thử vợ mây. Trương Khắc vừa cùng đám Đường Thanh đi qua bình phong trước nhà ăn, liền nghe thấy đằng sau có tiếng nói quen quen, quay đầu nhìn lại mắt thiếu chút nữa lọt ra ngoài. À! Tạ Tử Gia nhìn thấy Trương Khắc vui mừng reo lên, buổi sáng cô thi xong cũng bay thẳng tới Hong Kong, thiếu chút nữa cùng chuyến bay với Trương Khắc. Anh chàng cầm đẹp trai lái xe Volvo S40 với tốc độ con rùa trên đường sao tốc để lại ấn tượng rất sâu trong cô, thi thoảng còn hồi tưởng lại với Trần Tĩnh, nhưng Trần Tĩnh chỉ cười. Không ngờ cách 2 năm rồi lại gặp nhau ở đây, Tạ Tử Gia vừa định lên tiếng hỏi, thì nhớ ra đây là, người tàn tật, đưa tay khua lung tung, cũng chẳng hiểu cô ta, nói cái gì. Đường Thanh đang ôm cánh tay Trương Khắc, nhìn cô gái này phản ứng thật kỳ lạ, thắc mắc. Cô ấy làm gì thế, cô ấy bị câm à? Khi nói chuyện còn đặc biệt quay đầu đi, sợ cô gái kia nhìn thấy khẩu hình của mình, tổn thương lòng tự tôn. Nghe Đường Thanh nói câu này. Mặt Tạ Tử Gia tái đi. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, Trần Tĩnh chỉ biết cười ngượng ngập. Mọi người cũng ở khách sạn bán đảo à? Đúng thế, khéo quá, tôi chữa khỏi bệnh rồi, cô không kể cho Tạ Gia tiểu thư sao? Trương Khắc mỉm cười, nhìn khuôn mặt âm trầm như trời sắp mưa của Tạ Tử Gia. Các cô cũng tới đây ăn cơm à? Trần Tĩnh định nói gì đó nhưng bị Tạ Tử Gia giật áo, đành xin lỗi thưa Tạ Tử Gia rời khỏi nhà ăn. Vào thang máy về tới phòng, Tạ Tử Gia mới thét lên. Thật đáng hận, dám lừa người ta 2 năm, tức chết đi, chị cũng lừa người ta. Hung dữ nhìn Trần Tĩnh. Mau nói cho em biết, y rốt là ai, bà cô tức chết mất thôi. Trần Tĩnh không nhịn được cười, cô nghe nói Trương Khắc định vào Đại học Đông Hải, còn nghĩ nếu Tạ Tử Gia gặp Trương Khắc sẽ ra sao, không ngờ chạm mặt nhau ở đây. Trần Tĩnh còn chưa trả lời thì Tạ Tử Gia lại thét lên. Là y, em biết rồi, nhất định là tên khốn kiếp đó. Tóm lấy gối dựa trên ghế sofa định xé ra cho hả giận, nhưng xé không nổi, liền vứt hết về phía cửa sổ. Em đoán là ai?
Trần Tĩnh ngạc nhiên, sao Tạ Tử Gia có thể chớp mắt đoán ra được thân phận của Trương Khác. Thấy Trần Tĩnh cười vui như thế, Tạ Tử Gia vừa bực mình vừa buồn cười, gào thét quăng đồ một hồi, kiệt sực ngồi phịch xuống ghế sofa, hai cái chân trắng như tuyết gác lên thành ghế. Chị hình như có vẻ rất thân quen với y chính là đại địch số một của Lục Ca, chị không sợ anh ấy biết sẽ ghen à? Chị quen thân cậu ta khi nào? Trần Tĩnh che giấu, có điều cũng tò mò. Sao em đoán ra được, chị nghĩ không ra? Tạ Tử Gia hậm hực nói. Có gì khó đoán đâu, đoán được là đoán được thôi, ai bảo chị ngực to não nhỏ, không nói cho chị biết. Hừ, em não to không ngực thì ghê lắm à? Tức chết đi, không cho chị chê em ngực nhỏ, em còn chưa phát triển mà thôi. Tạ Tử Gia nhảy dựng lên, đưa tay ra bóp ngực Trần Tĩnh. Còn dám cười em nữa không? Trần Tĩnh ré lên tránh đi. Hai cô gái la hét đuổi nhau hồi lâu trong phòng, Trần Tĩnh thở hổn hển nằm vật ra giường. Còn muốn tới nhà ăn ngắm cảnh đêm không? Đi để cho tên khốn kiếp đó cười cho à? Tạ Tử Gia cứ nhớ tới nụ cười đầy tà khí đó là muốn điên. Chúng ta lập tức chuyển khỏi đây, cả đời không gặp lại tên đó là tốt nhất. Trần Tĩnh thích thú nói. Anh ấy hình như cục vào Đại học Đông Hải đấy. Y bị điên à, có nhiều tiền thế đi học làm gì? Tạ Tử Gia đứng bật dậy la hét như lên cơn thần kinh. Không được, em phải về Huệ Sơn xin sang Ý du học, tên khốn kiếp này cả đời không gặp lại là tốt nhất. Tùy em thôi. Trần Tĩnh nằm trên giường thở, bầu ngực phập phồng mời gọi, một bên áo bị Tạ Tử Gia kéo lệch lộ ra cả mảng ngực trắng xóa, đáng tiếc cảnh đẹp này không có nam nhân nào có phúc được thấy. Em không sợ cô đơn thì cứ đi du học. Cô gái bên cạnh y là ai? Tạ Tử Gia lăn tới bên người Trần Tĩnh, gối đầu lên ngực cô, còn chưa đợi Trần Tĩnh trả lời đã lim dim mắt nói. Trần Tĩnh, ngực chị mềm quá, đã cho Lục Ca bóp chưa? Đồ điên! Trần Tĩnh đẩy Tạ Tử Gia ra. Đó là bạn gái của Trương Khác, vừa thông minh lại xinh đẹp, nếu em vào được Đại học Đông Hải sẽ thành bạn của cô ấy. Trần Tĩnh không biết Đường Thanh nộp đơn vào Đại học Hong Kong. Ấy, nếu vậy sáng nay bọn họ cũng thi. Tạ Tử Gia lật người lại chống tay lên chăn. Thi xong một cái bọn họ bay tới Hong Kong ngay, thời gian tựa hồ rất gấp, chị nói xem bọn họ gấp gáp tới Hong Kong làm gì. Trần Tĩnh quay mặt đi. Vừa rồi bị em nói ngực to não bị tổn thương rồi, em từ từ mà nghĩ đi. Cô luôn tự tin về dung mạo lẫn trí thông minh của mình nhưng trước mặt Tạ Tử Gia, cô cứ cảm thấy mình như con ngốc, không theo kịp lối suy nghĩ nhảy cóc với tốc độ tên lửa của Tạ Tử Gia, may cả hai thân thiết nên chẳng tới mức bị tổn thương. Y nhắm vào đồng bạt. Tạ Tử Gia ngồi bật dậy, dùng một giọng nói rất chắn chắn. Chị cứ đợi đi, em nói không sai đâu, kinh tế Thái Lan không chống nổi nữa, mọi người đều ngửi thấy mùi máu tới ăn tiệc rồi, y cũng định thừa lúc cháy nhà hôi của. Có thể. Trần Tĩnh không thể khẳng định mục đích của Trương Khác, do dự nói. Trung tuần tháng 6 đợt tấn công thứ hai của các quỹ đầu cơ quốc tế bị chính phủ Thái Lan đánh lui, nhưng kinh tế trong nước trượt dốc nghiêm trọng, địa ốc, chứng khoán có dấu hiệu sụp đổ. Những người trước kia khinh bỉ quan điểm của Diệp Chăn Dân đều phải quay đầu lại xem bài viết một năm trước của ông, huống hồ là Cẩm Hồ, Thị Nhâm. Diệp Chăn Dân một tuần trước tới Hong Kong kiêm luôn thân phận phó chủ nhiệm văn phòng TW trú tại Hong Kong, có thể thấy chính quyền Hong Kong cùng cao tầng trong nước rất cảnh giác với tình hình Đông Nam Á. Trần Tĩnh lần này tới Hong Kong là để khảo sát mức độ tổn hại của Khoa Vương có thể gặp phải ở thị trường Đông Nam Á, điều an ủi duy nhất là cổ phờ của bọn họ ở City Hải Ngoại đã giảm xuống 15%, nhớ lại lời nhắc của Trương Khác hồi tháng 3, trong lòng Trần Tĩnh có chút cảm giác ấm áp. Các gia nghiệp lớn thế lớn. Năng lực chống chịu cũng cao, nhưng thị trường đầu đĩa ở Đông Nam Á thu hẹp mạnh, Khoa Vương cũng chịu ảnh hưởng. Còn về phần đám cá mập tài chính mua dao múa dĩa chuẩn bị làm thịt đồng bạc thì Trần Tĩnh cảm thấy cách mình quá xa. Trần Tĩnh không hứng thú mấy với thị trường chứng khoán, cô chỉ học kiến thức cơ bản thôi, không hề nghiên cứu sâu. Nhưng Tạ Tử Gia là một quái thai, cũng là do kết quả Tạ Hán Tĩnh bồi dưỡng từ nhỏ, tới tháng 3 năm nay, ông ta mới đóng băng tài khoản chứng khoán của Tạ Tử Gia. Để cô bé chuyên tâm thi cử. Mau, đi tìm tên đó với em. Tạ Tử Gia lại nhảy bật xuống giường, kéo cánh tay trắng nõn của Trần Tĩnh. Em không thích người ta cơ mà.
Trần Tĩnh thắc mắc. Chẳng lẽ em hy vọng người ta nói cho em ý đồ thực sự sao? Chị đừng quan tâm, đi với em là được. Trần Tĩnh đành mặc Tạ Tử ra kéo xuống nhà ăn, không tìm thấy đám Trương khác, hỏi phục vụ mới biết hết chỗ, đám Trương khác tới chỗ khác à nồi, Trần Tĩnh chẳng có tâm tình điên cùng Tạ Tử ra, định kéo cô ta về phòng. Chương 575, cá mập rình mồi. Lúc này đám Trương khác đang ngồi ăn ở nhà ăn Pháp ở ngay bên cạnh, kể chuyện giả câm trên đường cao tốc, mọi người cố áp tiếng cười để không làm ảnh hưởng tới người khác. Vừa gọi món ăn xong thì di động rung lên, Trương khác nhận máy liền nghe thấy Diệp Kiến Bân hưng phấn nói. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan tuyên bố từ chức qua đài truyền hình. Vậy là chính phủ Thái Lan từ bỏ phản kháng rồi, không hiểu bao nhiêu người nghe thấy tin tức này áp chế tiếng reo hò. Trương khác gập điện thoại lại, muốn cùng Đường Thanh ăn khuya xong mới lên lầu, hai phút sau không nhịn được kéo khăn ăn trên cổ xuống, đưa ví cho Đường Thanh. Bạn và Thịnh Hạ ăn xong mua hộ bọn mình y phục thay đổi nhé. Kéo Đỗ Phi vội vàng rời khỏi nhà ăn, thấy Trần Tĩnh và Tạ Tử ra quanh quẩn bên ngoài, gật đầu mỉm cười, chân không hề dừng lại. Này! Nghe thấy Tạ Tử ra gọi, Trương khác dừng bước, quay đầu lại nhìn hai giây, thấy cô ta không nói gì, liền vào thang máy. Người kiểu gì vậy chứ? Tạ Tử ra Tạ đại tiểu thư vốn tưởng Trương khác sẽ đi tới đợi lúc đó mới nói, thấy thái độ hờ hững của Trương khác, Tạ Tử ra chỉ còn biết nghiến răng tức tối trách móc. Thị trường London có phản ứng gì với tin tức này? Diệp Kiến Bân ra mở cửa, Trương khác hỏi ngay. Chính phủ Thái Lan yêu cầu cơ cấu tài chính ngân hàng tiền dự trữ chuẩn bị tỷ lệ nợ xấu lên tới 15%, bọn họ muốn tăng cường ổn định hệ thống tài chính trong nước. Hiện còn làm những cái này, đúng là ngu xuẩn. Nick Leeson không lấy tiếng phổ thông ra hành hạ bản thân nữa, dùng tiếng Anh nói. Bọn họ muốn hủy lòng tin của mọi người vào hệ thống tài chính Thái Lan thì có. Bên phía London đã có phản ứng rồi, đồng bạt bị bán tháo rất lớn, tôi nghĩ các nhà đầu tư trong nước của Thái Lan nếu không muốn tổn thất vì đồng bạt mất giá giữ vứt bỏ đồng bạt để giữ giá trị các hiệp ước giao dịch. Có điều lượng giao dịch đồng bạt ở thị trường London rất ít, phải xem tình hình phía Singapore. Sở giao dịch quốc tế Singapore là thị trường giao dịch đồng bạt chủ yếu nhất. Trương khác khoanh tay trước ngực. Đứng nhìn bóng đêm rực rỡ bên ngoài cửa kính, môi hơi mím lại, im lặng không nói. Tới thời khắc này, ngoại trừ quỹ đầu cơ chủ lực có lòng tin kiên định ra, đám đầu cơ ngoại vi cũng xác định được phương hướng rồi, khi tất cả cùng hùng hổ ùa lên, những đồng minh của NSTW Thái Lan không chịu nổi chính là lúc kết thúc cuộc chơi đầu tiên này. Trương khắc cười nói. Sức chống cự lẫn ý chí của bọn họ đều rất yếu ớt, thương vị chúng ta tăng tới 40% nữa. Thương vị là tỷ lệ tài chính đầu tư thực có so với đầu tư thực tế của người đầu tư, ví dụ có 10 vạn dùng vào quỹ đầu tư, dùng 4 vạn mua cổ phiếu thì thương vị là 40%. Nick Leeson cũng có cùng quan điểm như vậy, song hắn phải xem ý kiến của Diệp Kiến Bân, hắn có một giao dịch viên tại New York, có thể giao dịch hiệp ước hiện hóa bằng đồng bạt, nhưng thương vị tăng tới 40%, là một biến số, cả thị trường đều đang bán đồng bạt, trừ NSTW Thái Lan ra, hiếm có ai mua đồng bạt nữa. Chính phủ các quốc gia Đông Nam Á đều có cảm giác nguy cơ môi hở răng lệnh, hạn chế cơ cấu tài chính trong nước đầu cơ giao dịch đồng bạt, nhưng thế lực tư bản tài chính Âu Mỹ mới là kẻ đứng sau cơn bão tài chính này, đặc biệt là cơ cấu văn phòng ngân hàng Âu Mỹ đặt ở Singapore, trong tay nắm lượng lớn tiền tệ các nước Đông Nam Á, làm lệnh hạn chế của chính phủ các nước Đông Nam Á không thể có hiệu quả. Diệp Kiến Bân gật đầu, lòng bàn tay hắn đã toát mồ hôi, tên nhóc Trương khác này trong tay có gần 4 tỷ SDK. Căn bản không cần quan tâm được mất, nên ở đây ung dung cách sông xem lửa cháy, còn Diệp gia bọn họ thực sự mong mỏi có thể kiếm chắc được trong vụ này, giải tỏa cơn khát tài chính. Di động để trong túi rung lên, Diệp Kiến Bân giật mình, thấy mình quá khẩn trương, ngượng ngùng lấy di động ra, thấy điện thoại do Diệp Chăn Dân gọi tới, ra hiệu cho Trương khác, rồi qua một bên nhận điện thoại. Chú hai mời cậu tới. Diệp Kiến Bân nghe điện thoại xong tới nói nhỏ với Trương khác. Hay là bảo chú hai tự qua. Trương khác làm gì có thể diện phiền Diệp Chăn Dân đích thân tới gặp, y tới Hồng Kông cũng nên tới thăm Diệp Chăn Dân trước, nhưng bị Diệp Kiến Bân sốt ruột kéo tới đây. Trương khác kéo Đỗ Phi ra khỏi phòng, trên đường gọi điện báo cho Đường Thanh. Chỗ ở tạm thời của Diệp Chăn Dân ở Hồng Kông là khu chung cư của văn phòng liên lạc TW trú tại Hồng Kông, từ khách sạn bán đảo tới đó tiện nhất là đi tàu điện ngầm.
So với lúc gặp nhau ở Bắc Kinh thì Diệp Chân Dân gầy hơn một chút, nhưng mắt rất có tinh thần, ngoài cửa nói vài câu rồi lên thư phòng ở tầng 2, Đỗ Phi và thư ký của Diệp Chân Dân đợi ở bên ngoài. Tin tức trên DTH Thái Lan các cháu biết cả rồi chứ? Diệp Chân Dân đóng cửa văn phòng lại, đứng trước giá sách nói. Chú vừa trao đổi điện thoại với ty trưởng ty tài chính, cụ quản lý tài chính Hong Kong, áp lực từ các phía rất lớn, các quỹ đầu cơ hùng hổ đổ tới, lại có các thế lực chính trị Âu Mỹ đứng sau lưng dung túng, đồng bạt sẽ là ngòi nổ. Vâng, bọn cháu xem rồi. Giọng Trương Khác rất bình đạm. Kẻ đầu cơ tiền tệ nhắm chuẩn vào tỷ giá cố định của các nước Đông Nam Á, hay lần tấn công trước, NSTW Thái Lan miễn cưỡng chống lại được, nhưng lượng dự trữ ngoại hối của bọn họ đã tiêu hao một nửa. Đợt tấn công này sẽ càng dữ dội hơn, số ngoại hối còn lại của bọn họ không đủ duy trì thăng bằng tỷ giá, một khi bị ép thả nổi đồng bạt, nó sẽ thành ngòi nổ bùng phát nguy cơ tài chính Đông Nam Á đã tích lũy từ lâu. Mục đích Diệp Chân Dân tới Hong Kong là để giúp chính phủ Hong Kong kháng cự lại tác động của khủng hoảng này. Xem ra mọi người đều tin chắc thế cục này rồi, một miếng thịt béo bở như thế ai bỏ qua cho được, tiếc cho những quốc gia này 10 năm phổ vanh bị hủy trong sớm tối. Đây là chuyện chẳng đặng đừng mà chú. Diệp Kiến Bân nghe thế nhẹ nhàng hơn, cười khì. Nên quan tâm tới Hong Kong thì thực tế hơn. Trương Khác tán đồng. Cổ phiếu, địa ốc cứ tăng mãi không xuống, giống như một thanh kiếm sắt treo lơ lửng, làm người ta rùng mình. Đám đầu cơ quốc tế kia tơ công Thái Lan chủ yếu nhắm vào đồng bạt. Hong Kong có 80 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối, cho nước có 120 tỷ đô la Mỹ. Duy trì tỷ giá hiện nay của HKD không khó, các quỹ đầu kia không thể mơ tưởng triệt để đánh hạ được HKD, nhưng bọn chúng sẽ vờ tấn công HKD, đánh chủ yếu vào cổ phiếu Hong Kong, chính phủ Hong Kong đối phó cục thế này ra sao ạ? Cháu nói thử xem. Diệp Chân Dân biết đám cá mập say máu kia sau khi đánh chén xong các nước Đông Nam Á, chắc chắn không tha Hong Kong đang đỉnh điểm thịnh vượng. Trừ tiếp tục tăng cường dự trữ ngoại hối, giám sát hướng đi của tiền tệ. Chú cho rằng Cục Quản lý Tài chính càng chuẩn bị sẵn sàng dùng các loại thủ đoạn tiến hành phản kích quỹ đầu cơ quốc tế, không thể để bọn chúng giày xéo Hong Kong một lượt xong mới chạy đi xin Cục lập pháp quyền hỗ trợ. Diệp Chân Dân thái độ không rõ lắm, ông có cái khó của mình. Điều này cần thảo luận thêm. Hong Kong sau khi trở về phải duy trì hệ thống kinh tế chính trị hiện có trong thời gian dài, duy trì nguyên tắc người Hong Kong, quản lý Hong Kong. Cho nên quyền hạn Cục Quản lý Tài chính bị hạn chế nghiêm ngặt. Diệp Chân Dân phải dùng thân phận đặc thù để đi công tác, nhưng người Hong Kong chưa chắc đã hiểu cho khổ tâm của ông, tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, nói không chừng văn phòng ngày mai sẽ bị đám người thị uy bao vây, chỉ trích chính phủ TW làm trái lời hứa để người Hong Kong quản lý Hong Kong. Người Hong Kong trước kia bị người Anh áp chế không dám lên tiếng, sau khi trở về thành tự do, gặp chuyện gì cũng ra đường la hét, đây cũng là lẽ thường tình thôi. Chương 576, tự bêu xấu mình. Trương Khác mỉm cười nói. Bảo vệ phồn vinh ổn định của Hong Kong mới là chủ yếu nhất, còn kinh tế tự do vốn là để đặt dưới chân dẫm đạp mà chú. Diệp Chân Dân bật cười. Cháu nói phải, đôi khi không thể sợ trước sợ sau được. Còn có chuyện nữa nói với hai đứa đây, hai đứa cũng tham gia đi săn phải không? Trương Khác nhún vai, ý bảo mình mới tới Hong Kong, không liên quan tới mình. Diệp Kiến Bân gãi đầu. Bọn cháu sẽ rút tài chính ra khi đợt tấn công vào đồng bạc tới giai đoạn kết thúc. Nhưng đám ngân hàng đầu tư nước ngoài chỉ sợ thiên hạ không loạn, cháu thấy phía bên Hong Kong nên đề phòng bị những ngân hàng này đâu sau lưng. Diệp Chân Dân không muốn hỏi sâu hơn, chỉ nói. Nơi khác hai đứa đục nước béo cò chú không quản được, nhưng ở Hong Kong thì đừng đụng chạm vào, nếu không sau này lắm rắc rối. Bọn cháu tuyệt đối không đụng vào. Trương Khác cười ha hả. Có điều nên bên này phản kích thì bọn cháu có thể giúp một tay, lúc đó bọn cháu đàng hoàng ra tay đấy nhé. Tới lúc đó hãng nói. Diệp Chân Dân không cự tuyệt. Từ chỗ Diệp Chân Dân về thì trời đã khuya lắm rồi. Những nhân vật lớn đêm đêm ăn chơi kia chắn chắn đêm nay sẽ mất ngủ rồi. Không vội bắt xe, Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân, Đỗ Phi đi bộ trên phố tán gẫu. Diệp Kiến Bân vội về khách sạn theo dõi thị trường giao dịch ngoại hối New York, bị Trương Khác ngăn lại. Vội cái gì, giờ cứ đợi Thái Lan triệt để từ bỏ kháng cự, mọi người cùng nhau ùa lên trà đạp, anh có nóng vội cũng chẳng được. Diệp Kiến Bân chịu thua,
Nếu đổi lại là người khác lúc này cho dù có đủ 10 phần tự tin thì trong lòng cũng hồi hộp căng thẳng, y lại cứ nhở nhơ như không. Quay trở về khách sạn bán đảo thì đã là 1 giờ sáng rồi, Đường Thanh và Tịnh Hạ tắm táp xong chưa đi ngủ, đang bày y phục thay đổi mua giúp Trương Khác và Đỗ Phi lên bàn thảo luận. Trương Khác nhìn bầu trời đen bên ngoài, Hồng Kông long lanh lộng lẫy, không biết bao nhiêu con cá mập há miệng đỏ lòm thèm khát mai phục xung quanh. Hiện đám cá mập mới hàm răng sắc nhọn dính máu tươi, đang từng giây từng phút nhắm vào NSTW Thái Lan, nhắm vào lượng dự trữ ngoại hối ước đạt mấy chục tỷ USD của chính phủ Thái Lan. Đây là trò chơi tài chính, cần phải ép chính phủ Thái Lan hoàn toàn từ bỏ kháng cự, lúc đó mới thực sự được gọi là yến tiệc linh đình. Ở chuyện này Trương Khác chẳng hề xuất sắc hơn người khác, y chỉ có lòng tin kiên định, lúc này lòng tin cũng chẳng phải quá cần thiết nữa, vì chẳng ai dễ dàng bỏ bữa tiệc thịnh soạn như vậy. Đồng bạt phá giá 26.94 rồi. Diệp Kiến Bân đẩy cửa đi vào, giọng cố áp chế, không che giấu được tâm tình hưng phấn. Đợt công kích thứ hai của quỹ đầu cơ quốc tế khiến tỷ giá đồng bạt so với USD rơi xuống mức điểm 26.94, có thể nói đây là phòng tuyến tâm lý chuối cùng của nhà đầu tư và đồng bạt, NSTW Thái Lan không giữ được mức này, đồng bạt sẽ bị bán ra càng điên cuồng hơn. Nhưng cho dù hôm nay cầm cự được thì sao? Trương Khác đặt nhật báo kinh tế Hồng Kông xuống bàn, cầm cốc cà phê lên hỏi. Làm cốc cà phê cho tỉnh táo chứ? Trong mắt Diệp Kiến Bân có vài tia máu. Xem ra đêm qua hắn không ngủ ngần, hoặc căn bản không hề ngủ cả đêm trong phòng Nick Leeson theo dõi thị trường chứng khoán. Diệp Kiến Bân bật cười, cái tính của Trương Khác đúng là làm người gấp cũng chẳng nổi. Đợi lát nữa NSTW Thái Lan đưa ra hành động, tỷ giá sẽ lên lên xuống xuống, anh giúp ở trong đó tim có chịu nổi không? Trương Khác thong thả nhấp một ngụm cà phê nói. Diệp Kiến Bân vô ót, nghĩ cũng phải, chuyện dữ liệu được cả. Đâu cờ nhưng phấn như thế, ở lại trong phòng Nick Leeson lại gây trở ngại cho bọn họ, tới bên quầy ba tự rót cho mình một cốc cà phê. Lấy một nửa số báo của Trương Khác, Diệp Kiến Bân lật xem tin tài chính, có đưa tin tức điện tử Ái Đạt công bố qua nhật báo kinh tế Hồng Kông. Thực nghiệp Gia Tín sau khi tăng cổ phần sát nhập đổi tên thành điện tử Ái Đạt, hội đồng quản trị và quản lý công ty đều tổ kiến lại. Ba nhà Diệp, Tôn, cắt giảm cổ phần. Tạm thời coi như thoát ly quan hệ với điện tử Ái Đạt, muốn quay lại tham gia vận hành cũng phải đợi qua cơn bão tài chính châu Á. Hiện giờ bình thường Diệp Kiến Bân không chủ động hỏi tới chuyện của điện tử Ái Đạt, xem tin thấy công bố vì dự đoán tương lai thị trường Đông Nam Á sẽ thu hẹp trong khoảng thời gian dài, điện tử Ái Đạt sẽ thu bớt nghiệp vụ đầu đĩa ở Đông Nam Á, vì thế hạ dự đoán lợi nhuận nửa cuối năm. Hả, tự vạch cái xấu ra. Diệp Kiến Bân chỉ tin tức trên báo. Cậu muốn kéo cổ phiếu điện tử Ái Đạt xuống hay là muốn nhân cơ hội này nhắc nhở một số người? Nhân lúc đám cá mập tài chính chưa vào Hồng Kông, trước tiên kéo cổ phiếu xuống, sau này tổn hại không quá lớn nữa. Trương Khác từ tốn nói. Chủ động hạ xuống, khác với bị đám cá mập kia đánh cho thê thảm rớt giá. Có thể dự kiến cổ phiếu Hồng Kông sẽ tụt giảm trong thời gian dài, hiện cổ phiếu giá cao vút kia chỉ là một mộng đẹp dễ vỡ mà thôi. Nhưng ai làm người phá vỡ giấc mộng đẹp này chỉ sợ bị dân cổ phiếu Hồng Kông ngận suốt đời. Cho nên cái chủ ý xấu này hôm qua tôi không nói với chú hai. Diệp Kiến Bân thở dài. Chính phủ HK mà can dự vào cổ phiếu chỉ sợ bị ném đá, càng chẳng nói tới ban liên lạc TW, cậu không đề xuất ra là tốt, nói ra chỉ khiến chú ai khó xử. Tôi an bài như vậy để cho những nhà đầu tư nhạy cảm cảnh giác, không chỉ đồng bạt bị tấn công. Mà cả nền kinh tế châu Á đang đối diện với nguy cơ kinh tế. Nên lui thì lui, còn luyến tiếc nói không chừng tới mẩu xương cũng chẳng còn. Trương Khác cảm khái, thời buổi này muốn làm người tốt một lần thật khó. Nếu các công ty đầu tư nội địa có tên trên thị trường chứng khoán Hồng Kông đồng loạt phát ra thông báo thì chậu nước lạnh này có hơi lỡ không? Diệp Kiến Bân hơi ái ngại. Anh thấy dấu vết thao túng có lộ quá không? Trương Khác do dự. Cái này thì không sợ, để các doanh nghiệp có nghiệp vụ ở Đông Nam Á công bố sẽ hợp lý hơn, mà không cần phải công bố trong vòng một ngày, tranh thủ ớt nước lạnh trong vòng một tuần. Khả năng sẽ có vài lời ra vào, nhưng muốn làm việc sao có thể sợ người ta nói này nói nọ. Ở phương diện này Diệp Kiến Bân dứt khoát khí phách hơn Trương Khác, dù sao giữa hắn và Diệp Chăn Dân không có trở ngại gì. Để tôi nói với chú hai trước, xem chú ấy có ý kiến gì. Diệp Kiến Bân lấy di động ra gọi điện, điện thoại thông rồi,
Trẻ úng nói, bảo Trương Khác. Chú hai xem báo rồi, bảo cậu tập kích bất ngờ. Trương Khác cười khổ, y không có ý đột kích Diệp Chăn Dân, vì địa vị khá khó xử của văn phòng liên lạc TW, chỉ có thể tính là vai trò cố vấn, cho nên khi kiến nghị với Diệp Chăn Dân, y nghĩ tới hoàn cảnh của ông ta, không đưa ra kiến nghị quá kịch liệt. Y chỉ muốn cố gắng hết sức mình làm chút gì đó. Chứng khoán Hong Kong từ trung tuần tháng 3 tới nay tăng vọt kỳ thực là do nhà đầu tư lợi dụng tâm lý Hong Kong quay trở về, giá trị tăng nào là cơn sốt ảo, không tương ứng giá trị tài phú thực tế. Trước khi quỹ đầu cơ tràn vào thị trường chứng khoán Hong Kong, phải hất một chậu nước lạnh để chứng khoán Hong Kong hạ nhiệt, giảm bớt sức phá hoại siêu cường ẩn chứa trong đó. Chú hai sẽ thảo luận trong văn phòng liên lạc TW, có điều cuối cùng phải đánh tiếng với người cầm quyền ở Hong Kong rồi mới thực thi. Diệp Kiến Bân đặt di động xuống, nói. Chương 577, bão tố tập kích. Trần Tĩnh quay về khách sạn thấy Tạ Tử Gia vẫn nhìn chằm chằm màn hình, tựa hồ từ lúc cô đi tới giờ, Tạ Tử Gia vẫn ngồi yên với tư thế đó. Cả ngày không rời ổ à? Ừm. Tạ Tử Gia vẫn nhìn màn hình. Trần Tĩnh đi vào, tên màn hình là con số lên xuống kịch liệt, trông còn thảm hơn cả chứng khoán các nước Đông Nam Á ngày hôm nay. Tới mức này còn xem gì nữa? Em đúng là quái thai của Tạ Gia. Đồng bạt hôm nay sụt mạnh. Tạ Tử Gia ngẩng đầu lên. Chị nói xem tên đó có nhắm vào đồng bạt không? Nếu có, tựa hồ không kịp ra tay nữa, hay là bọn họ có chuẩn bị trước rồi? Làm sao chị biết được? Chị đâu có tóm được anh ta để bắt anh ta phải đem thứ trong bụng nói ra. Trần Tĩnh mỉm cười. Quan hệ giữa chị và y trông có vẻ rất thân đấy. Tạ Tử Gia nhìn Trần Tĩnh nghi ngờ. Làm gì có. Trần Tĩnh vỗ trán, mượn cớ tránh ánh mắt của Tạ Tử Gia, may Tạ Tử Gia tuy thông minh, nhưng trải đời chưa nhiều lắm. À phải, em quan tâm tới tên đó như thế. Cô tình nhấn mạnh từ, tên đó. Trên báo đang cho đăng tin tức về tên đó, em xem đi. Rồi lấy ra tờ báo trong túi sách. Ái Đạt tuyên bố thu hẹp nghiệp vụ ở Đông Nam Á, còn hạ thấp doanh lợi nửa cuối năm của bản thân. Thật kỳ lạ. Tạ Tử Gia xoa tay, ánh mắt nhìn Trần Tĩnh thêm rất nhiều nghi hoặc. Trần Tĩnh chỉ cười, Trương Khác vốn là một người làm người ta không hiểu thấu. Tình thế hôm nay đột nhiên trở nên ác liệt. Dự báo trước đó một năm của Diệp Chăn Dân tựa hồ sắp thành hiện thực, Khoa Vương phải điều chỉnh nghiệp vụ của mình ra sao để giảm bớt tác động. Nếu học theo Ái Đạt thu hẹp nghiệp vụ, như vậy Khoa Vương không đạt được mục tiêu doanh lợi thiết lập đầu năm, nếu không điều chỉnh, khả năng gia tăng thêm nguy hiểm. Đương nhiên nguy hiểm này công ty hải ngoại phải gánh vác nhiều hơn một chút, quan trọng là phải xem thái độ của Cát Ấm Quân. Cát Ấm Quân thì khổ không nói ra được. Tình thế Đông Nam Á trở nên rõ ràng vào trung tuần tháng 6, công ty hải ngoại điều chỉnh cổ phần vào đầu tháng 4, chỉ 2 tháng này, Cát Ấm Quân lấy danh nghĩa cá nhân nâng cổ phần ở công ty hải ngoại từ 40% lên 85%, còn đầu tư thêm gần 200 triệu đô la Hồng Kông, dù thế nào cũng không thể nói là Tạ Gia cố ý đặt bẫy hại hắn được. Trần Tĩnh lần này tới Hồng Kông là để tiến hành đánh giá tác động của nguy cơ kinh tế Đông Nam Á với thị trường đầu đĩa. Cô còn đặc biệt chậm lại một ngày để đi cùng Tạ Tử Gia, không ngờ bọn họ vừa tới Hong Kong được 2 ngày thì đám cá mập tài chính phát động đợt tấn công thứ 3, đồng bạc tức thì tụt giá xuống dưới mức thấp nhất lần trước. Trần Tĩnh còn đang cãi nhau với Cát Ấm Quân điều chỉnh nghiệp vụ ở Đa thì bão tố đã ập tới với thế sét đánh không kịp bưng tai, hơn nữa còn là một trận siêu bão. Từ ngày 11 tới 19 tháng 7, bắt đầu từ Ái Đạt, tổng cộng có 15 công ty tuyên bố điều chỉnh nghiệp vụ ở Đông Nam Á, khiến cổ phiếu Hong Kong sụt giảm. Từ trung tuần tháng 6, chỉ số Hang Seng Index 10 lần lập nên mức cao nhất trong lịch sử, tới đầu tháng 7 từng vọt lên tới 17.000 điểm, mặc dù sau có hơi sụt giảm vẫn quanh quẩn ở mức 16.000 điểm. Trước ngày 11 tháng 7, tuyệt đại đa số dự báo sẽ có điều chỉnh trong thời gian ngắn, nhưng vẫn tin sau điều chỉnh vẫn tiếp tục quá trình tăng điểm. 15 công ty đầu tư nội địa kia có thể nói là hành động nhất trí, tất nhiên khiến nhà đầu tư Hong Kong cực kỳ khó chịu. Các loại báo chí, tạp chí đều lần lượt chỉ trích hành động này có người giật dây đằng sau, có hiểm nghi thao tác chứng khoán, thậm chí có dân chơi cổ phiếu bị thiệt hại trong lần mất giá này muốn tới văn phòng liên lạc TW kiến nghị, còn yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán Liên hiệp điều tra nội tình đằng sau. Chỉ là kháng nghị còn chưa kịp tiến hành,
Sáng sớm ngày 20, NSTW Thái Lần đột nhiên tuyên bố bỏ cơ chế cố định tỷ giá đồng bạc kiên trì 14 năm. Giây phút đó Trương Khác tựa hồ nhìn thấy vô số kẻ đầu cơ tiền tệ nhảy lên gieo hò, Diệp Kiến Bân đúng là gieo hò thật, đối lập với đó là cảnh đàn dê bị giết kêu gào tuyệt vọng. Trong đó tiếng gào thê thảm nhất chắc là người dân Thái Lan. Trương Khác đương nhiên không có thương hại thừa thãi, bọn họ chính là một trong vô số tên thợ săn đầu cơ tiền tệ đó, chỉ là một lần nữa trải qua đoạn lịch sử này, trong lòng có chút cảm khái. Khi thị trường giao dịch tiền tệ quốc tế Singapore mở cửa, đồng bạc như thủy ngân đổ xuống đất, sụt giảm lập tức 13%. Tích tắc đó mồ hôi trên trán Diệp Kiến Bân đổ ra như suối. Lợi nhuận của bọn họ lập tức vọt lên tới 840 triệu bạt. Thêm vào lợi nhuận tích lũy trước đó, đã có được gần 40 triệu đô la Mỹ. Rút ra hay không, Diệp Kiến Bân nhìn Trương Khác. Trương Khác lại nhìn Nick Leeson, muốn xem phong thái của giao dịch viên đỉnh cấp dưới tình huống này thế nào. Nick Leeson mặt có hơi nhợt nhạt, mắt hắn trông to hơn sáng hơn thường ngày, giống như con báo săn liếm được vị máu tanh, liên tục bấm điện thoại chỉ huy tác chiến, Trương Khác và Diệp Kiến Bân không lên tiếng cần dự vào quyết định của hắn. Có thể nghe được trong điện thoại truyền ra tiếng giao dịch viên chạy cua chạy lại, tiếng nói gấp gáp kích động, xen kẽ đó là tiếng thét gào điên cuồng tuyệt vọng, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Nick Leeson nhân lúc rảnh rỗi nói với Trương Khác và Diệp Kiến Bân. Tôi cho rằng hôm nay còn có một đợt tấn công nữa, đồng bạc không thể bình ổn tỷ giá trong thời gian ngắn được. Trương Khác gật đầu. Anh là chuyên gia, chúng tôi tin vào anh. Rồi quay người ra ngoài. Diệp Kiến Bân quyến luyến nhìn màn hình một lúc mới đi theo. Ngày 20 tháng 7, con bão tài chính Đông Nam Á chính thức phát ra tiếng sóng gầm đầu tiên từ Thái Lan, muộn hơn so với lịch sử Trương Khác được biết 18 ngày, nhưng nó vẫn tới theo xu thế không thể nghịch chuyển được. Chứng khoán, địa ốc Thái Lan sụp đổ, kinh tế rơi vào suy thoái hoàn toàn, Trương Khác từng đọc một bài báo, từ khi cơn bão tài chính bùng phát, trong vòng 3 năm tổng cộng có 77 công ty bị ép lùi khỏi thị trường chứng khoán. Không một công ty nào thành công lên được thị trường chứng khoán Hong Kong, công ty dầu mỏ lớn nhất nước nợ nước ngoài 27 tỷ đô la Mỹ. Cùng ngày Minh báo, Nhật báo Kinh tế Hong Kong thay đổi bình luận về âm mưu thao túng mấy ngày trước đó, ra sức viết bài về nguy cơ ẩn chứa trong kinh tế châu Á, các cơ cấu tài chính cũng điều chỉnh đánh giá về thị trường chứng khoán. Diệp Kiến Bân nói phải mở một chai rượu ăn mừng, Trương Khác xem đồ ngô, mới hơn 4 giờ chiều, ngó lơ Diệp Kiến Bân. Nói Đường Thanh và Thị Nhã đã ra ngoài đi dạo nửa ngày rồi, y và Đỗ Phi đi đón bọn họ. Khách sạn bán đảo nằm giữa trung tâm của Tiêm Sa Chớ, có cảnh đẹp mê đắp lòng người của hải cảng Victoria, bốn xung quanh đều là khu mua sắm nổi tiếng, trung tâm thương nghiệp giải trí. Cho dù 10 ngày qua Trương Khác và Đỗ Phi ban ngày không thể bỏ thời gian ra bồi tiếp hai cô gái, họ cũng không cảm thấy cô đơn. Gọi điện cho Đường Thanh. Cô và Thịnh Hạ đang được Phó Tuấn Tháp Tùng từ bến tàu Thiên Tinh đi về khách sạn bán đảo, Trương Khác và Đỗ Phi xuống quán giải khát ở đại sảnh khách sạn chờ. Trương Khác đã gọi điểm tâm và nước giải khát cho Đường Thanh, Thịnh Hạ, hai cô gái 10 phút nữa sẽ về tới nơi, Đỗ Phi có lẽ vẫn bị tác động bởi sự kiện ngày hôm nay, trầm mặc không nói. Trương Khác cười hỏi, có cần tới hiện trường sở giao dịch cảm thụ một chút không? Thời khắc thế này luôn có người lên thiên đường. Có người rơi xuống địa ngục. Di động đặt trên bàn vang lên, Trương Khác tiếp điện thoại, đám Đường Thanh sắp tới khách sạn rồi, hỏi y và Đỗ Phi đợi bọn họ ở đâu. Mọi người cứ đi thẳng vào đại sảnh khách sạn là có thể nhìn thấy mình vẫy tay, hay là đi chơi mệt rồi, muốn mình ra bế vào vậy. Á! Đúng lúc đó Trương Khác nghe thấy tiếng thét chói tai kinh hoàng của Đường Thanh trong điện thoại, không biết xảy ra chuyện gì, Trương Khác nhảy bật dậy, phóng như điên ra ngoài đại sảnh. Chương 578, giữa thiên đường và địa ngục. Trương Khác vừa đứng dậy chạy được vài bước thì liền nhìn thấy một bóng người xẹt qua cánh cửa pha lê, tiếng cơ thể rơi xuống đất hết sức vang dội. Phó Tuấn đứng ở phía trước, lấy người che đi tầm mắt hai cô gái, nhưng tận mắt nhìn thấy có người từ nhà cao tầng nhảy xuống, Đường Thanh mặt mày tái mét, chân tay run lẩy bẩy đứng chết lặng tại chỗ. Trương Khác chạy nhanh tới, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đường Thanh. Đỗ Phi phản ứng chậm hơn nửa nhịp, không biết chuyện gì xảy ra, thấy Trương Khác đang nghe điện thoại thì chạy đi, hắn cũng không chút do dự lao theo. Nhìn thấy máu tươi trào ra từ khóe miệng cơ thể đang co giật ngoài cửa, Đỗ Phi chớp mắt mặt trắng bệch, cố nhịn cảm giác buồn nôn, đi tới đứng cùng Thịnh Hạ,
quay mặt đi không dám nhìn cảnh thiên mơ thiết ấy. Náo động khác thường bên ngoài, làm rất nhiều người chạy ra xem. Trần Tĩnh và Tạ Tử Gia nắm tay nhau từ ngoài về, mặt Trần Tĩnh trông khá tiểu tụy, tình thế Đông Nam Á càng lúc càng tệ, nhưng cô không ngờ sụp đổ vào ngày hôm nay, thấy đám đông vây quanh trước cửa khách sạn, cũng không để ý, đi qua bọn họ, dẫm đúng vào vũng máu, thét lên, vội thu chân lại, người mất thăng bằng trượt ngã ra đằng sau. Trương Khác chỉ kịp tóm lấy tay cô, nhưng bị Trần Tĩnh kéo cả theo, may Phó Tuấn kịp thời bước qua, đỡ Trần Tĩnh lại. Quẹ! Trần Tĩnh không hề có chút chuẩn bị nào, nhìn thấy toàn bộ cảnh máu thịt bầy nhảy, bụng nhộn nhào, ôm miệng chạy ra khỏi đám đông, đứng bên bậc thềm nôn hết thứ vừa ăn buổi trưa ra. Tạ Tử Gia chẳng thấy có gì khó ở, đưa khăn tay cho Trần Tĩnh, còn chen vào nhìn, hỏi Phó Tuấn, tỉnh quẻo hỏi. Nhảy lầu à? Ừ. Phó Tuấn tận mắt nhìn cảnh người đó từ tầng 26 nhảy xuống. Có thể nhảy từ khách sạn bán đảo xuống, hắn chết cũng đáng rồi. Tạ Tử Gia liếc nhìn Trương Khác một cái, mấy ngày nay không gặp y trong khách sạn, dù sao khách sạn bán đảo có hơn 300 phòng, tình cờ gặp nhau không phải dễ, cô ta vẫn hoài nghi Trương Khác xuất hiện ở Hong Kong vì đồng bạn, nên hỏi một câu thăm dò. Hôm nay người nhảy lầu có lẽ còn chưa nhiều lắm phải không? Trương Khác chẳng để ý tới Tạ Tử Gia, bất kể thế nào cũng phải tôn trọng người đã chết, ôm lấy Đường Thanh, che đi tầm mắt của cô, cũng chẳng có thời gian rảnh để quan tâm tới Trần Tĩnh. Bảo Phó Tuấn. Cảnh sát Hong Kong sẽ tới điều tra, anh ở lại phối hợp một chút. Rồi cùng Đường Thanh, Đỗ Phi, Thịnh Hạ về phòng trước. Chừng nửa tiếng sau Phó Tuấn mới quay lại. Cảnh sát nhận được báo cáo mau chóng tới xử lý, người tự sát để lại đi thư trong phòng, trước ngày hôm nay hắn còn là triệu phú có hơn 370 triệu đô la Mỹ, chỉ vì đánh giá sai tình thế, tưởng rằng chính phủ Thái Lan sẽ phản kích tuyệt đẹp như lần trước. Cuối cùng hắn chỉ còn lại vài nghìn USD, hắn để lại cho vợ và con gái đã ly hôn nhiều năm. Cảnh sát còn nói, hôm nay ở bán đảo Cửu Long đã có 3 người nhảy lầu tự tử vì nguyên nhân tương tự rồi. Tôi đưa Đường Thanh đi tìm khách sạn khác ở. Lo cho tác động tâm lý của Đường Thanh, Trương Khác quyết định chuyển, như thế cô sẽ dễ chịu hơn một chút, Trương Khác bảo Diệp Kiến Bân. Bên này giao cho anh, Đỗ Phi cũng tạm theo chúng tôi, đến khi chúng tôi về Hải Châu. Đỗ Phi sẽ ở lại bên anh vài ngày. Diệp Kiến Bân định nói lại thôi, mấy ngày qua Trương Khác ở đây nhàn nhã nhở nhở chẳng làm việc chính, nhưng lại hóa giải hết áp lực cho hắn, chỉ là Trương Khác quan tâm tới Đường Thanh hơn mọi thứ khác, nên không tiện nói gì. Lại nghĩ tới Hứa Tư này cố tình tới tham dự công trình cải tạo ngõ học phủ, Diệp Kiến Bân thầm nghĩ sao tên này có thể cùng lúc để tâm tới hai cô gái như thế. Chẳng trách các cô gái đều thích y. Nghe Trương Khác có ý bỏ chuyện nơi này lại về Hải Châu, Diệp Kiến Bân nghĩ một lúc rồi vẫn hỏi. Phía chú hai thì sao? Điều tôi có thể làm thì đã thực lực hết rồi, có ở lại cũng không còn mấy tác dụng nữa, tôi sẽ cùng Đường Thanh đi giải khây vài ngày, tôi không qua đây nữa đâu. Vào thuê phòng ở khách sạn văn hóa Đông Phương gần Thái Bình Sơn thì trời đã tối rồi, Đường Thanh vẫn chưa thể bình thường trở lại, Trương Khác cùng cô ở trong phòng, nắm lấy tay cô, vẫn lạnh băng run rẩy. Có phải mình vô dụng lắm không? Đôi mắt hoảng loạn của Đường Thanh trông hết sức tội nghiệp. Không đâu. Trương Khác lắc đầu, kéo Đường Thanh gối đầu lên vai mình. Bạn đã kiên cường lắm rồi, thế giới này kỳ thực rất tàn khốc, người nhảy lầu kia có một phần do bọn mình gây nên. Nhưng giữa thiên đường và địa ngục, bọn mình lựa chọn phía thiên đường, so với bản thân hoặc nói thế giới này tàn khốc, mình càng hận anh ta không đủ kiên cường sống tiếp. Có lẽ vì hoàn cảnh quá khó khăn. Đường Thanh đặt tay lên ngực Trương Khác. Mình nhớ tới bản thân mình mùa hè năm 94, có cảm giác như trời sụp xuống vậy, may mà có bạn. Còn nhớ giấc mơ mình đã nói với bạn không? Đường Thanh khẽ gật đầu. Ừ, giấc mơ bạn nói hồi trên đường đi thăm Phi Dung về ấy hả? Đúng rồi, trong giấc mơ đó, mình đã sống hết nửa đời người, cảm giác lúc này như trong giấc mơ vậy. Mùa hè năm 94, mình liên tục sốt cao hôn mê, có lẽ trong cơn mê đó mình gặp giấc mơ kỳ quái, mình mơ thấy ban bạn gặp oan khuất, tới năm 99 mới có người giải oan cho ba bạn, cuộc đời trong giấc mơ mình hết sức gian nan, còn bạn vẫn kiên cường lớn lên. Trương Khác chìm vào hồi ức nhẹ nhàng ní. Thế sao? Đường Thanh ngước đôi mắt đẹp lên. Vậy nhất định là do có bạn ở bên cạnh mình. Đúng thế.
Trong mơ, mình luôn ở bên cạnh bạn, hiện giờ và sau này cũng thế. Trương Khắc vuốt mái tóc trơn mượt của Đường Thanh, 3 năm cao trung y luôn ngồi đằng sau cô, tại sao Đường Thanh không xin chuyển chỗ, câu hỏi này mãi mãi không thể có lời giải, tựa hồ cũng không cần nữa. Đêm xuống, Đường Thanh mặc kệ bị người khác trêu cười, giúp vào lòng Trương Khắc ngủ say sưa. Sau khi đồng bạt sụp đổ, giám đốc ngân hàng TW Thái Lan từ chức, trong một tuần sau đó chính phủ Thái Lan đóng cửa hơn 18 cơ quan tài chính, số xí nghiệp bị trọng thương phá sản không kể sao cho xuể, nhưng những thợ săn say mồi không vì thế mà ngừng bữa tiệc cuồng hoan. Cơn bão tài chính mau chóng lan sang các khu vực khác của Đông Nam Á, Philippines, Malaysia bị quỹ đầu cơ tấn công ngay tiếp sau đó, lúc nãy càng có nhiều kẻ hùa theo, làm cho các quốc gia trên có muốn chống đỡ cua cuộc tấn công đầu tiên cũng khó, lần lượt bị ép tuyên bố thả nổi đồng tiền, mặc tỷ giá tụt giảm cực nhanh trong thời gian ngắn. Nguy cơ kinh tế của Indonesia bùng phát chậm hơn một chút, nhưng tình hình càng tồi tệ hơn, chủ yếu là vì đám cá mập tài chính cuối cùng mới tấn công đồng rupiah. Ngân hàng TW Indonesia mau chóng tuyên bố bỏ tỷ giá cổ định, cơn bão tài chính mặc sức hoành hành, đồng rupiah mất giá 28%. Đây mới là đợt tấn công đầu tiên của cơn bão tài chính, nó cuốn tới tất cả quốc gia Đông Nam Á trừ Singapore, có cơ sở kinh tế vững vàng nên kháng cự được, Hong Kong và Đài Loan tạm thời dựa vào ưu thế của bản thân tạm thời đứng ngoài cơn bão, nhưng ở các quốc gia thị trường tài chính đã sụp đổ, nguy cơ có xu thế gây hậu quả ngày càng sâu thêm, như Indonesia thậm chí xuất hiện dấu hiệu chính trị bất ổn. Xu thế suy thoái của các cường quốc kinh tế châu Á như Nhật Bản cũng ngày một rõ ràng, đám đầu cơ quốc tế ngửi thấy mùi máu tanh tụ tập ở châu Á đã đạt tới quy mô kinh người. Trước đó bọn chúng ra oai ở Đông Nam Á làm đẩy nhanh thế cục sụp đổ tài chính ở các quốc gia này, mặc dù đồng tiền của các quốc gia này mất giá sẽ là một xu thế nào, nhưng các biện pháp ứng phó cũng không cho bọn chúng chút lợi nhuận nào. Bọn chúng cần một con mồi mới, nhưng chứng khoán Hong Kong chủ động hạ nhiệt, chỉ số Hang Seng Index giảm tới 12.000 điểm, ở lịch sử từng xảy ra con số này ở độ cao khiến người ta khiếp sợ 17.000 điểm. Chương 579, hai cảnh đối lập. Mây đen cơn bão tài chính tàn phá khắp Đông Nam Á, nhưng đám cá mập vẫn chưa chịu dừng tay, đám đầu cơ tràn vào thị trường tài chính ngày càng đông, đã lâu lắm không có cơ hội tiệc tùng rồi, tất cả đều muốn tới chia một phần bữa ăn ngon lành. Lúc này quỹ đầu tư của đám Trương Khác trở thành không đáng nhắc tới rồi. Thượng tuần tháng 8, Trương Khác ở lại Hải Châu, chuyện gặp phải khách sạn bán đảo dẫu sao cũng không thể tính là vui vẻ, nên ở nhà cùng với Đường Thanh. Trần Phi Dung cũng về nhà trong kỳ nghỉ, cho nên đa phần thời gian là cả ba cùng ở bên nhau. Vườn Bách Thảo đã có quy mô sơ bộ, trường quốc tế Hải Dụ học kỳ này cũng chính thức khai trường, chỉ Đồng, Tích Dung, Tích Vũ và con cái của anh nhân viên cao cấp trong Cẩm Hồ là những học sinh đầu tiên. Trường Khác suốt ngày ở bên hai cô gái, có điều theo sau là ba cái đuôi, không vứt bỏ được, y cảm thấy mình như lạc vào vương quốc nữ nhân rồi. Tới khi Đường Thanh thuận lợi thông qua cuộc phỏng vấn của nhân viên chiêu sinh The S Hong Kong, Trương Khác một lần nữa tới Hong Kong, đỗ phi số khổ bị vứt ở đó suốt. Lúc này thành tích thi tốt nghiệp cùng danh sách trúng tuyển khoa chính quy trọng điểm đều đã có, thành tích của lớp y xem như vẫn ổn định phá thuy truyền thống trước nay. Không có gì bất ngờ Lý Quý, Tiêu Xuân Minh và Hứa Nhược Hồng đều trúng tuyển vào Đại học Đông Hải Khoa Văn. Còn có cả một nam sinh nữa thường ngã ất trầm mặc vào khoa ngoại ngữ, tới giờ Trương Khác vẫn không biết tên. Đỗ Phi tuy thiếu mất 6 điểm, nhưng vẫn được đỗ vớt, với hắn mà nói, đây là thành tích hài lòng được rồi, vì chỉ cần lấy được giấy báo trăng tuyển cả Đại học Đông Hải mang về nhà ăn nói với mẹ hắn là xong. Thêm vào Trương Khác, làm người ta kinh ngạc, và hai học sinh nữa, tổng cộng nhất chung có 8 học sinh ban văn trúng tuyển vào Đại học Đông Hải. Bạn bè trong lớp Trương Khác tới kiến nghiệp học gần một nửa, đây là thời gian đám học sinh tung hê tất cả chơi bời nhảy múa, Đỗ Phi lại bị Trương Khác ném ở Hong Kong. Đỗ Tiểu Sơn vừa mới điều tới thành ủy làm trưởng phòng tổ chức cũng chẳng hỏi han gì tới. Ngày 17 tháng 8, Trương Khác quay lại Hong Kong, thời khắc dữ dội nhất của cơn bão đã quét qua Đông Nam Á, nhưng dư âm của nó vẫn còn, đám đầu cơ không hề có ý bỏ qua những gì sót lại, đám người tham lam này tựa hồ còn muốn ăn cả thịt lẫn xương. Trùng hợp cùng Tạ Kiếm Nam, Lưu Minh Huy, Tạ Chiêm ngồi cùng một chuyến bay của hàng không Đông Phương tới Hong Kong. Nhìn thấy Tạ Kiếm Nam, Tạ Chiêm tiều tụy xách cặp hồ sơ đi qua khoang thương vụ, Trương Khác chẳng hề có ý chào hỏi, hai kẻ này sắc mặt cả ngâm trầm, Lưu Minh Huy cúi gằm mặt không dám nhìn Trương Khác.
Ngồi cạnh Trương Khác là Lại Tề Xuân, người thay thế vị trí của Lưu Minh Huy, một nữ tướng tiêu thụ giàu kinh nghiệm. Trước kia khi Lưu Minh Huy nhảy sang Khoa Vương còn dụ dỗ cô đi theo, nhưng bị Lại Tề Xuân thẳng thừng từ chối. Tình cảnh nào Lưu Minh Huy chỉ có nước cúi đầu ủ rũ đi qua mà thôi. Nguy cơ kinh tế Thái Lam từ trung tuần tháng 6 đã bắt đầu xuất hiện điểm báo, tới tháng 7 đột nhiên lan khắp Đông Nam Á, căn bản không cho Khoa Vương thời gian điều chỉnh nghiệp vụ, nên tổn thất nặng nề, đương nhiên bọn chúng đã thành công đem đa phần tổn thất chuyển lên đầu cha con Cát Minh Tín. Nhưng Khoa Vương đã cảm thụ được áp lực tồn kho, tháng 7 lượng tiêu thụ đầu đĩa của Khoa Vương ở Đông Nam Á giảm 20% so với tháng 6, đó còn chưa tính hàng tồn trong tay các nhà phân phối. Trong lòng Tạ Kiếm Nam đương nhiên rất buồn bực, uất ức vì cắt giảm cai tiêu phải ngồi khoang thường, càng buồn bực hơn là đúng chuyến bay với Trương Khác. Mặc dù ngày 11 tháng 7 điện tử Ái Đạt phát tin tức điều chỉnh nghiệp vụ đa, nhưng thực chất từ tháng 5 đã bắt đầu điều chỉnh rồi, giải quyết hàng tồn kho, từ chối tăng nhận thêm đơn đặt hàng, thậm chí dứt khoát vứt bỏ thị trường Indonesia. Khoa Vương thêm một lần nữa mất đi lòng tin đối kháng với điện tử Ái Đạt, cho dù điện tử Ái Đạt thực sự có làm sao chăng nữa thì trong tài khoản của Cẩm Hồ vẫn còn 4 tỷ nằm yên đó. Mặc dù Cẩm Hồ chẳng hề có ý dẫm đạp bọn chúng, nhưng phải nhìn chân người khác, lòng ai dễ chịu cho được. Lại Tề Xuân ngồi ở sát đường đi, không nhịn được quay đầu lại nhìn tới khi ba người kia đi qua khoang thương vụ, khẽ buông một tiếng thở dài. Hiện giờ cô vẫn còn nhớ những lời hùng hồn khi Lưu Minh Huy xúi mình bỏ Giang Khoa Vương, giờ những lời đó đã thành trò cười. Lưu Minh Huy là nguyên lão sáng lập điện tử Ái Đạt, nếu không rời khỏi Cẩm Hồ thì cấp bậc quản lý cao tầng như hắn, trong lần tăng cổ phiếu sát nhập này y nhất cũng được 200-300 vạn cổ phần. Tình cảnh hiện giờ của Khoa Vương có chút khó khăn hả? Thấy Lại Tề Xuân quay đầu nhìn, Trương Khác thuận miệng hỏi. Vâng. Lại Tề Xuân lập tức thần kinh căng lên, thầm nghĩ vừa rồi mình quay đầu nhìn bị ông chủ nhìn thấy rồi sao? Thực ra đi cùng ông chủ áp lực rất lớn, không hiểu lúc nào sẽ bị hỏi bất ngờ một câu, phản ứng chậm chút thôi, có khi bị ông chủ cảm thấy mình cầm lương không xứng với năng lực, cô cẩn thận lựa chọn câu từ nói. Nửa năm qua Khoa Vương đầu tư ở Đông Nam Á lớn như vậy, nên áp lực rất lớn. Cái khác chưa nói, tiền tệ ở Đông Nam Á mất giá mạnh, vì giá không thể tăng lên cho nên thương phẩm tiêu thụ nơi đó mất giá theo, đồng bạt mất giá 30%, mỗi chiếc đầu đĩa tiêu thụ ở đó thực tế mất đi 30% giá. Hiện giờ lợi nhuận bình quân mỗi một chiếu đầu đĩa chưa được 30%, thực chất mỗi chiếc đầu đĩa bán ra là bọn họ bán lỗ. Vận hành lỗ vốn thế này, khả năng bọn nhỏ sẽ lựa chọn triệt để vứt bỏ thị trường Đông Nam Á. Ha ha ha. Trương Khác cười rất bất lương, trước kia chính y lừa cho Khoa Vương nỗ lực khai thác thị trường Đông Nam Á, lúc này lại nói những lời châm chọc thì thành quá nhỏ nhen rồi. Điện tử Ái Đạt ở Đông Nam Á tuy nói là dùng USD kết toán với nhà phân phối, nhưng sau khi tiền tệ các nước Đông Nam Á liên tục mất giá, cũng phải hạ giá tương ứng, đảm bảo cho nhà phân phối và nhà máy ở Philippines, Malaysia cố chút lợi nhuận duy trì nghiệp vụ. Chỉ riêng thị trường Thái Lan, tổn thất tỷ giá gần 30%, điện tử Ái Đạt tất nhiên không thể trợ cấp 100% cho các nhà phân phối được, song giảm giá xuống 20%, tương đương gánh vác 2/3 tổn thất tỷ giá, lại giảm bớt lượng tồn kho trước 2 tháng, cho nên cơn bão tài chính hoành hành, nhà phân phối của điện tử Ái Đạt so với nhà phân phối của doanh nghiệp đầu đĩa khác sống rất thoải mái. Thắt lưng buộc bụng đem so với người lúc nào cũng ở mép bờ phá sản đúng là thoải mái rồi. Tạ Kiếm Nam biết hết tình hình của điện tử Ái Đạt, từ lúc nhìn thấy Trương Khác ung dung ngồi ở khoang thương vụ, hắn không nói câu nào, lúc máy bay hạ cánh, hắn cố ý nấn ná tránh chạm mặt Trương Khác. Từng có thời hắn chìm trong lời tán dương, thiên tài thiếu niên, kỳ tích thị trường, nay nhắc tới thành trò hề cho người ta. Tạ Chiêm, Lưu Minh Huy tựa hồ cũng có tâm tư như Tạ Kiếm Nam, nên khi ba người đứng ở chỗ lấy hành lý thì nhìn thấy đoàn người Trương Khác đã làm xong thủ tục đi ra đại sảnh. Tựa hồ như có cảm ứng, Trương Khác quay đầu lại mỉm cười với bọn họ, chỉ là nụ cười chỉ đeo trên khóe miệng, bất kể thế nào đều không thể khiến người ta coi là lời chào hỏi thiện chí. Tạ Chiêm tức tối chỉ muốn ném ngay cái vali vào mặt y. Nhục, cho dù có cắt giảm chi tiêu cũng không cần phải ngồi khoang thường chứ. Được rồi. Tạ Kiếm Nam giọng bình tĩnh. Cho dù có ngồi ở khoang thương vụ, trong lòng anh có dễ chịu hay không? Lúc này hắn đã nhìn thấy Trần Tĩnh, Tạ Tử Gia đứng ở đại sảnh. Tạ Chiêm không nói gì, đúng là ngồi cùng với Trương Khác cùng một khoang càng thêm áp lực.
Bên kia có Diệp Kiến Bân và Đỗ Phi tới đón, nhìn thấy Trần Tĩnh, Trương Khác hiểu cho hoàn cảnh của cô, chỉ gật đầu cười rồi rời đi, không dừng lại nói chuyện. Trần Tĩnh cũng chỉ cười ngượng ngập, rất miễn cưỡng, chẳng phải là cô oán hận gì y, chỉ là sợ nụ cười của mình lọt vào mắt đám tà kiếm nam sẽ không hay lắm. Tình cảnh Điện Tử Ái Đạt và Khoa Vương hiện giờ trái ngược nhau, một nụ cười thân thiết, chắc chắn trong mắt người khác là không thích hợp. Nhưng khi Trương Khác quay đầu đi, Trần Tĩnh lại cảm thấy hơi hối hận, thầm nghĩ mỉm cười có quá gượng gạo không. Chương 580, tổn thất tỷ giá. Tạ Tử Gia tức tối nói. Vênh váo cái gì chứ, coi người ta như không khí vậy. Lần trước ở khách sạn bán đảo cũng bị Trương Khác không nói một lời bỏ lại đó, cô ta không chịu nổi bị người khác xem nhẹ, có điều khi đám tà kiếm nam tới, lại nói. Lục ca, sao bọn anh xui xẻo thế, ngồi đúng chuyến bay cùng tên đó à? Câu này của Tạ Tử Gia như xoa thêm muối vào vết thương, đám tà kiếm nam không nói gì, lòng càng thêm u uất, đi thẳng ra ngoài đại sảnh. Cát Ấm Quân không tới đón, nhưng phái chiếc Lincoln của hắn tới, làm đám tà kiếm nam dễ chịu hơn một chút. Cát gia ở Đông Nam Á có rất nhiều tài sản, bão tố ập tới, không thể tránh khỏi tổn thất lớn. So với số tài sản đó, chút tổn thất của công ty hải ngoại có đáng là gì? Nhưng Cát Ấm Quân thì gần như ném hết tiền riêng của mình vào trong công ty hải ngoại rồi. Vào trong xe, thấy trời đã nhá nhem tối, Trần Tĩnh nói. Tới nhà khách nghỉ ngơi trước nhé. Tới công ty. Tạ kiếm nam nhíu mày trầm tư, không muốn nói chuyện lắm. Trần Tĩnh thuận theo ý của hắn, bảo lái xe tới tòa nhà ngân hạ ở Trung Hoàn. Cát Ấm Quân có ý kiến gì? Đợi tấm chắn ngăn với khoang lái xe kéo lên. Tạ kiếm nam mới hỏi. Biện pháp Ái Đạt áp dụng chắc anh biết rồi, ý kiến của Cát Ấm Quân tất nhiên là đem một phần tổn thất chuyển sang tổng bộ. Trần Tĩnh đáp. Giữa tổng bộ Khoa Vương và công ty hải ngoại kết toàn bằng nhân dân tệ, cho dù tiền tệ ở các nước Đông Nam Á không tiếp tục mất giá, công ty hải ngoại vẫn phải gánh 30% tổn thất tỷ giá, chỉ sợ chưa tới nửa năm, nó thành tài sản âm rồi, Cát Ấm Quân tất nhiên không muốn. Hắn mơ tưởng hay thật. Chuyển tổn thất cho chúng ta, vậy mỗi kiện hàng Khoa Vương chuyển tới đó lỗ hơn 100 đồng, chẳng bằng vứt bỏ thị trường đa cho xong. Tạ Chiêm hừ lạnh một tiếng, hắn rất ngứa mắt với loại người như Cát Ấm Quân. Tôi tin các doanh nghiệp đầu đĩa khác cũng làm tương tự, ai mà biết kinh tế Đông Nam Á sẽ còn suy thoái tới khi nào mới có khởi sắc. Công ty hải ngoại không muốn gánh tổn thất, bản thân Khoa Vương cũng gánh không nổi. Trần Tĩnh không nói, chỉ nhìn Tạ Kiếm Nam. Triệt để vứt bỏ thị trường Đông Nam Á thì khoản đầu tư trước đó tan thành bong bóng hết, đương nhiên tổn thất chủ yếu vẫn là công ty hải ngoại, mấy nhà bọn họ gộp lại chỉ chiếm 15% cổ phần, dù công ty hải ngoại phá sản, bọn họ cũng chẳng lỗ chẳng lãi, song đắc tội hoàn toàn với cha con Cát Minh Tin rồi. Giờ chưa phải là lúc đoạn tuyệt, Tạ Kiếm Nam nhắc Tạ Chiêm. Những lời này đừng tùy tiện nói ra khỏi miệng, đây là lúc mọi người phải nâng đỡ nhau vượt qua khó khăn. Một mặt khác là hắn cũng không muốn vứt bỏ thị trường Đông Nam Á, hiện chỉ có một mình Điện Tử Ái Đạt có thể chống đỡ ở Đông Nam Á, nếu mọi người bỏ cả, toàn bộ thị trường rộng lớn sẽ rơi vào tay Điện Tử Ái Đạt, Tạ Kiếm Nam không muốn Điện Tử Ái Đạt hưởng lợi như thế. Huống hồ nếu các doanh nghiệp đầu đĩa rút khỏi thị trường Đông Nam Á, lượng sản xuất dư thừa phải đưa vào trong nước, Tạ Kiếm Nam không dám tưởng tượng hậu quả tai họa ấy. Khi đó đừng nói ở Đông Nam Á không có chút lợi nhuận nào. Ngay cả lợi nhuận trong nước cũng bị tước giảm nghiêm trọng, mà Khoa Vương năm nay phải trả cho DTHTW 200 triệu phí quảng cáo nữa. Hắn tới đây là muốn thảo luận với Cát Ấm Quân vấn đề chia sẻ tổn thất tỷ giá. Phải thương lượng được một tỷ lệ thích hợp, cho dù lỗ vốn cũng phải cầm cự, vượt qua được thời khắc gian nan nhất này sẽ nhìn thấy bình minh. Tạ Tử Gia xen vào. Cái tên xuống máy bay trước các anh dự đoán khủng hoảng kinh tế Đông Nam Á sẽ tiếp tục kéo dài, khá dài đấy. Có điều mặt mày cô ta lại có vẻ vui mừng. Tạ Kiếm Nam không thể chấp Tạ Tử Gia, coi đó như lời nhắc nhở thiện chí, hắn biết cô bé này còn đang tức giận việc trước kia tài khoản bị cha mình đóng băng, nên đối với sự nghiệp gia tộc cố ý không quan tâm. Trần Tĩnh giật ống tay áo Tạ Tử Gia, không cho cô ta nói lung tung nữa, hiện mọi người đã phải chịu áp lực rất lớn rồi. Từ Tạ Tử Gia vô tâm ra, còn cả đống người hả hê, Diệp Kiến Bân dựa đầu vào ghế, tư thế cực kỳ thư thái nói. Khoa Vương khó sống rồi,
lúc ở trên máy bay cậu có chế nhạo chúng không? Trước kia chính cậu dụ dỗ dọa dẫm khiến người ta ra sức khai thác thị trường Đông Nam Á, xem đi, quả nhiên rơi vào hố cậu đào, cậu nhất định không bỏ qua cơ hội chế nhạo. Tôi có vô đạo đức như anh đâu. Trương Khắc nhếch môi nói. Tôi còn cười chào hỏi người ta nữa cơ, tiếc là trông sắc mặt bọn họ có vẻ càng khó coi hơn. Nói xong cùng Diệp Kiến Bân cười phá lên. Không ô không. Nghỉ ngơi ở Trung Hoàn một lúc rồi đám Trương Khắc tới khách sạn Bá Đảo, đám Diệp Kiến Bân và Nick Leeson ở đó liền hai tháng trời chưa rời ổ. Đầu tháng 8, chính phủ Indonesia bỏ kháng cử, đồng rupiah sụt giảm mạnh, bọn họ lại có bữa ăn ngon lành, Nick Leeson chỉ huy chấn định chính xác, chuyến này lần nữa kiếm hơn 50 triệu đô la Mỹ. Phòng của Trương Khắc ở đây vẫn được giữ nguyên, Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức đã đợi trước ở đó, cùng với Nick Leeson, như vậy 5 người hủ vốn có mặt cả. Trương Khắc đẩy cửa đi vào, ba người kia đứng dậy, y sao dám nhận xua tay bảo bọn họ ngồi cả xuống. Đi tới sau quầy ba lấy hai chai cao bét, ném cho Diệp Kiến Bân một chai. Nghe nói mấy ngày qua tiết trời Hong Kong không tệ, mùa hè năm ngoái chẳng được mấy ngày không có mưa. Cát Minh Tín đưa kẹp tài liệu cho Trương Khắc. Cậu xem cái này trước đi, chúng tôi rảnh rỗi nói chuyện thời tiết với nhau còn được. Trương Khắc giang tay. Tôi muốn ra biển bơi, từ trên máy bay tôi đã lập kế hoạch rồi, chỉ ở đây tán gẫu với mọi người thôi, lát nữa rồi sẽ đi. Diệp Kiến Bân biết hôm kia Hứa Từ đã về Hong Kong, chẳng hy vọng tối nay Trương Khắc ở lại đây. Tài liệu này là tuyệt mật, không thể đem ra khỏi phòng, mặc dù lợi nhuận bọn họ kiếm được ở Thái Lan, Indo đều hợp với quy tắc trò chơi, nhưng nếu để nhà cầm quyền hai nơi đó biết được thì không hay. Một phần nội dung được Diệp Kiến Bân nói trên xe, Trương Khắc tùy ý lật vài trang coi như đã xem qua. Xong, tôi tới đây là để nghe ý kiến của mọi người, tôi sẽ nghiêm túc học tập. Ném tài liệu xuống bàn. Tôn Thượng Nghĩa lắc đầu. Vậy mời Nick giới thiệu vậy. Nói tiếng Trung hay tiếng Anh? Nick Leeson hỏi. Phải thừa nhận tiếng phổ thông của hắn trong thời gian ngắn đã tiến bộ rất nhanh, nhưng Trương Khắc thấy ngữ điệu quai quái. Anh cứ dùng tiếng mẹ đẻ của anh đi. Vừa rồi ở trên xe Diệp Kiến Bân oán thán, nói Nick Leeson vì học tiếng Trăng nên kiên trì nói chuyện bằng tiếng Trung, hành hạ cái lỗ tai hắn 3 tháng. Còn bảo Diệp Kiến Bân trừ lúc làm việc thì mỗi lần nói một câu tiếng Anh hãy phạt hắn 100 đô la Mỹ. Nick Leeson giới thiệu hình thức phát triển hiện nay của cơn bão tài chính. 4 con hổ nhỏ châu Á bị gặm hết xương lẫn thịt rồi, còn chút da lông không làm đám cá mập hứng thú nữa, nhưng đám đầu cơ đổ tới ngày càng đông. Ở châu Á, con mồi béo bở chỉ còn hại 2 con rồng lớn, nửa cân rồng lớn và 4 con rồng nhỏ. 2 con rồng lớn đại khái là chỉ trong nước và Nhật Bản rồi. Vậy nửa con rồng lớn. Thấy Trương Khắc nghi hoặc nhìn mình, Diệp Kiến Bân giải thích. Đó là Ấn Độ. Lượng dự trữ ngoại hối của Ấn Độ không cao, nhưng nợ nước ngoài của bọn họ thấp, đó là nguyên nhân quan trọng Ấn Độ tránh được tổn hại trực tiếp từ cơn bão tài chính năm 97. Lượng đồng rupee ngân hàng đầu tư Âu Mỹ có thể cung cấp rất ít, không có con đường bí mật tiến vào thị trường tài chính Ấn Độ, tất cả chỉ là uổng phí. Lúc này ngân hàng đương địa Ấn Độ hạn chế xí nghiệp Ấn Độ vay đồng rupee, càng chẳng nói tới xí nghiệp đầu tư nước ngoài lai lịch không rõ. Một năm trước Từ Học Bình chủ trì chính phủ Đông Hải vay của Nhật Bản số tài chính tương đương 2 tỷ đô la Mỹ lúc này được gọi là đầu cơ tài chính thực sự. Lần vay tín dụng chính phủ không thế chấp đó lãi lớn từ 800 tới 1 tỷ USD, đủ để Đông Hải xây mấy con đường cao tốc rồi, chỉ là không biết có bao phần trăm lọt vào túi riêng, nhưng đó là chuyện đành phải chấp nhận. Đương nhiên cho dù Từ Học Bình đã rời khỏi tỉnh Đông Hải, chính phủ tỉnh cũng không thừa nhận bọn họ có ý đồ đầu cơ. Trương Khắc gật đầu nghe Nick Leeson giới thiệu tiếp. Chương 581, mộng tưởng có thể xa xỉ. Cơn bão tài chính sẽ còn tiếp tục lan đi, lúc này phán đoán được phương hướng tiếp theo cơn bão tập kích, có thể theo sát bước tiến của những con cá mập lớn, có được cơ hội lớn hơn. Từ Ấn Độ ra. Ở châu Á còn có những con mồi béo đó là 2 con rồng lớn và 4 con rồng nhỏ. Năm 97, quy mô thương mại đối ngoại trong nước tương đương với Hàn Quốc, nhưng nội địa mở một khe cực hẹp cho thị trường tài chính, đám cá mập muốn chui vào phải mất 2-3 năm mới thành công. Đa là nơi Nhật Bản đầu tư lớn nhất, nên ắt bị liên lụy khiến kinh tế suy thoái, thời gian này thị trường tài chính Nhật Bản chấn động liên tục, nhưng quy mô kinh tế Nhật Bản cực lớn.
lượng dự trữ ngoại hối USD đứng đầu thế giới, đám cá mập nuốt nổi không? Vậy chỉ còn lại 4 con rồng nhỏ Singapore, Đài Loan, Hong Kong, Hàn Quốc, quy mô kinh tế tầm trung, lượng dự trữ ngoại hối không quá lớn. Nick Leeson nói. Trước đó Hong Kong là một cơ hội rất tốt. Hong Kong thì không cần tính tới nữa. Trương Khác nói thẳng thừng luôn. Hợp tác lâu như vậy rồi tôi không muốn giấu anh nữa, bốn chúng tôi có quan hệ rất sâu với Ái Đạt. Hả? Diệp Kiến Bân vốn được Nick Leeson giúp đỡ mới rửa sạch được gần 1 tỷ đô la Hong Kong gửi vào tài khoản bí mật. Nick Leeson ngốc đến mấy cũng biết số tiền này từ Hong Kong chuyển ra, chỉ là không biết bọn họ có quan hệ mật thiết với điện tử Ái Đạt. Mọi người đã làm một chuyện làm đám cá mập tà chính cực kỳ tức giận đấy. Bất kể về công hay về tư chúng tôi không thể kiếm lợi từ thị trường tài chính Hong Kong được. Trương Khắc cười nói. Chỉ số Hang Seng Index sụt giảm khởi nguồn từ công bố ngày 11 tháng 7 của điện tử Ái Đạt, khiến cho đám cá mập mất đi mục tiêu công kích tuyệt hảo. Người sáng suốt có thể nhìn ra đó là chính phủ TW sớm đã cảnh giác với cơn bão tài chính Đông Nam Á. Nick Leeson cũng nhìn thấy được bóng dáng chính phủ TW ẩn sau đám Trương Khắc, Diệp Kiến Bân. Gạt đi đề tài này, Cát Minh Tín hỏi. Vậy bỏ đi Hong Kong, mục tiêu tiếp theo của đám cá mập là gì? Hàn Quốc. Trương Khắc nhìn đồng hồ, sợ Hứa Tư đợi quá lâu, nói luôn. So với cứ đi săn khắp nơi không mục tiêu, chẳng bằng chúng ta cố gắng hết mức tập trung vào đồng won. Trương Khắc bỏ đám Diệp Kiến Bân lại khách sạn bán đảo, đi tàu điện ngầm chới Trung Hoàn, bóng đêm rực rỡ mê người, gió biển mang theo mùi tanh lần tỏa khắp thành phố. Đi vào nhà hàng Âu Cát Sĩ, bên tai truyền tới tiếng đàn cầm đê mê, cô gái đánh đàn đứng sân khấu đặt góc nhà ăn mặc lễ phục mày đỏ sậm, tư thái ưu nhã mê đắm. Từ khi cơn bão tài chính bùng phát tới nay, nhà hàng cao cấp ở Trung Hoàn vắng khách hơn nhiều. Trương Khác nhìn một cái thấy ngay Hứa Tư ngồi ở bàn gần cửa sổ, mặc âu phục màu quýt, lộ vai thơm trơn mịn, hai cánh tay đặt trên bàn giải khăn màu xanh lam, trông càng trắng muốn như ngọc, tay cầm bút chì. Vừa giả dị vừa cao nhã, đủ thu hút mọi ánh mắt của nam nhân xung quanh. Trương Khắc nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy Hứa Tư từ đằng sau, tham lam hít mùi thơm cơ thể cô cho những bõ ngày nhung nhớ, mấy giây sau mới đi tới ghế ngồi đối diện. Đợi em lâu chưa? Không lâu. Hứa Tư cầm di động trên bàn lên xem thời gian. À, 9 giờ rồi cơ à, cứ mãi nghĩ lung tung không cảm thấy thời gian trôi đi. Chị đang vẽ gì đấy? Trương Khắc đưa tay ra định lấy khăn ăn Hứa Tư vẽ lên đó, nhưng bị cô giữ tay lại. Chưa xong, cậu chọn món thay tôi trước đi. Trương Khắc gọi phục vụ tới chọn món, rồi ngoẹo đầu nhìn Hứa Tư vẽ, thấy con phố dài với ngôi nhà có ban công, Hứa Tư bị Trương Khắc chăm chú nhìn, không vẽ được nữa, đẩy giấy ăn cho y. Đó là vườn sồi mà thời gian qua cậu chẳng quan tâm, còn đây là thiết kế ngõ học phủ, đã bắt đầu thi công rồi, cậu muốn sửa cũng không kịp đâu, cậu thấy sao? Muốn sửa cũng không kịp vậy chị đưa em xem là ép em khen chị à. Trương Khắc thực sự không quản tới chuyện của Thế Kỷ Cẩm Hồ, cho nên dù đã thi công, y chưa nhìn thấy phương án thiết kế của Hứa Tư là gì, cầm giấy ăn lên xem một lúc, cười nói. Đây là phương án chuẩn xác rồi. Thật chứ? Hứa Tư hớn hở nhìn Trương Khắc. Không được nói cho tôi vui đâu đấy. Chuyện này à? Trương Khắc kéo dài giọng ra. Dù sao thì cũng đã thi công rồi, chị còn bận tâm gì nữa. Hứa Tư vờ giận lườm Trương Khắc, gò má trắng muốt như tuyết đầu đông ánh chiếu mặt trời, đôi môi ướt át như nụ hoa đẫm sương xuân tràn đầy sức sống cong lên kháng nghị Trương Khắc trêu mình. Tôi có học thêm thiết kế kiến trúc, nhưng chỉ là sở thích thôi, không tự tin lắm, cậu nói nghe xem. Hứa Tư dùng giọng nũng nịu hiếm thấy, làm Trương Khắc nghe mà xương cốt mềm hết cả ra. Trương Khắc đưa tay ra vuốt gò má của Hứa Tư. Phố dài kiểu cổ tương đương với ngõ học phủ kéo dài gấp đôi, ban công vắt qua đường lại lần nữa làm diện tích ngõ tăng thêm, không mời chị làm nhà thiết kế, bọn họ đúng là mù mắt, còn phải để em ám thị mấy lần. Hứa Tư che miệng cười, mắt cong vút, chớp mắt đó cô như sáng bừng lên che lấp mọi ánh sáng xung quanh. Ăn cơm xong, hai người tay trong tay đi dạo dưới bóng đêm mê ly của Trung Hoàn. Không chỉ cải tạo ngõ học phủ, kiến thiết quy hoạch vườn sồi, Trương Khắc đều đã nói phải tuân thủ ý đồ của Hứa Tư. Hai tháng qua quá nửa thời gian Hứa Tư đều ở kiến nghiệp, Trương Khắc cũng hai lần tới kiến nghiệp,
đều đi cùng với Đường Thanh, chẳng dừng lại chứ nói gì tới đích xâm tiến triển của vườn xôi. Hứa Tư hết sức hứng thú bàn luận chủ đề này, Trương Khắc vừa đi vừa nghe cô nói về ý tưởng kỳ diệu của mình. Ý định ban đầu của Trương Khắc là muốn dùng kế hoạch vườn xôi khơi lên ý chí sáng tạo của người trong nước, tất nhiên không thể làm trầm lắng như các khu công nghiệp, hơn nữa mộng tưởng xem ra không thực tế của Hứa Tư, Trương Khắc sẵn lòng nhận lấy. Nói không chừng tôi có thể thành lập một cái phòng thiết kế đấy. Hứa Tư nói có vẻ không chắc lắm. Trương Khắc nhìn trong mắt Hứa Tư tựa hồ có ngọn lửa đang bốc cháy, nắm bàn tay hơi lạnh vì mồ hôi của cô. Lần trước ở Huệ Sơn cô từng nói mở quán ba quán cà phê ở những thành phố mình dừng chân, Hứa Tư rất ít khi bốc cháy vì mộng tưởng của bản thân. Không được sao, chỉ là thiết kế kiến trúc phụ trợ thôi, dù sao cũng đâu tranh được với nhà thiết kế chính quy. Thấy Trương Khắc không nói, Hứa Tư tự đánh trống rút lui trước, giọng nhỏ lí nhí. Có tranh cũng không được. Em đang nghĩ chị liệu có đồng ý để em làm cộng tác hay không? Trương Khắc vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Hứa Tư, nhìn vào đôi mắt mỹ lệ của cô. Nếu muốn đem quần thể kiến trúc trong mộng tưởng thể hiện ra, còn bộ phận chuyên nghiệp do chuyên gia xử lý, em cũng rất khao khát được thấy. Được à? Mắt Hứa Tư sáng lên. Muốn em nói thật chứ? Ừ. Hứa Tư nhìn Trương Khắc mong đợi. So với người khác, em càng thích kiến trúc mộng tưởng của chị hơn, mặc dù chúng ta chưa thể hoàn toàn làm theo ý muốn. Nhưng ở mộng tưởng này xa xỉ một chút, em không thấy có gì không được. Vậy bên phía Việt Tú thì làm sao? Hứa Tư lại có chút do dự, cô gần như có thể tưởng tượng ra lúc mình tập trung toàn bộ tinh thần vào công tác thiết kế. Không sao cả, ném cho người khác là được. Trương Khắc biết Hứa Tư vì mình mới một mình tới Hong Kong, về sau mình đầm đại bộ phận cổ phần chuyển cho Tạ Vãn Tình, đại khái cô ngốc nài ngại không nói muốn rời đi. Nếu như cô đã nghĩ ra chuyện mình muốn làm, Trương Khắc đương nhiên không trói buộc cô vài Việt Tú. Hứa Duy Hạ tuần tháng 6 về kiến nghiệp bảo vệ luận văn tốt nghiệp, rồi tới Đài Loan hội họp với Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi. Trương Khắc liền cùng Hứa Tư trở về căn nhà gần Đại học Hong Kong. Chương 582, dự tính thu hoạch. Cửa vừa mới đóng lại, tình dục trong cơ thể liền bốc cháy dữ dội, Trương Khắc đẩy Hứa Tư dựa vào cửa, chống hai tay lên cửa nhìn cô ánh mắt trở nên nóng bóng đầy tinh xâm lược, Hứa Tư đỏ mặt, từ từ nhắm mắt lại. Đồ trẻ con hư hỏng. Nói xong bật cười khúc khích. Trương Khắc cuồng dại hôn lên cánh môi đỏ như máu của cô, tay vuốt về đọc cơ thể mỹ miều, hai tay bấu vào bờ mông tròn của cô xoa nắn thô bạo xốc lên, mặt vùi vào gò ngực cao của cô cắn mút hôn hít, Hứa Tư ngửa cổ lên thở hổn hển. Hứa Tư đang mê đi trong bể dục thì cảm thấy cơ thể mình bị đặt xuống giường, lúc này lấy lại chút ý thức, ngăn Trương Khắc lại, bảo tắm phải trước đã, rồi vào nhà tắm xả nước, Trương Khắc chịu thua, nằm vật rơi giường bảo cô tắm trước. Qua cửa kính pha lê nhìn thấy cặp thon dài tròn trịa, bờ mông hoàn mỹ, cùng cả bầu vú mẩy mập mờ hiện ra trong hơi nước nóng, càng thêm muôn phần kích thích, Trương Khắc không kiềm chế được, muốn đẩy cửa vào. Hứa Tư hoảng hốt giữ cửa lại ngăn không cho y vào, lúc này cô chỉ mặc chiếc quần lót ren màu đỏ, bàn chân trần dẫm lên sàn đá trơn, một tay còn phải che ngực, làm sao mà đủ che hết được, làn da như tuyết vì hơ nước hoặc là vì thẹn thùng mà ánh lên sắc hồng nồng nàn quyến rũ. Bầu ngực, vòng eo, cặp đùi, tất cả đều toát lên sức hút gợi cảm thành thục, Trương Khắc làm sao đợi được Hứa Tư tắm xong, lại còn mình tắm nữa, tay lách vào khe cửa, không cho cô đóng lại, nói. Không cho em vào, những lời lúc nãy em sẽ không thừa nhận nữa. Cậu là đồ vô lại. Hứa Tư chẳng làm gì được Trương Khắc, che ngực quay đi, không ngờ Trương Khắc ở đằng sau ôm chầm lấy cô. Em muốn. Chẳng cần Trương Khắc nói hết câu. Phần dưới cứng ngắc của y cọ vào mông cô đỡ nói hết điều muốn nói, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp phát ra từ hai cơ thể nhấp nhô trong bồn tắm. Sau vài cuộc triền miên, chiến trường thay đổi mấy lần, hai người lúc này nằm dựa sát vào trên giường, cửa sổ mở rộng, đêm khuya tươi mát, gió mang theo mùi mặn mòi của biển lùa vào khắp phòng. Tôi không quen biết mấy, nếu thành lập phòng thiết kế, tôi sẽ để Chu Dật tới giúp. Chu Dật là cô gái theo Hứa Tư tới Hong Kong ngay từ ngày đầu. Một cô gái thanh tú giỏi giang, tính cách mạnh mẽ, đã giúp Hứa Tư rất nhiều. Sẵn lòng nhận lấy mộng tưởng của Hứa Tư là một chuyện, nhưng Trương Khắc không muốn Hứa Tư quá vất vả, cô không nói, Trương Khắc cũng đích thân chọn mấy người có năng lực lại có thể tin tưởng được tới giúp. Lật xem sách bên giường,
toàn là chuyên ngành phương diện thiết kế kiến trúc, nghe Hứa Tư nói, còn muốn tới Đại học Trung Văn Hong Kong ôn lại một phần. Nói ra thì ở Hong Kong, khoa kiến trúc của Đại học Hong Kong mới là tốt nhất, Hứa Tư muốn tránh khả năng gặp phải Đường Thanh, có điều khoa kiến trúc Đại học Trung Văn là thuần thiết kế, bỏ đi phương diện trí thức vật lý, điều này càng hợp với Hứa Tư. Khi tỉnh lại không thấy Hứa Tư ở bên cạnh, ngửi mùi cháo thơm lừng bay ra từ nhà bếp, xem đồng hồ thì ra đã 9 giờ rồi, Trương Khắc dựa vào thành giường gọi điện cho Tạ Vãn Tình, chuẩn bị nói với cô chuyện an bài nhân sự ở Việt Tú. Em gọi điện cho chị ở chỗ Hứa Tư đấy hả? Giọng nói dịu dàng như nước của Tạ Vãn Tình trong điện thoại truyền tới. Á, chị biết số máy bàn ở đây à? Trương Khắc giật thót, sớm biết vậy đã lấy di động gọi rồi. Sao chị không biết, Hứa Tư hôm kia về Hong Kong còn dùng máy này gọi cho chị mà, sớm thế này đã gọi cho chị có việc gì? Sớm ư? Trương Khắc nghi hoặc nhìn đồng hồ, lại nhìn ánh mặt trời chiếu khắp phòng, chắc chắn là hơn 9 giờ rồi, đột nhiên hiểu ra Tạ Vãn Tình ám chỉ đêm qua chắc chắn mình mây mưa vần vũ với Hứa Tư giờ mới bỏ dậy. Không rõ trong lòng Tạ Vãn Tình nghĩ gì, nhưng nghe giọng nói của cô có vẻ không có gì khác thường, Trương Khắc cười khan át đi, kể chuyện Hứa Tư muốn lập phòng thiết kế. Chị biết rồi, từ đầu tháng 5 Hứa Tư đã nói với chị tưởng nó nói với em rồi chứ. Bên Việt Tú em thấy giao cho ai thì hợp, chị đã bật tối mặt vì chuyện bên này rồi, không muốn phí hao tâm tổn trí vì bên đó ứa, cả chủ tịch gì gì đó, em cũng tìm người làm luôn đi. Trương Khắc không ngờ Hứa Tư sớm đã kể với Tạ Vãn Tình chuyện này, còn tưởng cô vẫn khúc mắc trong lòng, không nghĩ hai cô gái đã liên hợp với nhau trước che giấu mình. Cầm điện thoại gõ lên trán, nghĩ xem ai thích hợp, thực ra Trương Khắc luôn muốn kéo Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức vào, song với kinh nghiệm hai người bọn họ, chỉ đạo nhiệm vụ thì được, mời bọn họ quản lý chuyện thường nhật thì có chút xem nhẹ họ rồi. Trước kia Trương Khắc định đẩy Lưu Minh Huy sang đây, đương nhiên lúc này tuyệt đối không thể, còn ai thèm quan tâm hắn sống hết ra sao. Hứa Tư đi vào, eo quấn tạp dề diềm hoa, còn là loại vải nhuông đặc thù của Hải Châu, buộc chiếc eo nhỏ càng thêm thon gọn, ngực càng nhô cao mông càng tròn, vóc dáng yêu kiều, Hứa Tư vốn không phải quá chú ý tới ăn mặc, trước mắt tình nhân ai chẳng muốn mình thật đẹp thật quyến rũ, thấy Trương Khắc đang lấy điện thoại gõ đầu, hỏi. Nói chuyện với chị Vãn Tình à? Trương Khắc ừm một tiếng. Em đang nghĩ ở bên Hong Kong này ai phụ trách thì thích hợp. Tạm thời không nghĩ ra ai thích hợp, Trương Khắc cúp điện thoại, nghĩ việc này sau. Hứa Tư phần trên mặt một chiếc thun màu trắng, mép áo lồng chun thắt lại ở bên hông, bên trong không mặc áo lót, bầu ngực trình hiện hết đường cong hoàn mỹ của nó, phía dưới chỉ mặc chiếc quần cộc bằng vải mềm chi cua mông một chút, bị chiếc tạp dề che hết đi, chỉ thấy được cặp đùi dài, trông cứ như không mặc gì vậy. Trương Khắc cúp điện thoại xong lăn tròn tới cuối giường, ôm lấy eo Hứa Tư, kéo ngã cô vào lòng mình, tay không chịu an phận vuốt ve cặp da thịt non mịn mép trong đùi, tưởng chừng bóp một cái là có nước chảy ra. Hứa Tư không chịu nổi ngứa, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay y, cái mông vỉnh đong đưa, cười rúc rích nói. Đừng đùa nữa, tôi nấu cháo xong rồi, cậu mau đi tắm đi. Trương Khắc không chịu, Hứa Tư phải hôn y một cái dỗ ngọt, Trương Khắc mới bỏ dậy đi rửa mặt. Vừa đánh răng vừa hỏi. Chị nói để ai tới Hong Kong phụ trách thì thích hợp. Cậu và chị Vãn Tình chưa thương lượng xong à? Hứa Tư bê cháo từ nhà bếp vào, tay hơi bỏng, đưa lên xoa xoa tai. Vấn đề này tôi mặc kệ. Chị nói thử đi, nhưng nói sai là bị đánh hai cái vào mông đấy. Cút đi. Hứa Tư thấy Trương Khắc mặc mỗi quần xịp thò đầu ra, còn gồ lên một đống, chun mũi nói. Xấu chết đi. Bước tới đóng cửa phòng vệ sinh lại, cầm bát cháo lên thổi cho nguội, ánh mắt mê luyến nhìn bóng dáng cơ thể hơi gầy gò của Trương Khắc. Trương Khắc rửa mặt xong đi ra, ngồi ăn cháo với Hứa Tư, còn nổi tính trẻ con nhất định muốn ăn chung một bát, buổi sáng nắng gắt, ra biển làn da như trứng gà bóc của Hứa Tư dễ bị cháy nắng, nên ăn xong cùng Hứa Tư tới công ty đốt thời gian trước. Buổi trưa Tôn Thượng Nghĩa chạy tới Trung Hoàn, thấy Trương Khắc đi đê plê, mặc quần đùi, áo phông. Trang phục ra biển nghỉ mát, thiếu mỗi điều vắt chân lên bàn đeo thêm cái kính râm nữa, thật không còn gì để nói, ngay Đỗ Phi thái độ còn nghiêm túc hơn y nhiều. Hôm qua cậu bỏ lại một câu rồi chạy mất, hại chúng tôi phải phân tích tài liệu nửa ngày trời, cuộc họp chiều nay cậu không định vắng mặt chứ à? Tôn Thượng Nghĩa nhìn Trương Khắc với ánh mắt nghi ngờ. Hứa Tư bê trà tới, Trương Khắc nhận lấy đưa cho Tôn Thượng Nghĩa.
cháu vừa vặn có việc muốn trao đổi với bác đây. Vỗ vỗ bên cạnh bảo Hứa Tư ngồi xuống. Hứa Tư không ăn mặc tùy tiện như Trương khác, mà trang phục công sở rất chính quy, tóc buộc gọn gàng, còn đeo một cái kính to sù gọng đen, chi đi ba phần dung mạo hoa nhường nguyện thẹn. Có chuyện gì thế? Tôn Thượng Nghĩa hơi kỳ quái hỏi, hôm nay ông tới đây chỉ là trùng hợp có việc thôi. Chương 583, cơ hội quan trọng nhất. Trong cơn bão tài chính Đông Nam Á, cơ hội lớn nhất của chúng ta không phải là đầu cơ vào thị trường ngoại hối. Trương Khắc nghiêm túc nói, trông không hề hợp với cách ăn mặc của y lúc này. Mà đó là qua cơn bão, ngành chế tạo sản xuất ở Đông Nam Á bị trọng thương, phải nghỉ dưỡng sức, nhất định phải chúng ta phải nắm chắc lấy thị trường 300 triệu nhân khẩu đang trưởng thành nhanh chóng này. Điều này tôi biết. Tôn Thượng Nghĩa gật đầu. Nhưng đó là chuyện khi cơn bão đi tới hồi kết phải không? Vâng, tới khi đó những sản nghiệp tư bản sau khi ổn định được thế trận mới có thời gian quay đầu lại nghĩ tới vấn đề hướng phản triển mới, việc dịch chuyển sản nghiệp tư bản đại quy mô hẳn sẽ phát sinh vào thời gian đó, nhưng chúng ta không thể nhàn nhã đợi lúc đó mới ứng phó được. Nhàn nhã? Tôn Thượng Nghĩa nhìn trang phục của Trương Khắc một lượt, ý tứ rõ ràng y mới là kẻ không có tư cách phê bình người khác nhất, Hứa Tư cũng che miệng cười khẽ, có điều Tôn Thượng Nghĩa hứng thú với đề tài này, nên không bới móc y. Tôi nghe cậu nói đây. Các sản nghiệp khác cháu chưa nghĩ kỹ, thị trường điện tử tiêu dùng và điện tử gia dụng, ở Âu Mỹ đã bão hòa, trong thời gian ngắn khó có tăng trưởng mạnh được. Nhật Bản suy thoái là xu thế tất yếu, Hàn Quốc rất có khả năng thành con mồi tiếp theo cho đám cá mập tài chính. Dù thị trường điện tử Nhật Hàn không bị thu hẹp quá nhiều, song vài năm tới không thể có tăng trưởng rõ rệt, vậy có thể khẳng định chỉ có ở châu Á có thể giữ được tăng trưởng cao tốc. Cháu hy vọng chiến lược mới của tỉnh Đông Hải có thể phát huy phần nào tác dụng ngăn cản doanh nghiệp điện tử Nhật Hàn xâm nhập. Tôn Thương Nghĩa hiểu, ở thị trường điện tử châu Á, doanh nghiệp Nhật Hàn chiếm quá nửa giang sơn, doanh nghiệp Nhật Hàn ắt dựa vào thị trường nội địa đang tăng trưởng cao tốc để vượt qua khó khăn kinh tế này. Vậy Kiến Nghiệp, Huệ Sơn hay là Hải Châu? Nếu cậu nói tới khu sản nghiệp điện gia dụng Huệ Sơn, tôi thấy thế nào cậu cũng có mưu đồ gì đó với tôi. Tôn Thương Nghĩa hỏi. Rõ ràng vậy sao ạ? Trương Khắc xoa mặt. Cậu rất ít khi vô duyên vô cớ nói với người khác rông dài như thế, Cẩm Hồ rốt cuộc đang làm gì, cậu chưa bao giờ chủ động tiết lộ ra ngoài, nghĩ đi nghĩ lại hẳn cậu nói chuyện Hương Tuyết Hải rồi. Bác Tôn đúng là gừng càng già càng cay, đúng không? Trương Khắc cười nói với Hứa Tư không đáp lời y, tránh y quá đắc ý, Trương Khắc lại nghiêm túc nói. Đúng là cháu tìm bác nói chuyện này. Tốc độ phát triển của Hương Tuyết Hải rất nhanh, song chưa đủ nhanh, tới năm sau, những doanh nghiệp điện tử Nhật Hàn sẽ bỏ thị trường Đông Nam Á, chuyển sang xâm lược thị trường trong nước, tác dụng của Hương Tuyết Hải lúc đó rất hữu hạn. Tôn Thượng Nghĩ suy ngẫm lời Trương Khắc nói, hỏi. Nói đi, cậu có ý đồ gì? Mục tiêu của cháu là sau này Hương Tuyết Hải có thể độc lập lên thị trường chứng khoán. Trương Khắc nghĩ có thể đặt mục tiêu trước mặt Tôn Thượng Nghĩa cao một chút. Các nước Đông Nam Á, đặc biệt là ngành chế tạo điện gia dụng bị cơn bão tài chính hủy hoại, Hương Tuyết Hải muốn có được nhân tài chuyên nghiệp và kỹ thuật chế tạo ở nơi đó tương đối dễ một chút, nhưng bản thân Hương Tuyết Hải không đủ tài chính mở rộng. Không phải Cẩm Hồ có 4 tỷ sao? Tôn Thượng Nghĩa cố ý vờ hồ đồ. Số tiền đó của Cẩm Hồ chưa đủ cho kế hoạch vườn sồi đốt. Nói tới đây rồi Trương Khắc không để cho Tôn Thượng Nghĩa lảng tránh được. Trong tay bác Tôn có 1 tỷ không sử dụng thì phải. Ý Trương Khắc là hy vọng Tôn Thượng Nghĩa đem vốn trong tay ông trực tiếp đầu tư nắm cổ phần ở Việt Tú, thông qua Việt Tú đầu tư vào sản nghiệp chế tạo điện gia dụng và điện tử tiêu dùng trong nước. Tôn Thượng Nghĩa tất nhiên là động lòng với kiến nghị của Trương Khắc, lập tức gọi điện thoại cho Diệp Kiến Bân, Cát Minh Đức thương lượng chi tiết, hại Trương Khắc phải bỏ kế hoạch chiều ra biển bơi lội, cứ ăn mặc không ra thể loại gì tới phòng hội nghị bàn bạc với bọn họ. Diệp gia kiếm được chút tiền, hy vọng đầu tư cho Thịnh Hâm khai thác thị trường chuỗi siêu thị điện gia dụng, nhưng quan hệ giữa Diệp gia và Cẩm Hồ đã thân mật tới mức cần phải làm gì đó để người ta càng yên tâm hơn. Kiến nghị của Diệp Kiến Bân là Diệp gia đầu tư vào Việt Tú 200 triệu, Việt Tú đầu tư lại vào Thịnh Hâm 200 triệu, hoàn thành trao đổi cổ phần. Tài chính của Diệp gia ở Hong Kong đều còn ở trong quỹ đầu tư, thời kỳ đầu đành vay từ Tôn Thượng Nghĩa trước. Tài chính trong tay Cát Minh Tín trừ ném vào quỹ đầu tư, 200 triệu dư cho Trương Khắc vay cũng ném vào quỹ đầu tư rồi,
hắn đem số tiền vay đó chuyển cho Tôn Thượng Nghĩa, lấy của Tôn Thượng Nghĩa 200 triệu đầu tư vào Việt Tú. Ý của Trương Khắc là, chia lợi nhuận của quỹ đầu tư, ít ra y cũng được 300 triệu, dù sao số tiền này khó mà chuyển vào sổ sách của Cẩm Hồ được, nên ném luôn vào Việt Tú, đương nhiên hiện chỉ có thể lấy tiền tạm từ tài khoản của Tôn Thượng Nghĩa. Vậy là chuyển đi chuyển lại Trương Khắc nợ mình 700 triệu rồi, Tôn Thượng Nghĩa ấm ức lắm, trong tay ông ta có 1 tỷ đầu tư vào Việt Tú, tính vào danh nghĩa ông ta chỉ có 300 triệu. Tạ Vãn Tình chẳng hề có ý nắm giữ Việt Tú, cô đem cổ phần của Ái Đạt do Hải Dụ nắm giữ chuyển vào Việt Tú chỉ là để sau khi mượn xác lên thị trường chứng khoán, Trương Khắc có thể tiếp tục khống chế điện tử Ái Đạt. Việt Tú từ khi thành lập tới nay luôn là công cụ đơn giản thực hiện chặn lợi nhuận của chip giải mã tại Hong Kong, rồi đem vào đầu tư Tân Quang. Lần này được đầu tư vào 1 tỷ, mới thực sự thành công ty thao tác vốn. Trương Khắc đương nhiên hy vọng Tôn Thượng Nghĩa làm chủ tịch hội đồng quản trị, cũng hy vọng Cát Minh Đức ít nhất đeo chức danh thành viên hội đồng quản trị kiêm cố vấn Việt Tú. Cuối cùng vẫn cứ thiếu một người chủ trì quản lý sự vụ thường nhật, Trương Khắc rất đau đầu, ba người kia không hề biết Hứa Tư Sinh ý rút lui. Định đoạt xong một số chi tiết thì đường phố khắp nơi đã sáng đèn hết cả, mọi người bụng lẹp kẹp, Tôn Thượng Nghĩa kiến nghị ra bãi biển ăn đồ nướng, dù sao trang phục của Trương Khắc không thể vào được nhà hàng cao cấp. Diệp Kiến Bân tới đây là để bàn chính sự, bỏ Đỗ Phi ở lại khách sạn bán đảo, Trương Khắc liền gọi điện bảo hắn tự nghĩ cách tới bãi biển Vịnh Nước Nông hội họp. Vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa sau khi đoạn tuyệt quan hệ với hệ Cát Minh Tín thì vẫn ở khu chung cư cao cấp Ảnh Loan Viên. Năm ngoái Trương Khắc dưỡng thương ở đây bắt nạt Tôn Tĩnh Mông một hồi, có điều về nội địa bị Tôn Tĩnh Mông đòi lại cả vốn lẫn lãi rồi. Tới bãi biển, Tôn Tĩnh Mông và mẹ đang được người làm giúp chuẩn bị đồ nướng, đằng xa còn có du khách đốt lên từng đống lửa, có không ít người qua đêm trên bãi biển. Tôn Tĩnh Mông mặc cái cáo thun trắng, buộc mép áo ở hông, mặc quần cộc, đi chân đất, đôi chân trắng muốt cứ nhún nhảy chạy qua chạy lại làm người ta hoa hết cả mắt. Đám Trương Khắc từ xa đi tới. Mỗi Trương Khắc là mặc đồ du lịch, còn những người còn lại đều sơ mi giày da, khi đi trên bãi biển còn phải cẩn thận không để cát lọt vào trong. Hứa Tư mặc dù chuẩn bị đồ du ngoạn bãi biển rồi, cuối cùng đi cùng cả đống nam nhân quá cô xấu hổ không dám mặc. Ê, lại đây, anh thích hợp làm cu li đấy. Từ xa Tôn Tĩnh Mông đã vẫy tay gọi Trương Khắc tới. Đi lấy bia với tôi nào. Hả? Trương Khắc ngó trái ngó phải. Đúng là chỉ hắn hợp đi lại trên bãi biển nhất, thấy Tôn Tĩnh Mông đã xoay người đi, đành thở dài đi theo, miệng làu bào, cô ta đi nghỉ ở Nhật Bản về lúc nào thế này. Trăng tròn vành vạnh chiếu ánh sáng trong mát lên bãi biển, mặt nước long lanh phát sáng, có thể nhìn thấy rất nhiều người bơi đêm. Nhìn bàn chân nhỏ của Tôn Tĩnh Mông dẫm thành từng cái hố trên bãi cát mịn, Trương Khắc nổi tính trẻ con, theo dấu chân của Tôn Tĩnh Mông. Chương 584, chơi đùa ngoài bãi biển. Anh còn nhỏ lắm đấy. Tôn Tĩnh Mông quay đầu nhìn thấy hành động trẻ con của Trương Khắc chống tay vào hông lè lưỡi trêu, đợi y đi tới khoác tay y sóng vai đi dưới ánh trăng. Mau lên nào, anh phải mang ba két bia đấy, vì đợi bọn anh mà tôi đói meo đây này. Ba két. Trương Khắc nhiệt tình kiến nghị. Hay là cô hy sinh chút nhan sắc, quyến rũ ba anh chàng to khỏe khiêng bia cho chúng ta. Nếu hy sinh nhan sắc cho anh hết thì anh có sẵn lòng mang cả ba két bia không? Tôn Tĩnh Mông háy mắt với Trương Khắc, tim Trương Khắc tim giật thót cái, thiếu chút nữa gật đầu đồng ý, đang ngây ra thì bị bàn tay lạnh lẽo của Tôn Tĩnh Mông bóp cổ. Bé con, đầu óc sao toàn chuyện xấu xa thế hả? Ngoan ngoãn bê ba két bia cho tôi, muốn tôi hy sinh nhan sắc vì anh hả? Nằm mơ đi. Trương Khắc bê một két bia tới trước, bên kia đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Nghe tiếng mỡ nhỏ xuống lửa cháy xèo xèo, mũi thịt nướng thơm điếc mũi, con sâu trong bụng biểu tình hô hào đình công, Trương Khắc không bê bia nữa đợi Đỗ Phi tới, đuổi hắn và Phó Tuấn đi làm. Ăn uống xong, Trương Khắc còn cùng Đỗ Phi xuống biển bơi một vòng. Đỗ Phi còn phải theo Diệp Kiến Bân về khách sạn bán đảo, thời gian qua hắn tiếp xúc toàn thứ hoàn toàn xa lạ, giúp Diệp Kiến Bân và Nick Leeson thu thập, phân tích tư liệu, may mà 3 năm cao trung hắn có tăng cường học tập kinh tế. Nên không tính là thống khổ lắm. Trương Khắc và Hứa Tư ban đêm ở lại Ảnh Loan Viên, Hứa Tư cho dù tạm thời không muốn mua nhà ở Hong Kong, thì cô cũng muốn chuyển khỏi chung cư gần Đại học Hong Kong, chung cư ở Hong Kong rất nhiều, nhưng một trong số nơi cao cấp nhất là Ảnh Loan Viên. Hứa Tư cũng hy vọng cùng em gái ở Ảnh Loan Viên nên thuê một phòng có 2 gian, nói không chừng Giang Đại Nhi cũng tới ở cùng,
còn Trương Khác luôn chiều ý cô. Tôn Tĩnh Mông lại trộm của cha hai chai XO, ba người ngồi ngoài ban công uống rượu tán gẫu, uống say rồi Tôn Tĩnh Mông muốn ở lại ngủ cùng với Hứa Tư, Trương Khác phải ôm chăn tới phòng khác ngủ, mà cũng may Tôn Tĩnh Mông ở lại, nếu không y bị Hứa Tư đuổi về phòng mình ngủ rồi. Đêm khát nước tỉnh lại, Trương Khác ra phòng khách tìm nước uống, Hứa Tư nghe thấy tiếng động đi ra, quay đầu nhìn lại thấy Tôn Tĩnh Mông đang ngủ say, nhẹ nhàng khép cửa lại, ngồi xuống bên Trương Khác cùng uống chung cốc nước. Lần trước tôi về Hải Châu, nghe chị Tương nói chuyện chừng có ý ra ngoài làm việc, chị ấy có nói với cậu không? Em không nghe chị ấy nói tới việc này. Trương Khác hỏi. Ý chị ấy là chỉ cần rời khỏi Hải Châu là được. Hình như là vậy. Em biết rồi, sau khi về Hải Châu em sẽ nói chuyện với chị ấy. Trương Khác thầm nghĩ Tương Vi muốn rời khỏi Hải Châu khả năng là vì chuyện gia đình, con trai cô đã vào túc xá trường. Cô có nhiều thời gian tinh lực hơn để đầu tư vào công việc, theo đuổi sự nghiệp lớn hơn nữa, nói không chừng cũng là muốn kéo giãn khoảng cách với Tống Bồi Minh, để suy nghĩ kỹ càng về quan hệ tự nhân của mình. Nếu chị ấy muốn thì bên phía Hong Kong rất thích hợp với chị ấy. Nói chuyện ở phòng khách một lúc, Trương Khác kéo Hứa Tư vào phòng ân ái triền miên, rồi ôm cơ thể mềm mại đó ngủ vui, mơ mơ màng màng bị tiếng thét của Tôn Tĩnh Mông đánh thức. Trương Khác mở mắt ra. Phản ứng đầu tiên là nghĩ Hứa Tư nằm trong lòng mình bị Tôn Tĩnh Mông nhìn thấy làm cô ta giật mình, nhưng thấy gối bên cạnh trống không thì thở phào, mơ hồ nhớ ra Hứa Tư lúc tới công ty còn dặn mình một tiếng. Nhìn thấy Tôn Tĩnh Mông mặc chiếc áo thun thùng thình đứng trước mặt, còn định hỏi cô ta hét cái gì, thấy cô che miệng, mắt trợn tròn chỉ vào hạ thân của mình, mới nhớ ra vì thích xúc cảm mê người từ da thịt của Hứa Tư nên khi ngủ chẳng mặc gì, Trương Khác vội vàng kéo chăn che người, thấy ánh mắt Tôn Tĩnh Mông từ kinh ngạc chuyển sang khinh miệt. Lên tiếng kháng nghị. Này cô, chẳng phải nếu là thục nữ sẽ che mắt rồi quay đi sao? Thật xấu xí. Tôn Tĩnh Mông đưa ra một đánh giá không hề khách khí rồi mới quay người bỏ đi, cũng chẳng thèm đóng cửa lại. Trương Khác tức điên, cảm giác bị cô nhóc này đùa bỡn, cầm lấy đồng hồ ở đầu giường xem giờ, hơn 9 giờ rồi, ở Hong Kong, y đúng là mang tâm tình nghỉ ngơi, ngủ chẳng biết giờ giấc gì. Trương Khác ngồi dựa ở đầu giường đợi thứ kia không còn, xấu xí, nữa mới mặc y phục đi ra phòng khách. Tivi trong phòng khách đã bật, Trương Khác ngồi khoanh chân trên ghế sofa đợi Tôn Tĩnh Mông ở trong phòng vệ sinh rửa ráy xong, qua khe cửa thấy được đôi chân dài trắng không tì vết kia. Còn tưởng cô ta mặc quần ngắn bị chiếc áo thun dài che mất, đến khi Tôn Tĩnh Mông cúi người xuống bồn rửa mặt, mép áo co lên, Trương Khác vô ý nhìn qua, máu mũi thiếu chút nữa phun trào. Quần thì có nhưng là quần lót lụa chỉ che được một phần rất nhỏ cặp mông tròn lẳn đẹp vô ngần, té ra cô ta coi chiếc áo thành váy luôn rồi. Có nên nhìn ra chỗ khác không, Trương Khác đang đấu tranh tâm lý thì Tôn Tĩnh Mông quay đầu lại, ném cho y một cái nhìn sắc như dao cạo, lập tức đóng dập cửa lại. Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông cùng đi ăn búp, phê rồi đổi đồ bơi ra biển. Mặc cho cơn bão tài chính đang tàn phá, du khách trên bãi biển không hề ít. Mới gần 10 giờ. Mặt trời rất gắt, Tôn Tĩnh Mông không dám để lộ ra thịt dưới ánh mắt trời, ở nhà thì lại buồn, liền xoa kem chống nắng, nấp dưới ô, nhàn nhã đọc sách. Nhìn thấy có người đang lướt sóng, Trương Khác chưa bao giờ thử món này, nghĩ cả ngày từ sáng tới tôi chỉ biết ngâm mình trong nước cũng chán, có ý muốn học. Bên bãi biển nam nhân dạy mỹ nữ học bơi rất nhiều, mỹ nữ dạy nam nhân lướt sóng lại chẳng có một ai, Trương Khác ôm ván lướt sóng nửa ngày trời, ngay cả giữ thăng bằng cũng chẳng làm nổi. Còn uống không ít nước, ủ rũ bò lên bờ, miệng vừa mặn vừa đắng, ngồi trên bãi biển uống một chai coca lạnh mới dễ chịu lại. Không ít cô gái mặc bikini siêu nhỏ, cơ thể khỏe mạnh đẹp đẽ gợi cảm, đặc biệt là chỗ đánh bóng chuyền bãi biển, nhìn những bầu ngực bộ mông rung rinh đó cả ngày cũng được. Tôi nhìn anh suốt nửa ngày rồi, hình như anh là đồ ngốc thì phải. Cho dù nằm ở dưới ô, Tôn Tĩnh Mông vẫn lấy khăn tắm lớn che hết lấy cơ thể, còn đội mũ rộng vành. Kính tròn to tổ tràng, cánh môi đỏ kiều diễm đánh về phía chiếc ván lướt sóng. Có cần tôi dạy anh không, có điều học phí hơi đắt đấy. Có phải mở lại 1978 vượt dự toán của cô không? Trương Khắc hỏi, hôm qua nghe cô ta khoe khoang đi Nhật Bản mua sắm điên cuồng ra sao, nói không chừng cô ta tiêu sạch tiền tiêu vặt rồi. Không học thì thôi, đổi lại người khác tôi chẳng thèm dạy. Tôn Tĩnh Mông lại cầm quyển sách Trương Khác chưa bao giờ nghe tên lên che mặt. Đảm bảo học được chứ? Tôi không chịu trách nhiệm về trí thông minh của anh.
Cô chắc mình đứng lên được trước đầu sóng chứ. Trương Khắc biết cô bé này thích vận động, nhưng con gái chơi lướt sóng thì y chưa thấy được ai. Xí, tự mình không làm được còn coi thường người khác. Tôn Tĩnh Mông bỏ sách xuống, kéo khăn tắm, mũ, kính ra, lộ ra cơ thể gợi cảm mê người. Tôn Tĩnh Mông mặc chiếc bikini màu xanh thẫm, tiếc là loại có hơi nhiều vải một chút, song cơ thể mông ngực đầy đặn vẫn khiến chiếc bikini có vẻ không đủ lớn lớn che làn da trắng dưới ánh sáng buổi chiều ánh lên chói mắt, chỉ tấm ván lướt sóng bảo Trương Khắc cầm theo. Dẫm lên bãi cát nóng bỏng chân, ném ván lướt sóng vào nước biển, Trương Khắc thả mình vào thế giới mát lạnh, cùng Tôn Tĩnh Mông mang ván lướt sóng đi tới chỗ nước hơi xa một chút. Cơ thể như mỹ nhân ngư của Tôn Tĩnh Mông lướt lên ván lướt sóng, ngồi bên trên khinh miệt liếc nhìn Trương Khắc. Thế nào, anh làm tư thế này cho tôi xem đi. Đưa tay hất nước biển vào miệng Trương Khắc. Chương 585, vợ không quen biết. Cay cú, Trương Khắc ngày bỏ cả người nằm lên đượt ván lướt sóng cũng phí hết công sức rồi, xem ra không có thầy dạy là không được, nhìn thấy sóng cuốn tới, y liền bơi ra xa một chút, nhìn thấy Tôn Tĩnh Mông đứng trên ván lướt sóng lao lên con sóng với một tư thế ưu mỹ, khiến rất nhiều lướt sóng vây quanh xem, reo hò, có anh chàng còn lướt tới thể hiện kỹ thuật rất khó lấy lòng người đẹp. Tôn Tĩnh Mông lờ tịt những kẻ đó, thân thể mạn diệu trắng ngần nằm xuống ván lướt sóng, vẫy tay gọi Trương Khắc tới, đám người ghen tị huýt sáo chế nhạo, Trương Khắc thấy lòng tự tôn bị tổn thương hết mức. Trương Khắc thử liền mấy lần đều bị sóng đánh rơi khỏi ván, Tôn Tĩnh Mông tức tối đá đít y, lướt sóng không được, nhưng cả bơi lẫn thể lực y đều hơn Tôn Tĩnh Mông, trở tay nắm lấy chân cô kéo mạnh. Tôn Tĩnh Mông ngã chúi đầu xuống nước bị sặc mất một ngụm, liền lặn luôn xuống đạp Trương Khắc, hai người lặn xuống vận lộn đã nhau, tay Trương Khắc vô ý bóp vào ngực Tôn Tĩnh Mông, chà, xúc cảm không tệ. Tôn Tĩnh Mông ấn vai Trương Khắc trồi lên mặt nước, trừng mắt nhìn y. Anh cố ý phải không? Cố ý cái gì? Trương Khắc vờ hồ đồ, hai người chân đạp nước, thi thoảng sát qua nhau, chạm một cái thì sao có thể là cố ý được? Trương Khắc nhất quyết vờ không biết mình chạm vào cái gì. Tôn Tĩnh Mông cắn môi, nhưng chẳng làm gì được y. Anh mệt không, chúng ta lên nghỉ một chút nhé. Trương Khắc liền lấy vớt trượt bơi theo sau Tôn Tĩnh Mông, nhìn cặp mông trắng nửa ẩn nửa hiện trong chiếc quần bơi, trong lòng nhộn nhạo một tình cảm lạ, không thể phủ nhận cô gái này có sức hấp dẫn chí mạng, nhưng chỉ cần nghĩ tới hệ số nguy hiểm của cô ta, Trương Khắc liền lập tức gạt bỏ ngay suy nghĩ không nên có. Bơi đằng sau thưởng thức cặp mông nhỏ này hẳn là không quá nguy hiểm, chỉ hận bikini kiểu Hong Kong quá nhiều vải. Tôn Tĩnh Mông không bơi về bãi cát, mà treo lên một tảng đá ngầm trồi lên khỏi mặt nước vài ba phân, ngồi trên đó trông như yêu tinh trên biển, mái tóc hung sáng dập dờn dưới ánh mặt trời. Chỗ ngồi hơi bằng một chút trên tảng đá bị Tôn Tĩnh Mông chiếm mất rồi, Trương Khắc trèo lên ngay cả chỗ đặt chân cũng lồi lõm. Nhích ra một chút được không? Che mặt trời hộ tôi. Tôn Tĩnh Mông kéo Trương Khắc đứng trước mặt mình, che đi ánh mặt trời, nhìn thứ xấu xí trong quần bơi của y nhô lên một đống đập ngay vào mắt, cảm thấy rất ngứa mắt, xoay hông y. Quay người đi, cái thứ xấu xí. Dí cái thứ đó vào khuôn mặt kiều diễm như đóa hoa, bản thân Trương Khắc cũng cảm thấy xấu hổ, ngoan ngoãn quay người đi, Tôn Tĩnh Mông nhìn thấy mông Trương Khắc vẫn thấy ngứa mắt, đưa tay vỗ đét lên đó một cái. Được rồi, anh ngồi xuống đi. Hôm nay sao cảm thấy toàn thân anh đều ngứa mắt thế nhỉ? Để Trương Khắc ngồi xuống bên cạnh, bắt y dựng ván lướt sóng lên che mặt trời, cô thoải mái dựa vào lưng Trương Khắc nhúng chân vào nước biển trong vắt đung đưa nghịch nước. Trương Khắc rất hưởng thụ xúc cảm mê hồn tời làn da mịn màng của Tôn Tĩnh Mông, quay đầu nhìn xuống thấy ngay cặp đùi dài khép chặt, mái tóc hung ướt sũng dán sát lên gò má, những giọt nước long lanh từ mái tóc nhỏ xuống đọng lên da thịt non mềm sáng lóng lánh như ngọc, đúng là đóa hoa tuyệt sắc. Toàn thân từ trên xuống dưới không đâu không đẹp, không chỗ nào không làm người ta nghẹn thở tại chỗ, sức gợi cảm mê người Tôn Tĩnh Mông phát tán ra vượt quá dung mạo của cô. Đầu tháng 6 ngõ học phủ đã hoàn toàn phong tỏa, 1978 cũng phải kết thúc kinh doanh trước thời hạn, cho dù mở cửa trở lại thì bà chủ từ Tôn Tĩnh Hương thành Tôn Tĩnh Mông rồi, cái khác chưa nói, ít nhất vận mệnh ngõ học phủ đã thay đổi hoàn toàn rồi, không biết có còn tình cờ ở đó gặp Trần Ninh nữa không? Đang nghĩ gì thế? Tôn Tĩnh Mông nghiêng đầu qua nhìn Trương Khắc, cô biết y luôn lén lút nhìn trộm cơ thể của mình, định cười nhạo y vài câu thì phát hiện vẻ mặt chìm vào suy tư của y thật là mê người. Cô hít sâu một hơi, gạt bỏ đi tình cảm không nên có, tên nhóc này quá lăng nhăng,
đứng dính vào mà hại bản thân, nghĩ thế nhưng cơ thể không nỡ tách rời lưng của y. Tôi đang nghĩ về ngõ học phủ sau này. Trương Khác thở dài. Vật còn người liệu có còn gặp lại? Tôn Tĩnh Mông không hiểu vì sao Trương Khác lại đột nhiên cảm khái như thế, nghĩ không ra chẳng thèm nghĩ nữa, lúc này cô thực sự không muốn nghĩ gì cả, tiếp tục dựa vào người Trương Khác, ngâm châm trong nước, hưởng thụ từng làn gió biển mát lạnh. Này! Trương Khác nghe thấy đằng sau lưng có tiếng gọi êm ái, quay đầu nhìn lại, trong nước có một khuôn mặt nhỏ xinh xắn, thân thể như con cá bơi trong làn nước trong, mái tóc không dài lắm che đi nửa khuôn mặt, không chắc gọi mình, huýt nhẹ vào eo Tôn Tĩnh Mông. Có người tìm cô kìa. Tôn Tĩnh Mông nhìn một lúc cũng tỏ ra nghi hoặc. Anh lại vờ không nhận ra em nữa à? Cô gái kia bơi tới, nắm lấy tảng đá nửa người lộ ra khỏi mặt nước, đôi mắt linh động nhìn Trương Khác. Trương Khác chú ý tới trước tiên là ngực cô bé này không to lắm, chiếc áo bơi kín đáo dán sát cơ thể nhỏ nhắn còn chưa phát triển hết, áo bơi dưới mông là váy gấp nếp, Hứa Tư cũng dùng loại áo bơi kín đáo này, tiếp đó mới nhìn lên khuôn mặt, nhận ra là cô bé váy đỏ năm ngoái trước ảnh Loan Viên khi y và Tôn Tĩnh Mông đi, hành khất, đã rộng rãi quyên góp 20 vạn HKD. Ồ, em cởi y phục làm anh không nhận ra. Vừa mở miệng nói lung tung thì bị Tôn Tĩnh Mông giật trỏ cho một cái. Đứng dậy kéo cô bé lên tảng đá. Trùng hợp quá, giữa biển khơi mênh mông này cũng có thể gặp nhau, trước kia anh không tin vào duyên phận, giờ không muốn tin cũng không được. Rồi nhường chỗ bằng phẳng bên Tôn Tĩnh Mông cho cô bé ngồi, y ngồi xuống chỗ lổm chổm cạnh đó. Hi hi, làm gì có chuyện trùng hợp như thế, em gần như mỗi năm đều nghỉ ở đây, cũng ở ảnh Loan Viên, em còn thắc mắc sao tới tận hôm nay mới gặp được anh chị. Cô bé đúng là dễ lừa, cười tươi tắn nói. Vừa rồi ở bên bờ biển vừa khéo gặp được anh Phó, anh ấy nói anh đang học lướt sóng. Rồi ngoan ngoãn chào Tôn Tĩnh Mông một tiếng, tiếp tục hỏi Trương Khác. Anh học ra sao rồi, có cần em dạy anh không? Trương Khác thiếu chút nữa bị câu nói này làm lăn tõm xuống nước, Tôn Tĩnh Mông khẽ hừ một tiếng. Dạy nửa ngày trời ngay bò lên ván cũng không được. Cướp lấy tấm ván trượt trong tay Trương Khác ném xuống nước, chỉ sóng biển đang cuốn tới. Anh có bản lĩnh thì học được trước khi mặt trời lặn đi. Trương Khác sợ cô bé nhắc tới chuyện cũ, nói ra y còn nợ cô bé một buổi nói chuyện bằng tiếng Pháp, lúc này đâu có thời gian học tiếng Pháp. Liền nảy xuống nước luyện tập, cuối cùng vẫn không thể dựa vào sức bản thân leo lên được ván lướt sóng, động tác ngốc nghếch lóng ngóng khiến hai cô gái người ngặt ngoẽo. 4 giờ chiều Hứa Tư từ công ty tới. Cô hơi sợ nước, Trương Khác cùng cô dạo trên bãi biển, tìm một tảng đá hơi to một chút, ba cô gái ngồi trên đó xem Trương Khác vụng về tập lướt sóng. Mặt trời lặn, đám Đỗ Phi, Thịnh Hạ, Diệp Kiến Bân cũng tới tụ họp, có cả Nick Leeson và hai trợ thủ của hắn, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, vợ chồng Cát Minh Đức và cậu con trai hay mắc cỡ chỉ dám nấp sau lưng mẹ không nói chuyện, thế là người quen biết ở Đài Loan gần như tụ tập lại đây hết, rất đông vui. Cô gái Đài Loan tên là Liễu Minh. Mình trong mình chạc nõn trẻ, một cái tên đầy mùi nho ra, cô không tới Hong Kong một mình, mỗi kỳ nghỉ hoặc tới cùng bạn, hoặc là tới cùng người nhà, bạn cũng chỉ là con gái của đồng nghiệp cha cô, chính là cô gái mặt tròn da ngăm đen mà có lần Trương Khác đã gặp. Lần này Liễu Minh theo cha tới Hong Kong làm việc, cô và cô bạn mặt tròn tới nghỉ, cha cô ban ngày làm việc, hai cô bé đi dạo suốt ngày trên bãi biển. Chương 586, người quen cũ. Vì phép lịch sự. Buổi tối ăn đồ nướng tất nhiên phải mời Liễu Minh cùng cha cô tham gia, Trương Khác còn kéo Phó Tuấn, Đỗ Phi chuẩn bị đống củi, chuẩn bị đốt lửa trại đêm. Trương Khác lại lần nữa bị Tôn Tĩnh Mông sai đi mua bia, y kéo Đỗ Phi theo cùng, thấy đằng xa dưới đèn đường có một chiếc BMW, Liễu Minh cùng bạn đứng nói chuyện với người trung niên, chắc là cha cô. Liễu Minh thấy Trương Khác thì vẫy tay gọi, y liền tới chào hỏi. Cha Liễu Minh cao, tóc hoa râm, đeo kính. Nhìn một cái biết ngay là phần tử trí thức hay phải dùng trí óc, có khí chất người Đài Loan rõ ràng. Buổi tối cha Liễu Minh phải đi xã giao không thoát thân được, ông chỉ coi Trương Khác là bạn chơi đùa quen ở Hong Kong, cảnh giác nhìn y mấy lượt, chắc là thấy y vừa mắt mới thân thiết bảo bọn họ chơi vui vẻ, rồi vào xe rời đi. Trương Khác cảm thấy cha của Liễu Minh rất quen mắt, không phải nhận biết trong thực tế, mà chắc là thấy ở đâu đó trong tạp chí, nhìn chiếc BMW đi xe. Dẫn Liễu Minh và cô bạn đi khiêng bia về chỗ đốt lửa. Trương Khác đặt két bia xuống, thuận miệng hỏi. Liễu Minh, ba em là ai, anh trông rất quen.
Hi hi, thế sao? Liễu Minh cười không chút tâm cơ nào kể ra, thì ra cha cô là Liễu Chi Thành, một trong những người sáng lập ra công ty cổ phần chế tạo mạch điện tích thể Đài Loan, đài thể điện xí nghiệp đặt nền móng cho ngành công nghiệp điện tử Đài Loan. Trương Khắc cũng được coi là người trong nghề rồi, biết Liễu Chí Thành, có điều rất nhiều người công ty tích thể bị hào quang của Trương Trung Mưu che lấp, nhưng Liễu Chí Thành trong nghề có chút tên tuổi. Chế tạo mạch tổ hợp tinh viên quy mô lớn là cơ sở ngành công nghiệp điện tử, chỉ là sản nghiệp lớn tính kỹ thuật cao, đầu tư lớn này cho dù trong tay y có 4 tỷ cũng không làm nổi. Chính vì không làm nổi nên tư liệu về đài tích điện, thế đại cùng với mấy nhà máy tinh viên ở Đài Loan, y đọc thuộc lòng, đừng nói giám đốc chấp hành của đài tích điện, mà chỉ là kỹ sư cao cấp một chút y cũng có tài liệu tỉ mỉ. Trần Tín Sinh, Tiêu Tấn Thành chẳng lạ gì Liễu Chí Thành, thậm chí Trần Tín Sinh có thời gian ngắn cộng tác với ông ta ở Ti, có điều Trần Tín Sinh vào Ti không lâu thì ông ta về Đài Loan theo đám Trương Trung Mưu, lập nên công ty cổ phần chế tạo mạch điện tích thể Đài Loan. Tôn Thượng Nghĩa năm xưa đảm nhận tổng giám đốc hành chính điện tử Gia Tín có tiếp xúc với Liễu Chí Thành. Thắc mắc là giám đốc điều hành của tích thể, ông ta đến đây vào lúc này làm gì? Lửa trại đốt tới 10 giờ đêm mới kết thúc, trở về ảnh Loan Viên, Trương Khắc mới biết cha con Liễu Chí Thành ở ngay dưới lầu của bọn họ. Hôm sau Trương Khắc vẫn ra biển học lướt sóng, Tôn Tĩnh Mông, Liễu Minh và cả cô bạn béo béo nô đùa bên bãi biển, tới hoàng hôn Liễu Minh và bạn được xe đón đi, nói là tham gia yến hội. Buổi tối Trương Khắc và Tôn Thượng Nghĩa ngồi uống trà tán gẫu thì Liễu Minh cùng cha tới thăm, tay còn cầm quà. Liễu Chí Thành cũng nhận ra Tôn Thượng Nghĩa, trước kia bọn họ chỉ gặp qua vài lần ấn tượng rất nhạt. Nếu đã quen biết, lại ở cùng tầng, con gái tối qua được người ta chiêu đãi dĩ nhiên mang quà tới bái phỏng là lễ tiết nên có. Trương Khắc ngồi bên nghe một lúc, nhận ra Liễu Chí Thành có lời muốn nói với Tôn Thượng Nghĩa, ngại mình có mặt nên không nói ra, thầm nghĩ. Bác Tôn chỉ vài năm trước gặp qua ông ta vài lần, gần như chẳng thể nói là có giao tình, ông ta có chuyện gì muốn nói với bác ấy. Biết tuổi tác của mình khiến người ta không coi trọng, Trương Khắc kiếm cớ đứng dậy, mời Liễu Minh và bạn qua phòng bên nghe nhạc. Tôn Tĩnh Mông và Hứa Tư đang xem TV, bên trên là Ngọt Như Mật do Lê Minh và Trương Mạn Ngọc thủ vai chính. Anh vào đây làm cái gì? Tôn Tĩnh Mông thò đầu ra phòng khách, thấy chỉ còn cha mình và Liễu Chí Thành. Khinh miệt liếc nhìn Trương Khắc, cô không ngốc, dù Trương Khắc và những người kia có kín miệng đến đâu, mỗi ngày cô mở mắt nhìn, giương tai nghe, cũng biết địa vị của y khá lớn. Sao tôi không được vào? Ghế sofa bị 4 cô gái ngồi kín, lại không thể chui vào giữa, Trương Khắc đành cầm một gái gối tựa, ngồi lẻ loi trên mặt đất. Liễu Chí Thành ở ngoài phòng khách chuyện trò chừng nửa tiếng rồi đi, trước khi đi Liễu Minh còn hẹn Trương Khắc, Tôn Tĩnh Mông ra biển bơi. Cậu đoán xem, Liễu Chí Thành nghe ngóng ai? Tôn Thượng Nghĩa đóng cửa lại, mặt mang nụ cười nhắc tới cuộc đàm thoại vừa rồi. Nghe ngóng ai mà thần bí thế ạ? Tôn Tĩnh Mông cũng thấy tò mò, thì cái đầu ra. Con đi xem TV đi. Tôn Thượng Nghĩa muốn đuổi con gái đi, nhưng Tôn Tĩnh Mông ôm lấy cánh tay ông làm nũng, dựa vào vai ông ngồi xuống, ngoan như con mèo nhỏ, ở lì không chịu đi. Nghe ngóng ai ạ? Trương Khắc cũng không ngại Tôn Tĩnh Mông ở bên cạnh, hỏi. Nghe ngóng về cậu đấy, không ngờ hả? Tôn Thượng Nghĩa cười. Hả? Trương Khắc ngớ ra. Cháu thấy ông ta ngập ngừng, tưởng ông ta ngại cháu ảnh hưởng nói chuyện với bác, ông ta có ý đồ gì ạ? Nghe hồi lâu xác định được ông ta nghe nóng chuyện Cẩm Hồ kiếm được 4 tỷ từ Hong Kong, thời buổi này người có 4 tỷ tiền nhàn rỗi không nhiều, chuyện cụ thể thì ông ta không nói. Ông ta tin tôi và Cẩm Hồ có quan hệ mật thiết, hy vọng tôi giới thiệu giúp, cho dù bảo ông ta lập tức tới Hải Châu một chuyến cũng được, tôi nghĩ nếu lập tức giới thiệu thân phận của cậu, liệu ông ta có nghĩ tôi đang lừa ông ta không? Tôn Thượng Nghĩa vẻ mặt rất cổ quái. Quá nửa là thế ạ? Trương Khắc cười, nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là đài tích điện thiếu tiền? Họ có thiếu tiền thì Cẩm Hồ cũng không cứu nổi. Do nhân tố chính trị. Một doanh nghiệp nền tảng của điện tử Đài Loan không thể huy động vốn từ doanh nghiệp nội địa, Tôn Thượng Nghĩa nói ra cái nhìn của mình. Nói không chừng có hạng mục nào đó bị cơn bão tài chính phá hỏng, nghe ngữ khí ông ta, có vẻ muốn cứu một hạng mục không mật thiết lắm với đài tích điện. Trương Khắc thấy mắt Tôn Thượng Nghĩa phát sáng thì biết ông nghĩ tới điều gì đó rồi. Ông ta không nói gì, chúng ta ngồi đây đoán giả đoán non cũng vô ích. Tôn Thượng Nghĩa hỏi.
hay là ngày mai giới thiệu Khác thiếu gia vang danh Hải Châu cho ông ta? Cháu á? Trương Khác chỉ mũi mình. Thôi bác, lịch trình của cháu ở Hong Kong kín rồi, vừa xong bác cũng nghe đấy, mai cháu đã có hẹn đi bơi. Và lại bác giới thiệu có khi người ta tưởng bác lừa thật đấy. Để cháu hỏi xem Trần Tín Sinh có bỏ thời gian tới Hong Kong một chuyến không, anh ta là người quen cũ của ông ta. Hừm, muốn giấu giếm thân phận để tiếp tục lừa gạt con gái người ta chứ gì. Tôn Tĩnh Mông hết sức hoài nghi dụng ý của Trương Khá. Tôi mà cần làm thế à? Trương Khác cãi yếu ớt. Trở về phòng Hứa Tư, Trương Khác ngồi ở ghế mây ngoài ban công suy nghĩ, y biết năm 99 đài tích điện nội bộ có chút chấn động, khiến cho rất nhiều quản lý cao cấp bỏ đi, Liễu Chí Thành là một trong số những người đó. Có điều vì Liễu Chí Thành không phải nhân vật đang chú ý nhất nên Trương Khác không theo dõi bài viết về ông ta, không biết ông ta đi đâu, nói không chừng ông ta có ý tự lập, chẳng qua kế hoạch bị cơn bão tài chính làm lỡ. Tôn Tĩnh Mông mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, đôi chân tuyệt đẹp không biết an phận cứ đi đi lại lại, Hứa Tư ngồi yên tĩnh trên ghế sofa lật xem tạp chí, Tôn Tĩnh Mông tối lại muốn ngủ chung với cô, Hứa Tư dù sao chẳng thể trách Tôn Tĩnh Mông phá hỏng chuyện của cô giữa Trương Khác. Tôn Tĩnh Mông nhìn dáng vẻ trầm tư của Trương Khác ngoài ban công, nói với Hứa Tư. Nhìn dáng vẻ chăm chú của anh ấy cũng thú vị lắm. Hứa Tư ngẩng đầu lên nhìn, nhoẻn miệng cười. Cậu ấy là người cổ quái, kệ cậu ấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.